Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 27. Xì xào. Trong giây lát, Hân đã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Khoảnh khắc đó, tửu lâu cao hơn 100 mét bỗng nhiên ầm ầm sập xuống mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Bụi bay đầy trời, không gian xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo. Trần Bát Hoang, mày hay lâm, dám xông vào cá hôn lê của tao. Từ chối hả, ha 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 ha. Ưng Thương nở nụ cười, tức quá nên bật cười, sợi dây buộc tóc chợt nứt toát ra, khiến mái tóc như thác nước chảy dài, khí thế bùng nổ, uy áp bốn phương. Trần Đức đứng trên đống hoang tàn, bụi bặm quanh thân cũng không có một hạt nào chạm được. Người anh và Âu Dã Tư Linh, cùng với chiếc quan tài. Anh dùng linh khí ngăn cản hết tất cả mọi thương tổn mà tửu lâu tạo ra. Trần Bát Hoang, mày rất điên cuồng, rất kiêu ngạo, cũng ngông cuồng, thế nhưng... Linh khí của Ưng Thương bùng nổ, cảnh giới thần tôn tứ trọng được bày ra không hề che giấu. Tao hy vọng là tiếp theo đầy mày vẫn cố thể tiếp tục ngông cuồng, ha ha. Sau một hơi thở của hắn, không gian xung quanh liên tục rung lên, lay động. Ầm, tiếng sấm rền vang, cả vòm trời sáng rực bỗng chốc trở nên đen ngòm, trong những tầng mây kia là tia sấm sét quay cuồng, chớp giật đùng đùng. Cùng lúc đó, Ưng Thương đang niết ấn. Ngón tay chợt di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đó là, nhân vương ấn, bầu trời bỗng nhiên thay đổi, trăm ngàn võ tu đều hoảng sợ, lập tức nhận ra chiêu thức này. Nhân vương ấn, không phải nhà họ Ưng chỉ có 3 người biết thôi ư, một vài người có quan hệ khá tốt với nhà họ Ưng chợt kinh ngạc. Nhân vương ấn chính là một tuyệt kỹ bí mật của nhà họ Ưng. Đến thời điểm này, nhà họ Ưng chỉ có 3 người nắm giữ. Gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Ưng. Gia chủ đời này cùng với Ưng Thanh Vũ. Tại sao? Ưng Thương cũng biết. Đúng rồi, quy tắc của nhà họ Ưng chỉ cho phép truyền lại cho những người đủ tư cách trở thành gia chủ mà thôi, vì vậy nên Ưng Thanh Vũ mới được phép biết, nhưng... Ưng Chiếu vẫn chưa thật sự giao lại vị trí gia chủ cho Ưng Thanh Vũ mà. Không xe chắc chắn là như vậy, còn nữa, nghe nói Ưng Thanh Vũ xảy ra chuyện rồi, Ưng Thương biết nhân vương ấn thì cũng bình thường thôi. Chân lôi ấn. Bình thiên ấn. Cùng lúc, Ưng Thương cử động, trong tay hắn là sấm sét vang trời, vầng sáng rực rỡ soi rọi 4 phương 8 hướng sáng tráng như tuyết, chân trời là mây đen cuồn cuộn, trắng mấy chốc đã hóa thành hình ấn khổng lồ. Ầm. Ngay sau đó, Ưng Thương biến mất vào hư không. Trực tiếp xé mở không gian trước mặt mình, chí trong vòng 1/1000 giây đã đột ngột xuất hiện trước mặt Trần Đức. Chấn lôi ấn, bình thiên ấn đồng thời hạ xuống. Tông chủ cẩn thận, Trịnh Lâm Phong hét lớn, ông ta cách đó mấy trăm mét nhưng vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi từ trong tận linh hồn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhớ. Trần Đức thì sao? Anh vẫn đứng yên đó, không hề nhúc nhích chút. Nào, cứ như anh đã bị dọa đơ cả người, trở nên ngơ ngác rồi. Ha ha, không thể chịu nổi một đòn u, Ưng Thương lạnh lùng nói, giọng nói vang vọng bên tai, hai nhân vương ấn đã đến rất gần Trần Đức. Mày! Chỉ có thể chết mà thôi. Thế hả? Khi Ưng Thương nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng, tưởng Trần Đức chỉ còn một con đường chết thì anh đột nhiên ngẩng đầu lẽn. Một trường đánh về phía trước. Có thể thấy rất rõ. Trong bàn tay anh, sấm sét chợt lóe, đan vào nhau, chất chứa thứ sức mạnh vô hạn và đầy khủng bố. Chấn lôi ấn. Trong nháy mắt, có người bật thốt thành tiếng cậu. Cậu ta cũng biết nhân vương ấn ư. Đúng vậy. Đó chính xác là chấn lôi ấn. Chẳng qua, thời gian Trần Đức ngưng tụ cũng như tung ra ngắn hơn Ưng Thương rất nhiều, chỉ trong nháy mắt, kế ra thì chậm nhưng diễn ra lại nhanh, quyền ấn của hai người đã va chạm vào nhau. Ngoài ra, bình thiên ấn cũng hình thành bên tay kia của anh. Hai người bắt đầu đối chiến. Một kẻ thông thần nhất trọng, người lại là thần tôn 36 giai. Có thể nói là khoảnh khắc đó, không gian kia trực tiếp vỡ nát. Tiếng nổ ầm ầm bao phủ cả hai người, họ đã chìm vào một mảnh hư vô. Thế nhưng, chẳng được bao lâu, chưa đến nửa giây sau. Không gian đã tự động liền lại, bóng dáng hai người cũng xuất hiện. Mọi người thấy, Ưng Thương văng ra ngoài. Cơ thế như diều đứt dây, tạo thành một vòng cung giữa vòng trời, bay xa hơn 100 mét. Ầm, bụi mù bốc lên 4 phía, sương mù đầy trời. Ưng Thương cố giữ vững cơ thể để không phải ngã sấp xuống, sau khi đáp xuống đất, hắn cũng phải trượt đi vài mét mới có thể dừng hẳn.
Trần Bát Hoang thì sao? Anh chẳng bị làm sao cả. Hơn nữa, anh còn hoàn toàn không có chút vết thương. Nào, vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt, bình tĩnh. Một màn đó, khiến những người đang xem cảm thấy da đầu mình nổ tung. Hai người đều sử dụng tuyệt kỹ của nhà họ Ưng, Trần Bát Hoang. Lại có thể chiếm thế thượng phong ư. Sao lại như vậy được? Bọn họ không thể tin nổi. Má nó, thông thần nhất trọng, Trần Bát Hoang chỉ là thông thần nhất trọng, tại sao lại biến thái tới như vậy được? Bọn họ nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, dù thế nào cũng không thể hiểu được. Xin lỗi nha, Ưng Thương, tôi không hề chết, xác là anh thất vọng lâm nhỉ, giọng Trần Đức bình tĩnh đến mức tận cùng, hệt như việc đánh bại Ưng Thương cũng chỉ là một chuyện gì đó rất nhỏ. Mày luyện được đến ấn thứ ba rồi ư, ép sắc mặt Ưng Thương đầy hoảng sợ, vừa nãy khi chìm vào hư không, Trần Đức đã dùng đến nhân vương an. Cũng chính vì thế nên hắn mới thua. Xong, Hân có thể khẳng định Trần Đức đã dùng thêm một loại bí pháp khác để tăng thêm sức mạnh. Nếu không, dù Trần Đức có biết được nhân vương ấn thì cũng không thể đánh bại hắn. Đúng vậy, Trần Đức nói, thế nào, bây giờ anh có thể cút vào quan tài được chưa? À, Ưng Thương đứng thẳng dậy, Trần Bát Hoang, mày dùng bí pháp để tăng thêm sức mạnh thế này, thì chắc cũng bị giới hạn thời gian nhỉ. Ưng Thương biết rất rõ, bất kỳ một bí pháp tăng sức mạnh nào cũng có giới hạn trong thời gian nhất định. Thêm vào đó, là sau khi dùng xong sẽ chìm vào trạng thái suy yếu. Chỉ cần thời gian đó trôi đi hết, hắn nhất định có thể giết chết Trần Đức. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian ngắn như thế, mày không thể giết chết tao được đâu. Ưng Thương nhìn chằm chằm Trần Đức, đang nói chuyện thì chiếc áo đỏ trên người Hân bỗng nhiên nổ tung. Bỗng, nguyễn giáp màu lửa đó xuất hiện trong con ngươi của tất cả mọi người ở đây, dù mày biết nhân vương tam ấn thì sao? Ưng Thương này có nguyễn giáp bất tử, sức phòng ngự là vô địch. À, thế hả? Trần Đức thân nhiên nói, đột nhiên, anh thi chiến côn bằng phù hư thân pháp, bóng hình anh đã biến mất. Chữ hả vừa mới thốt ra thì anh đã xuất hiện ngay trước mặt Ưng Thương rồi. Ưng Thương còn chưa kịp hoàn hồn lại. Trong mắt hắn ta chỉ có một nắm đấm đang lao về phía mình. Không! Ưng Thương hét lớn, hắn chẳng thể nào ngờ. Được rằng Trần Đức lại nhanh đến thế, nhanh đến mức hắn ta hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Nguyễn giáp bất tử chỉ bảo vệ được cho cơ thể hẳn mà thỏi. Vì thế, Trần Đức mà đánh vào đầu thì hắn chắc chắn phải chết. Bốp! Khi hắn đang hoảng sợ, nắm đấm đã rơi xuống. Nhưng, Trần Đức lại không đánh vào đầu Hân, mà đánh vào nhuyễn giáp bất tử. Ưng Thương chẳng hề thương tổn chút nào. Bốp, lại là một đấm nữa, Ưng Thương vẫn như trước, không tổn hao gì. Ngay sau đó, nắm đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trần Đức trực tiếp đặt Ưng Thương dưới thân đánh, Ưng Thương muốn phản kháng nhưng, muốn đánh trả nhưng hắn lại hoảng hốt phát hiện ra Trần Đức quá đáng sợ, hắn chỉ có thể bị đè ra đánh. Nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Nhưng, lại chẳng có cách nào cả. Dường như, Trần Đức cảm thấy đánh thế vần chưa đã, bèn nhấc hắn ta lên, đi về phía quan tài đá, đặt hắn ta trong quan tài và điên cuồng ra tay như một tên côn đồ hung hãn. Một đấm, hai đấm, ba đấm, bốn đấm. Tất cả mọi người đều nghệt mặt ra. Không thể thở nổi, tim đã lỡ mất rất nhiều nhịp. Nắm đấm rơi xuống điên cuồng như màn mưa phùn dày đặc, một đấm. 100 đấm, 1000 đấm. Chỉ trong vài giây, Trần Đức đã đánh ra đâu đó 1-2000 đấm. Răng rắc. Đột nhiên, nguyễn giáp của Ưng Thương đã nứt ra rồi. Khe hở rất nhỏ. Nhưng nó đã thật sự nứt ra rồi. Trần Đức vẫn không hề dừng lại. Bốp, 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 bốp. Một đấm rồi lại một đấm, hết cú đấm này đến cú đấm khác. Rõ ràng có thể thấy được khe nứt đó càng ngày càng lớn sau những cú đấm, càng ngày càng lan rộng. Cuối cùng, răng rác, nguyễn giáp hệt như thủy tinh chợt nổ tung, vỡ, vụn. Nắm đấm của Trần Đức đã đánh thẳng vào người Ưng Thương, xuyên qua cơ thể, xương cốt, mang theo máu tươi lao ra sau lưng Hân. A a a, Ưng Thương phát ra tiếng la thảm thiết, không có nguyễn giáp bảo vệ, hẳn lập tức bị thương rất nặng. Cả người cuộn lại, lạnh run. Máu tươi đầm đìa. Biết được nhược điểm của tôi thì sao? Anh nói mình có sức phòng ngự vô địch cơ mà. Tôi thấy, cũng chỉ có thế mà thôi.
Trần Đức cười nhạt, nếu anh không bước vào quan tài, thì tôi tự tay đẩy anh vào. Anh vừa nói, cũng đã bắt đầu ra tay, thêm cửu trọng cực ảnh vào, dồn hết toàn sức đối phó, trăm triệu điểm sức mạnh long tượng cũng được thi triển, không gian với tầng tầng sức ép rơi thẳng xuống người Ưng Thương. Tiểu Hữu dừng tay. Khi nắm đấm của anh sắp đánh xuống, thì đột nhiên có một giọng nói xuất hiện ngay bẽn tai mà không hề có sự báo trước. Ngay sau đó, trên người Ưng Thương xuất hiện một quang ảnh, những điểm sáng hội tụ lại thành dáng vẻ một người đàn ông trung niên, cứ thế xuất hiện ngay gần đó. Lòng Chân Đức đầy khí thế hào hùng, nhưng nắm đấm đã chợt khựng lại, ánh mắt nhìn về phía bóng người vừa mới xuất hiện. Ông là ai? Tên tôi là Ưng Chiếu, là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Ưng. Bố của Ưng Thương, người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, tha cho Ưng Thương, rời khỏi nhà họ Ưng và tôi sẽ xem như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không cần biết cậu là ai, nếu như cậu dám tiếp tục tổn thương nó, sẽ là băm thây vạn đoạn, chết không toàn thây. Linh Lung, chuyện gì thế này, tại sao ông ta lại đột ngột xuất hiện thế? Trần Đức không nói gì, chỉ lặng lẽ liên lạc với Linh Lung. Thần thức, đó là chút thần thức của ông ta đế lại trong người Ưng Thương, có thể cảm nhận được sống chết của Ưng Thương. Linh Lung giải thích, nó cũng giống như linh thể, thông qua cơ thể này, Ưng Chiếu có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở đây. Cũng giống với hình chiếu ở địa cầu, hay có thể nói là kỹ thuật AI. Nói thế thì đây chỉ là hình bóng, không hề có sức tấn công đúng không, Trần Đức hỏi. Đúng vậy, Linh Lung nói. Ha ha, Trần Đức mỉm cười, nhìn về phía người đàn ông trung niên, Ưng Chiếu phái không? Đúng, Ưng Chiếu gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nói xong, Trần Đức chậm rãi thu tay lại, khi Ưng Thương và Ưng Chiếu đều thở phào nhẹ nhõm. Thì đột nhiên, một thanh kiếm dài đã xuất hiện trong tay Trần Đức, trước mặt Ưng Thương, trực tiếp, đâm thẳng xuống đỉnh đầu Ưng Thương, phập, kiếm long ngâm đâm vào đầu Ưng Thương, lao thẳng vào thức hạ ồ, chém giết cả thân thức của hắn. Chưa đến một phần 10 giây, Ưng Thương, đứa con trai thứ 14 của nhà họ Ưng, chết, lần đầu tiên kiếm long ngâm được lấy ra, giết chết trăm người trong nháy mắt. Lần thứ hai kiếm long ngâm xuất hiện, Ưng Thương chết. Mạnh mẽ như Ưng Thương, cũng không thể chịu nối một kiếm, còn chẳng kịp thở hắt ra một tiếng, thì đã tắt thở rồi, chết tươi. Cậu, gân xanh Ưng Chiếu giật giật, trong mắt như muốn phun ra lửa, danh con, mày dám giết con trai tao ư. Giết đó, thì sao, ánh mắt Trần Đức vần điềm tĩnh rút long ngâm ra, thuận thế chém thêm một kiếm về phía Ưng Chiếu. Xoẹt, một kiếm chém ngang, linh thế của Ưng Chiếu tách ra làm hai, nhanh chóng tan biến mất. Từ trên xuống dưới Ưng phủ, hàng trăm ngàn võ tu đều hoảng sợ nhìn chầm chầm một màn quỷ dị trước mặt, chìm vào sự yển tĩnh đáng sợ. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Bắt đầu từ khi Trần Bát Hoang bật đầu đấm vào Ưng Thương, cho đến khi linh thể của Chiếu Vương, gia chủ nhà họ Ưng biến mất, thậm chí là sau 3-40 giây, cũng không có người nào mở miệng nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều dồn vào Trần Đức, trong lòng tất cả bọn họ đều đang dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Tim cứ đập nhanh thình thịch. Ưng phủ có rất nhiều người hầu, chấp pháp, người bảo vệ, nhưng lúc này đây, bọn họ hoàn toàn không dám ra tay, đã sớm bị dọa sợ đơ người rồi. Kẻ điên, tên này chắc chắn là một kẻ điên. Giết chết 700-800 thanh niên tài tuấn của thế lực nhị phẩm, cắt đứt tay của mấy trăm người, lại giết Ưng Thương, chém linh thể của Chiếu Vương, thanh niên này chắc chắn điên rồi. Liều lĩnh, một kẻ điên chỉ biết giết chóc, ma vương. Trời ạ, tôi vừa mới thấy cái gì thế này? Nơi này là Hoàng Đô, dám đụng đến nhà họ Ưng ở nơi này. Tại sao nhà họ Ưng vẫn chưa tới? Dù Bất Tử Cung có hơi xa nơi này, nhưng chuyện cũng đã xảy ra lâu vậy rồi, họ phải đến rồi mới đúng chứ? Sau mấy chục giây yên tĩnh, thì hàng trăm ngàn võ giả bật thốt lên, như quả bom nổ chậm, họ thét chói tai, bàn tán ầm ĩ. Kiếm long ngâm, đó thật sự là kiếm long. Ngâm. Trong những ảm thanh đó, không ai chú ý tới, một lão nô đến từ bộ tộc thứ 5 đang thì thào nói, trên mặt là sự rung động và kinh ngạc. Trần Đức chém giết hàng ngàn đứa con cưng của trời, ông ta cũng không hề rung động, giết chết Ưng Thương, ông ta thấy cũng bình thường. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên khi ông ta trông thấy thanh kiếm đó, cảm nhận được khí tức, từng đường vân của nó, thì ánh mắt ông ta bỗng nhiên xuất hiện sự dao động mãnh liệt.
Kiếm Long Ngân, đó thật sự là Kiếm Long Ngân, Trần Bát Hoang, Trần Bát Hoang. Là cậu ta ư, là đứa con bị vứt bỏ đó ư. Lão Nâu nhìn chằm chằm Trần Đức thật lâu, nhìn rất rất lâu. Tiện thể, ông ta lấy ra một quyển trục, nó được mở ra, truyền thống trận xuất hiện, ông ta lập tức biến mất tại chỗ. Thẳng, thâng thật rồi. Ha ha, tông chú thật mạnh. Trịnh Lâm Phong, Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền cũng bắt đầu lấy lại tinh thần từ sự rung động. Đôi mắt xanh của ẩu dã tư linh chất chứa sự khó tin, tất cả mọi thứ cứ như mơ vậy, là giấc mơ huyền ảo như thế, hạnh phúc như thế. Một người con gái, ai cũng chỉ cần một người đàn ông có thể chiến đấu quên mình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ấy thỏi mà. Huống chi, người đàn ông trước mặt còn vượt qua hẳn phần lớn những người cùng tuổi. Trong lòng ẩu dã tư linh tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Bát Hoang, anh thế nào rồi? Tông chủ. Mọi người chạy tới chỗ Trần Đức, quan sát anh thật tí mi, thấy rõ là anh không hơi có một vết thương nào. Không sao. Trần Đức nói với giọng ấm áp, ông Trịnh, ông dẫn Đoạn Nguyên, Vô Song, Tuấn Hiền và cả tư linh về Lưỡng Nghi Tông trước đi. Tông chủ, cậu không về ư? Trịnh Lâm Phong kinh ngạc nói, nếu không đi thì e là sẽ không kịp nữa. Người nhà họ Ưng cùng với hơn một thế lực nhị phẩm kia sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tôi biết chứ, Trần Đức nói. Nhưng tôi vẫn còn chuyện khác phải làm, ông Trịnh, mọi người về tới Lưỡng Nghi Tông thì hãy lập tức dẫn cá tông môn đi tìm một nơi an toàn để bế tông, tôi chưa trở về thì nhớ không được đi ra. Ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Đức lấy ra ba cái túi càn khôn, trong này có một ít đan dược vào một số thiên tài địa báo. Ông cũng mang hết cả về đi. Tông chủ, anh còn việc gì nữa vậy? Đoạn Nguyên khó hiếu. Anh ấy còn phải cứu thêm một người. Ảo dã tư linh nhìn chằm chằm Trần Đức, cô ta biết rõ anh muốn làm cái gì. Bỗng nhiên, cô ta kiếng mũi chân lên, trước mặt hàng trăm ngàn võ giả, hôn khẽ lén hai má Trần Đức, tôi sẽ chờ anh về. Trần Đức gật đầu. Bỗng nhiên, anh chẳng nói chẳng rằng, nhảy lén. Chỉ trong vài giây đã xuất hiện trước mặt Tô Lăng Tuyết, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết Thanh Vũ ở đâu chưa? Tôi, gương mặt tươi cười của Tô Lăng Tuyết, ửng đỏ, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sâu thẳm của Trần Đức, vẫn còn nhớ đến hình ảnh anh giết chết những kẻ kia, tim cô ta bỗng đập nhanh hơn, kìm lòng không đậu nói. Chị Thanh Vũ, chị ấy đang ở Bất Tử Cung, hôm nay là ngày nhà họ Ưng di rời phong ấn của chị ấy. Được. Trần Đức xoay người. Anh chuẩn bị đi thì Tô Lăng Tuyết lại gọi anh. Anh Bát Hoang, em vẫn khuyên anh nên từ bỏ đi. Tại sao? Trần Đức hỏi. Bất Tử Cung là trung tâm của nhà họ Ưng, Ưng Chiếu đang ở đó, bây giờ anh tới đó thì chẳng khác gì. Chịu chết. Để hôm nay có thể thuận lợi di rời sức mạnh trong người chị Thanh Vũ, hầu hết cao thú nhà họ Ưng đều tập trung ở Bất Tử Cung, anh nghĩ mình nắm được bao nhiêu phần trăm sẽ cứu được chị ấy? 30%. Trần Đức thán nhiên nói, nhưng dù có chết thì tôi cũng phải cứu cô ấy ra. Dứt lời. Trần Đức tung người, linh khí mạnh mẽ bùng nổ, dưới bầu trời mây đen cuồn cuộn, anh trực tiếp đi về phía Bất Tử Cung. Bất Tử Cung, cậu ta muốn đến Bất Tử Cung ư? Điên rồi chắc, những lúc thế này, lẽ ra phải chạy trối chết mới đúng. Còn chạy tới Bất Tử Cung làm gì? Con mẹ nó chứ, đi thôi, đến Bất Tử Cung xem thử coi rốt của cậu ta muốn làm cái gì. Bấy giờ, hàng trăm ngàn võ giả, có một nửa nhanh chóng đuổi theo Trần Đức, chậm rãi di chuyển như châu chấu lướt qua, đến Bất Tử Cung. Sau khi Tô Lăng Tuyết lấy lại tinh thần, cũng nhanh chóng tìm bóng dáng Trần Đức và đuổi theo. Mẹ cô ta thì nhanh chóng nghĩ cách để liên lạc với Tô Trung Dương. Tông chủ, còn có thể trở về không? Đôi mắt xanh của Diệp Vô Song chợt lóe lẻn vẻ lo lắng. Bán thân cậu ấy cũng không xác. Trịnh Lâm Phong nhìn theo hướng Trần Đức rời đi, thở dài. Với tính tình Trần Đức, nếu anh chắc chắn 100% thì ắt hẳn sẽ không bảo họ dẫn theo đệ tử Lưỡng Nghi Tông trốn đi. Rất rõ ràng, anh đang lo có người tới trả thù. Trần Bát Hoang có mạnh tới đâu, thì cũng chỉ là võ gia thông thần nhất trọng mà thôi. Nhà họ Ưng, không biết bao nhiêu cao thủ thần tôn, thậm chí, gia chủ nhà họ Ưng, Ưng Chiếu còn là cao thủ thần vương. Mà nhà họ Ưng vẫn còn gia chủ tiền nhiệm, gia chủ tiền nhiệm, họ đều còn sống. Muốn đến nhà họ Ưng cứu người, dù là cứu ai, với thực lực của Trần Đức thì cũng không khác gì giành miếng thịt từ miệng hố.
Không chỉ mình nhà họ Ưng, mà còn hơn 1.000 thế lực nhị phẩm, hôm nay bọn họ đã tổn thất rất lớn, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trần Đức. Chuyện cậu ấy đắp quyết định thì chúng ta không thể ngăn cản, điều duy nhất có thể làm chính là đừng gảy thèm phiền phức cho cậu ấy. Trịnh Lâm Phong trầm giọng nói, Tư Linh, Đoạn Nguyên, Vô Song, Tuấn Hiền, chúng ta đi thôi, về Lưỡng Nghi Tông thôi. Rõ. Ba người Đoạn Nguyên lén tiếng trả lời, Âu Dã Tư Linh cũng khẽ gật đầu. Sau đó, năm người không hề do dự, lập tức di chuyển, rời khỏi nơi thị phi này. Hoàng cung Vô Cương. Trong hoàng cung lấp lánh rực rỡ, bấy giờ, môn chủ Đan Môn Phó Vĩnh Sinh, Tô Trung Dương, Diệp Lê Cuồng ba người đang quỳ bên dưới. Mà chẽn ngay vị hoàng đế, một người đàn ông trung niên khoác long bảo cửu trảo kim long, đội vương miện trên đầu đang từ trên cao nhìn xuống, quan sát ba người. Ông ta, chính là vua của cố quốc Vô Cương. Chu Long. Long đế. Long đế khí thế uy nghiêm, nhìn như 40 hay 50 tuổi, nhưng chẽn thực tế đã hơn 300 tuổi rồi. Ông ta ngồi chén long ý, như một pho tượng thần cao cao tại thượng. Phó Vĩnh Sinh, Diệp Lễ Cuồng, Tô Trung Dương đều cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Dù uy áp khi có khi không nhưng vẫn làm cho hơi thở của họ chớ nẻn vô cùng nặng nề. Mấy ngày trước, viên thái thanh thần đan đó thật sự có thể giảm bớt tổn thương thần hồn của bản đế, Trần Bát Hoang mà các người nói, cậu ta thật sự đụng đến nhà họ Ưng ư. Thưa vâng. Phó Vĩnh Sinh cúi đầu, kính sợ, cẩn thận nói, chỉ mới 10 phút trước thôi, thần nhận được tin tức, cậu ta. Cậu ta giết Ưng Thương trước mặt linh thể của Chiếu Vương, sau đó lại đi về phía Bất Tử Cung. Nghe nói là cậu ta muốn đi đón Ưng Thanh. Vũ, Trần Bát Hoang này đúng là tên hiễu nghiệt, đôi mắt Long đế chợt lóe lên thứ ánh sáng sâu xa, không ai có thể biết được suy nghĩ trong lòng ông ta là gì. Vừa là yêu nghiệt, lại còn là kẻ thích gây họa, thông thần nhất trọng mà lại dám đi trêu chọc nhà họ Ưng, đúng là thú vị, rất thú vị. Phó Vĩnh Sinh, ông nói xem trên đời này liệu có phải chỉ còn mình cậu ta cứu được bản đế không? Cũng chưa chắc, phân tiêu giới rộng lớn bao la, chắc chắn sẽ có rất nhiều tài ba dị sĩ. Hơn nữa, trên vân tiêu giới vẫn còn những thế giới khác mạnh hơn như cao thủ đại thế giới như vân, chí là. Phó Vĩnh Sinh cười khố. Ở Bắc Hoang này, từ khi người bị thương đến nay, quả thực Hân là người duy nhất. Long đế ngồi dựa vào ngai vàng dường như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu sau mới lên tiếng nói, nơi như nhà họ Ưng, bổn đế đến không thích hợp lắm, người đâu, truyền khấu dụ của bốn để. Long đế trầm giọng nói, trong bầu không khí im lặng, bên cạnh ba người Phó Vĩnh Sinh lại có thêm một bóng người khác xuất hiện, cung kính cúi đầu. Lệnh cho Tử Hiên đi theo Phó Môn Chủ, Diệp Lê Cuồng và Tô Trung Dương, lập tức đi mời Trần Bát Hoang tới đây. Tuân chỉ. Long đế vừa dứt lời, bóng người lặng lẽ biến mất. Im hơi lặng tiếng như thể chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, Long đế dùng ngón tay làm bút, lấy linh lực làm mực, viết một bán thánh chí đưa cho Phó Vĩnh Sinh, đây là thánh chỉ cho nhà họ Ưng, khi đến nhà họ Ưng, đế Tứ Hiên đích thân tuyên chỉ, bảo vệ Trần Bát Hoang không chết. Vâng, Phó Vĩnh Sinh, cầm thánh chỉ bằng cả hai tay. Cùng Diệp Lễ Cuồng và Tô Trung Dương rời khỏi đại điện. Cung Bất Tử nằm ở trung tâm của dãy núi Bất Tử, là cung điện đầu tiên của dãy núi Bất Tử. Tòa cung điện này có diện tích gấp đôi thành Phụng Thiên, là khu vực trung tâm của nhà họ Ưng, nơi nhãn vật quan trọng của nhà họ Ưng sinh sống. Cung điện rộng lớn mênh mông, một màu đỏ rực, trên bức tường đá của cung điện có khắc vô số hình chim phượng hoàng đang bay. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ cả cung điện đều được xây dựng theo hình phượng hoàng, từ đầu đến đuôi, dài đến vạn dặm. Nguy nga tráng lệ, bao la vô bờ bến. Chính điện của Bất Tử Cung được gọi là Thiên Điện, bất cứ khi nào xảy ra chuyện trọng đại trong nhà họ Ưng như tế tự, hội nghị, kế thừa vị trí gia chủ đều ở trong Thiên Điện này. Lúc này bên ngoài Thiên Điện, người của nhà họ Ưng đứng dày đặc như kiến, nhìn thoáng qua cũng phải 20-30 ngàn người. Những người này đều là con cháu của nhà họ Ưng, hoặc là môn khách của nhà họ Ưng, những người canh gác cốt cán. Người có cảnh giới thấp nhất cũng ở thông thần tầng 3. Người mạnh nhất là ba người ở trước Thiên Điện, lần lượt là thần tôn 28 giai, thần tôn 37 giai, thần tôn 42 giai, đều có thực lực cực mạnh. Bọn họ đang cung cung kính kính canh giữ bên ngoài cổng Thiên Điện. Bên trong Thiên Điện, một tiếng thét chói tai, khàn khàn, kinh người không ngừng phát ra, vang vọng bẻn tai mọi người.
Nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy bển trong thiên điện có rất nhiều người, trong số đó có 11 người đang ngồi trên ghế, chỉ có 11 người được ngồi ghế. 11 người này là nhân vật cốt cán của nhà họ Ưng, người đứng đầu ngồi chẽn cùng chính là Ưng Chiếu, hai bên trái và phải của Ưng Chiếu mỗi bên có 5 người. Ở trung tâm của thiên điện rộng lớn, có 99 người đang ngồi xếp bằng, tạo thành một thế trận kỳ lạ, ở trung tâm thế trận là hai cô gái. Một người trong đó có nét giống với Ưng Chiếu và Ưng Thương, cỏ ta chính là Ưng Khả Nhi, em gái của Ưng Thương. Người còn lại tất nhiên là Ưng Thanh Vũ, sắc mặt cô ta trắng bệch không có chút máu. Cô ta và Ưng Khả Nhi cùng nhau nằm trên một đàn tế. Cơ thể của hai người họ được liên kết với nhau bằng một luồng ánh sáng bí ẩn với nhiều màu sắc khác nhau. Có thể thấy rõ trên vị trí bụng, đan điền và linh hài của Ưng Thanh Vũ được vẽ những hoa văn cổ xưa, ở chính giữa còn có một vết sẹo dài thẳng đứng chia đôi bụng dưới của cô ta, năng lượng khổng lồ và đáng sợ trong cơ thể cô ta không ngừng phát ra dao động, tác động dữ dội đến trận văn bao phủ xung quanh bọn họ. 99 người đồng thời thi triển sức mạnh, khống chế phong ấn trong linh hải của Ưng Thanh Vũ, chuyển rời, lại chuyển rời. Một quầng sáng đen kịt chết chóc, dưới sự thúc giục như vậy, một luồng huyết dịch đỏ tươi chói lọi nhức mắt từ từ bốc lên, thông qua người Ưng Khả Nhi hình thành con đường khế ước đặc biệt, dần dần chuyển rời về phía cô ta. Mỗi khi chuyển rời được một đoạn, ngay cả Ưng Thanh Vũ đã mất đi ý thức cũng phải thét lên đau đớn, cơ thể bị tra tẩn dữ dội, trên khuôn mặt tái. Nhợt của cô ta dính tóc vương vãi. Có thể tưởng tượng được lúc này cô ta đang đau đớn và phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp đến mức nào. 99 võ giả cấp bậc thần tôn đang tiến hành di chuyển phong ấn của Ưng Thanh Vũ. Bọn họ đều khó chịu như nhau, cho dù là mạnh mẽ như bọn họ, nhưng lúc này trên người vẫn ướt đầm mồ hôi lạnh. Sức mạnh của phong ấn quá mức khủng khiếp. Bọn họ chỉ đang kết trận, lôi kéo nguồn năng lượng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh buốt, tĩnh lặng, hỗn loạn, sát khí và u tối trong đó. Không chỉ thế xác bị ảnh hưởng, mà thần thức của bọn họ cũng vậy. Sự dao động đáng sợ mang tính hủy diệt, giống như tảng băng vạn năm, cực kỳ lạnh lẽo, đang nuốt chửng thần thức của bọn họ, ảnh hưởng đến cảm nhận của bọn họ. Đôi mắt của hơn một nửa số người chuyển sang màu đỏ thám, dưới bầu không khí cực kỳ im lặng, tâm tính của bọn họ không ngừng xảy ra thay đổi. Nếu không phải có sự chuẩn bị trước, đại trấn được giữ vững thì bọn họ sớm đã hoàn toàn trở thành những cỗ máy giết người dưới ảnh hưởng như. Vậy, may mắn thay, nhà họ Ưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên không xảy ra chuyện gì bất chắc. So với tình trạng hôn mê và đau đớn của Ưng Thanh Vũ, Ưng Khá Nhi vẫn luôn tính táo, cô ta có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh đáng sợ đang từ từ di chuyển vào cơ thể mình như truyền năng lượng. Mặc dù quá trình này có chút đau đớn nhưng cô ta có thể chịu đựng được, không những không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết mà ngược lại trong mắt còn lóe lên sự phấn khích tột độ. Cô ta sắp thay thế Ưng Thanh Vũ, trở thành đệ nhất kiều nữ của nhà họ Ưng, huyết mạch phản tố trời sinh đi trong người Ưng Thanh Vũ sẽ trở thành của cô ta, sao cô ta có thể không phấn khích cho được. Trong đại điện, ngoài tiếng hét của Ưng Thanh Vũ, không ai lên tiếng, ngay cả Ưng Chiếu, người đứng đầu nhà họ Ưng biết tin Ưng Thương đã chết, cũng không rời khỏi chỗ ngồi nửa bước, ông ta lo lắng, mong đợi và kích động nhìn chằm chằm cảnh tượng phía trước, còn đối với Trần Bát Hoang. Sau chuyện này, huyết thống và phong ấn được chuyến giao thành công, ông ta sẽ đích thản tiêu. Diệt! Không chỉ anh, mà ngay cả bạn bè, phụ nữ và người thân của anh, một người ông ta cũng không tha. Trong thiên điện, ánh sáng bí ẩn bùng phát, 99 võ giả có cánh giới thần tôn tầng 5 trở lên đang hợp lực kích hoạt trận pháp, chuyến rời phong ấn của Ưng Thanh Vũ, tiếng thét chói tai vang vọng bên tai, khí tức chết chóc, lạnh lẽo và u ám tràn ngập khắp nơi trong đại điện. Thần lực của Phượng Hoàng thực sự quá mạnh, vết sẹo sâu trên bụng Ưng Thanh Vũ đang không ngừng khôi phục và lành lại, mỗi khi vết thương liền lại thì một con dao đồng treo bên cạnh người cô ta sẽ lại rạch ra. Cất rời, khôi phục, cất rời, khôi phục, vết thương của Ưng Thanh Vũ không ngừng lặp lại liên tục như vậy. Trên vị trí cao nhất một bên đại điện, một lão giả hai tròng mắt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt tay vịn, rõ ràng có thể nhìn thấy tay vịn ghế ở trong lòng bàn tay đã méo mó biến dạng, ông ta hít thở cũng vô cùng nặng nề. Chính kỳ, chú ý cảm xúc, một lão giả khác bên cạnh ông ta nhắc nhớ, đừng vì cảm xúc cá nhân mà làm nhiễu loạn chuyện lớn trong tộc. Ông yên tâm, về sau gia tộc nhất định sẽ hậu táng Thanh Vũ, hơn nữa còn bồi thường cho ông và bố mẹ Thanh Vũ hậu hĩnh. Hóa ra lão giả là ông nội của Ưng Thanh Vũ, Ưng Chính Kỳ.
Ông ta ngồi chẽn ghế, nhìn thẳng vào Ưng Thanh Vũ, trong hốc mắt đỏ bừng tràn đầy nước mắt. Ưng Thanh Vũ là cháu gái nhỏ nhất của ông ta, cũng là cháu gái ông ta yêu thương nhất. Mắt thấy cô ta bị hành hạ như vậy, tim Ưng Chính Kỳ cực kỳ đau đớn. Không phải ông ta không phản kháng. Nhưng, vô dụng, ông ta đã giết chết 70-80 người nhà họ Ưng, sau khi nhục chí TSL bị Ưng Chiếu đánh một chưởng trọng thương, lúc này còn có thế ngồi trong thiên điện vần là do khai ân ngoài vòng pháp luật của Ưng Chiếu. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả bất đắc dĩ và phẫn nộ của ông ta đều tỏ ra yếu ớt như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu gái chịu hết hành hạ và khổ nạn. Còn bố mẹ của Ưng Thanh Vũ ngay cả cơ hội ngồi ở đây cũng không có. Trái tim Ưng Chính Kỳ giống như bị sắt đun nóng, cảm giác đau đớn khiến cho cơ thể già nua của ông ta không ngừng run rẩy. Tất cả những thứ này đều nằm trong tầm mắt của Ưng Chiếu, cũng là chiếu vương của Hoàng Triều Vô Cương. Nhưng, ông ta cũng không thèm để ý. Ưng Chính Kỳ thần tôn bát trọng, ở trước mặt vị vương này không thế gảy nên bất kỹ sóng gió. Ná ói. Cùng lúc đó, ngoài cung bất tử, một bóng dáng từ trên trời hạ xuống. Lúc rơi xuống mặt đất lõm xuống thật sâu, xuất hiện một cái hố. Bụi mù rơi xuống. Bất chợt, bóng dáng dần dần hiện lên, bụi đầy trời kia không hề rơi một chút nào vào người anh. Áo dài màu đen đậm theo gió mà lay động, tóc cật đầu đinh, hành động độc lập, hoàn toàn xa lạ đối với thế giới này. Trên gương mặt đao tước, đôi mắt thâm thúy dần dần nâng lén, anh nhìn về thành tường cao lớn uy võ phía trước giống như dã thú man dợ vậy. Trên thành tường. Ba chữ cung bất tử rồng may phượng múa, linh vận vang dội, lấp lánh rực rỡ. Nơi này chính là cung bất tử, quả thực rất mạnh, dù là lính canh phòng cũng là cao thủ cấp bậc thần tôn, người đến đương nhiên là Trần Đức, anh cảm nhận được khí tức kinh khủng ớ khắp. Nơi cung bất tử, không khỏi cảm khái. Nơi này có chừng hơn 3.000 người, người yếu nhất cũng là thông thần lục trọng, cường giả thần tôn cũng ước chừng có 3 người. Đúng vậy, tên nhãi họ Trần. Lần này tới nhà họ Ưng không khác nào rơi vào chỗ nguy hiểm, làm không tốt thì sẽ phải bàn giao ở đây, trong tiên đài thức hài, Linh Lung nói, bây giờ cần mượn sức mạnh của tôi cho anh không? Tạm thời không cần, tôi cũng muốn xem tôi có thể xông đến bước nào. Trần Đức lấy ra một vò rượu, anh ngứa đầu uống từng hớp lớn. Ực tương đương, ực tương đương. Ực tương đương. Anh đến từ đâu, nơi này chính là vùng đất quan trọng của nhà họ Ưng, mau lui đi. Lúc này trên tường cung bất tử, một tên canh phòng mặt mũi hơn 30 tuổi nhìn xuống Trần Đức, gã cao mày, dạo rực sát khí. Thật là cái thứ rác dưới gì cũng có thể đến trước cung bất tử. Lại còn uống rượu ở đây. Coi nơi này là quán rượu sao? Nhưng, đối phương giống như không nghe thấy lời của gã vậy. Người tới vẫn đang uống rượu. Nắng chiều rơi trên người anh có màu đỏ rực. Một vò đựng hơn mười mấy hai mấy cân rượu trắng không ngừng nghiêng từ trong bình chảy ra, rót vào trong cổ họng của anh. Kẻ nào phía trước, tôi là Ưng Thiên Hái cứ cung bất tử, trong mắt Ưng thì Yên Hải hiện ra sát ý, cây giáo dài trong tay chấn động một cái, phát ra âm thanh kim loại đinh tai nhức óc. Mặc kệ anh là ai, mau cút ngay, nơi này không cho phép uống rượu, sau 10 cái hít thở, nếu không cút thì sẽ chết. Tôi chỉ nói một lần, mở cửa, cũng vào giây này. Rượu trong tay Trần Đức đã uổng hết, anh xách vò rượu, đưa mắt nhìn Ưng Thiên Hải. Cái gì? Ưng Thiên Hải giống như không có nghe rõ, anh báo tôi mở cửa. Trần Đức không lên tiếng. Anh nhấc chân đi đến gần cửa lớn cung bất tử. Trên cửa đỏ đậm vẽ hai con chim bất tử uốn lượn, trông rất sống động. Anh Hải, em thấy thằng nhãi này điên rồi, không kìm nói nhảm, trực tiếp giết chết. Bên cạnh Ưng Thiên Hải, một tên võ giả thần tôn ba giai nói. Ừ, Ưng Thiên Hải gật đầu, người đâu, làm thịt hắn. Lời vừa dứt, 10 thân ảnh nhảy xuống từ trên cung bất tử, rơi trước mặt Trần Đức, không nói hai lời liền trực tiếp ra tay. 10 tên cường giả thông thần đỉnh phong. Bọn họ cùng ra tay, lĩnh khí cuồng bạo như gió cuốn, phong tỏa ở chỗ chí mạng của Trần Đức, võ kỹ thi triển nhanh, chuẩn, ác và cấp tốc. Cút! Đối mặt với bọn họ, Trần Đức chỉ quát lớn một tiếng. Lập tức! 10 người lấn áp đang tiến lên bỗng nhiên thụt lùi, miệng ho ra máu, thần hồn tán loạn, chết ngay tại chỗ. Hả, Ưng Thiên Hái đang muốn rời đi nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày khóa chặt, có chút không dám tin nổi, hình như có hơi kỳ quái. Ưng Sung, Ưng Chi, các người thấy thế nào? Đúng thật,
một võ giả thông thần nhất trọng, không nên đâu, bên cạnh Ưng Thiên Hải, Ưng Sung toàn thân mặc áo dài màu vàng nhạt, tóc xõa ngang vai, nhưng có lẽ cũng chỉ là may mắn. 10 người không phải đối thủ của hắn, 1000 người thì sao, Ưng Chi cũng cười nhạt, mặt hắn có chút tái nhợt, hắn đứng bẻn phải Ưng Thiên Hải, giống như Ưng Sung, là cánh tay phải cánh tay trái đắc lực của Ưng Thiên Hải. Hai người đều là thần tôn ba giai. Ưng Thiên Hải chính là thần tôn 12 giai. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho tôi. Sau đó, Ưng Sung ra lệnh. Cùng giây đó, hơn ngàn tên cường giả thông thần thông qua trận văn trước cung bất tử, trong thời gian ngân đã xuất hiện trước mặt Trần Đức. Từng khí tức tuôn trào, giống như dã thú trong núi sâu, lóe lên sát ý giết người dày đặc. 1000 võ giả thông thần cửu trọng, lần này Trần Bát Hoang. Chết chắc chứ, cách cung bất tử 1000 mét, các võ giả từ thành Phụng Thiên theo tới liền dừng chân, không có tiến lên nữa, bọn họ dừng chân tại chỗ, dõi mắt nhìn ra xa. Khi 1000 người kia hiện lên, vô số người chấn động. Nhà họ Ưng không hổ danh là nhà họ Ưng. Chỉ là hộ vệ canh cửa, vậy mà lại phô trương lớn như vậy. Không ngoài dự liệu, bí pháp đề thăng thực lực của Trần Bát Hoang đã thông qua rồi. Hân có thể chết trước cung bất tử hay không? Tôi cảm thấy khả năng rất lớn. Vậy quả thật đúng là chuyện cười, ha ha, khí thế hung hăng xông tới cung bất tử, chết trước cung bất tử xác chắn là chuyện cười vạn năm. Đã sớm nói Hân ngu xuẩn mà, dám xông đến cung bất tử, dù là đương kim long đế đến trước cung bất tử cũng phải cân nhắc ba phần, huống chi một võ giả thông thần nhất trọng, có võ giả tràn. Đây khinh thường. Đáng tiếc, một hạt giống tốt của tù võ lại không hiểu cách thu lì ếm, không hiểu cách nhẫn nhịn. Hôm nay chắc hẳn phải chết, một lão giả tràn đầy tiếc nuối, nếu là ông ta, tuyệt đối sẽ không chọc đến nhà họ Ưng. Loại rác rưởi này nhất định sẽ chết, mẹ kiếp. Một võ giả vốn định đùa cợt mấy câu, nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt liền biến đổi lớn, giống như bị đánh vào mặt vậy, ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ. Không chỉ mỗi ông ta, bốn phía rất nhiều người cũng rơi vào yên tĩnh, ngơ ngác nhìn về phía trước, vẻ mặt hoảng sợ. Lại thấy trước cửa cung bất tử, hơn 1000 lính canh phòng đã dàn đầu xuất thủ. Nhưng 1000 người này cũng không làm bị thương đến một cọng lông của Trần Bát Hoang. Hơn ngàn loại võ kỹ và vũ khí rơi trên người Trần Bát Hoang, giống như ném hòn đá vào biển lớn, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Còn Trần Đức thì sao? Tay anh cầm long ngâm, từng bước đi về phía cửa lớn cung bất tử. Kiếm trong tay anh giống như dao bố dưa hấu. Mỗi một lần giơ lên rồi hạ xuống thì sẽ có đầu người rơi xuống đất, tứ chi phần tách. Đi đến đâu cũng không ai có thể ngăn cản. Đối mặt với 1000 người nhà Ưng, anh chân chính bước vào giống như chỗ không người. Dưới chân anh tất cập đều là máu và thi thể. Trần Đức cực giống một ma quỷ ma vương đến từ 18 tầng địa ngục. Một bước giết một người, máu chảy không dính vào thân. Giữa 100 cái hít thở, 1000 võ giả chỉ còn lại 10 người. 10 võ giả kia tay cầm vũ khí, run rẩy đứng ở phía trước, sắc mặt hoảng hốt, không dám ra tay. Trần Đức đi về phía trước một bước. Một bước của bọn họ. Đi một bước. Lùi một bước. Phế vật, đều là phế vật, Ưng Thiên Hải quát lớn một tiếng, gã đứng lén, lao xuống dưới đất kêu ầm ầm, gã đích thân đi tới bén cạnh Trần Đức, thằng nhãi, sự ngông cuồng của mày, rốt cuộc là vì. Phụt. Lời Ưng Thiên Hải còn chưa dứt. Một thanh kiếm đột nhiên hiện lên trong con người gã. Phóng đại, lại một lần nữa phóng đại. Một phần nghìn giây. Phụt. Mũi kiếm đâm vào mi tâm gã, xuyên thủng qua đầu gã giống như xiên nướng. Phốc phốc. Long ngâm thu hồi. Trần Đức tiếp tục đi về phía trước. Mà Ưng Thiên Hải không có nói thêm một chữ, càng không làm ra bất kỳ một động tác nào, trong con người gã chỉ còn lại vẻ sợ hãi, kinh hoàng và không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Trần Đức kề sát qua vai gã, bụp, cơ thể gã, ngã quỵ, giống như các binh lính của mình, gã ngã trong vũng máu, trên mặt viết đầy chữ kinh hoàng. Trước cửa cung bất tử hoàn toàn rơi vào yên. Tất cả lính canh phòng bao gồm cả Ưng Sung và Ưng Chi đều kinh hoàng nhìn Ưng Thiên Hải ngắp xuống, sâu trong đáy lòng dấy lên sóng biến kinh thiên động địa. Sao, sao có thế? Ưng Thiên Hải, chết rồi. Bọn họ quả thật không dám tin cảnh tượng trước mắt. Ưng Thiên Hải chính là người mạnh nhất trong số bọn họ, là tồn tại thần tôn 12 giai. Vậy mà lại chết như vậy.
Ngay cả một câu nói chưa nói xong, một chiêu chưa dơ ra liền trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Trong đầu Ưng Sung và Ưng Chi trống rỗng, ngây ngốc. Mãi đến khi Trần Đức đến trước cửa cung Bất Tứ, bọn họ mới vừa tỉnh hồn trong ngơ ngác. Ưng Chi, làm sao đây, có cần khởi động trận pháp để giết chết không? Ưng Sung chăm chú hỏi. Không không không, Ưng Chi lắc đầu, trận pháp nhà họ Ưng dùng để ngăn chặn địch mạnh, khởi động một lần tiêu hao cực lớn, dùng nó đi đối phó với một người thông thần nhất trọng, không đáng. Vậy làm sao đây, Ưng Thiên Hải cũng chết rồi, nếu phái người xuống sẽ tương đương với tự tìm cái. Chết, hai người chúng ta tất nhiên không phải đòi thú của hắn, Ưng Sung nói. Ưng Chi hít sâu một hơi rồi nói, hân không phải muốn tiến vào cung Bất Tử sao? Chúng ta không mở cửa, làm sao hắn vào được? Cũng đúng, Ưng Sung cũng cho là điều đương nhiên, không vào được, hắn sẽ phái rời đi, cũng không biết tẻn nhãi này rốt cuộc lai lịch thế nào. Lúc hai người nói chuyện, trước cửa cung Bất Tử, Trần Đức thu hồi kiếm long ngâm, anh lắng lặng đứng nơi đó giống như cái cọc gò. Anh đang quan sát thăm dò kết cấu của cửa. Lớn. 3 giây sau. Đột nhiên. Hai cánh tay của anh dùng sức, một quyền cứng rắn đánh vào cửa lớn. Bùm. Nhất thời. Một tiếng nổ vang truyền ra, sóng âm cuộn. Từng tầng. Nhưng. Cửa cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Ưng Chi, hắn, muốn đập cửa lớn, cảm nhận được tiếng sóng cực lớn kia, Ưng Sung sợ hết hồn hết vía, nếu bị hắn đập làm cho cửa mở ra thì làm sao đây? Cung Bất Tử chính là chế tạo từ đá huyền tinh, trình độ bên bí kiên cố có thể so sánh với bộ giáp mềm ban đầu chiếu vương ban cho Ưng Thương, dùng quyền đập được sao? Ha ha, Ưng Chi cười nhạt, nếu hân có thể đập được, tôi ăn phản. Lời Ưng Chi vừa dứt, lại từng làn sóng mãnh liệt cuồng bạo truyền ra. 3 giây sau, đột ngột, rực rắc, Ưng Chỉ. Ưng Sung cùng với 2.000 lính canh phòng rõ ràng nghe thấy một tiếng động lạ truyền ra, bọn họ còn chưa phản ứng, Trần Đức lại dùng sức, lại dùng sức. Một quyền hạ xuống, bụp, đi cùng với tiếng nổ vang cực lớn. Dưới con mặt mọi người, cửa lớn cung Bất Tứ mở ra. Một lỗ thủng cực lớn bế tan tành, hiện lên trong tất cả tròng mắt mọi người. Vào thời khắc này toàn bộ thành tường cung Bất Tử đều run rẩy lay động. Làm sao có thể, biểu cảm Ưng Chi ngưng lại, vẻ mặt còn khó chịu hơn ăn phái con ruồi. Khụ khụ, Ưng Sung chấn động, lại có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác. Ưng Chi, vừa rồi anh nói gì, nếu hắn đập cửa mở ra, anh. Ăn. Lúc nào rồi còn so đo cái này, Ưng Chi. Cưỡng ép chuyển chủ đề, mau ngăn hần lại, hôm nay thiên điện đang thay đổi phong ấn, Ưng Chiếu đích thân chấn giữ, ngàn vạn lần đừng để hắn xông vào, nếu không thì. Chúng ta khó thoái thác khỏi trách nhiệm. Người đâu, đi theo tôi. Ưng Chi dẫn người từ trên tường thành lao xuống đầu tiên. Nhưng, bóng dáng Trần Đức đã sớm không còn ở trước. Cửa, anh đã biến mất. Chỉ lưu lại một bóng lưng. Bóng lưng toát ra kim quang hừng hực, cực kỳ chói mắt. Với tốc độ cực nhanh, hóa thành một đường ánh sáng, điên cuồng phóng qua. Không ổn, hắn đi về phía thiên điện, Ưng Chi kinh hoàng. Mắt trợn tròn, nhanh, Ưng Sung, lập tức gõ chuông báo động, báo chuyện xảy ra đến thiên điện, bao cho Ưng Vương. Ưng Chi rất hoảng, tim đập loạn. Vốn là một khi hắn khởi động trận pháp, Trần Bát Hoang tuyệt đối không thế nào phá cửa cung, càng không thế nào xông vào cung Bất Tử. Bây giờ, nhung bới vì sự bành trướng, kiêu ngạo và khinh thường của hắn đã khiến cho một người ngoài tiến vào cung Bất Tử. Đây là tội chết tày đình. Nếu như không xử lý xong nữa, người chết không chỉ là một mình hắn, mà còn liên lụy đến nhất mạch 3 đời của hắn nữa. Ưng Sung biết tầm quan trọng của chuyện này, hẳn ta lập tức lấy một quyến trục từ trong túi đựng đồ, trong nháy mắt ánh sáng quyến trục nứt ra miếng lớn. Sau đó, trước cung Bất Tử xuất hiện từng đường ánh sáng chập chờn. Thời gian giống như lùi lại. Từng bức họa bắt đầu xuất hiện, từ lúc Trần Đức xuất hiện rồi đến Ưng Thiên Hải chết trận. Lại đến cửa cung Bất Tử bị phá bế, từng cảnh truyền ra toàn bộ như thật. Hai người Ưng Chỉ, Ưng Sung dần theo 2.000 hộ vệ, hai đầu gối quỳ xuống đất, cho đến khi ánh sáng biến mất, lúc này bọn họ mới đứng dậy. Sau lưng, mồ hôi đã ướt đầm từ lâu. Cùng giây đó, thiên điện, Ưng Chiếu ngồi trên vị trí phía trên, lúc này trong con ngươi lóe lên từng hình ảnh, những hình ảnh kia chính là tất cả chuyện xảy ra trước cửa cung Bất Tử.
Đáng chết. Hình ảnh biến mất, sắc mặt Ưng Chiếu u ám đến mức sắp nặn ra nước, một luồng sát ý đột nhiên hiện lên cuồn cuộn, khí tức dữ dội, sắc trời vốn quang đãng vạn dặm đột nhiên trở nên xám xịt nhanh chóng. Trong đại điện rộng mênh mông, một luồng sát khí cuồng phong lưu chuyến. Mười lão giả đang ngồi khẽ biến sắc mặt, một người trong số đó đứng dậy, ông ta nói, Chiếu. Vương, đây là... Sau một hồi, loại sát khí kia mới chậm chậm biến mất, sắc trời khôi phục như thường, Ưng Chiếu hít sâu một hơi, nói đầy u ám. Tên nhãi giết thương nhi đang đi về phía thiên điện. Hả? Lão giả chăm chú, lúc này mới nói, Chiếu Vương, tôi đi giết hắn trước. Không. Ưng Chiếu lắc đầu, nhìn lướt qua Ưng Chính Kỳ hốc mắt đỏ bừng ngồi cuối cùng, ông ta thản nhiên nói, một con kiến hôi mà thôi, hà cớ gì để ông đi giải quyết. Nghe nói phong ấn của Thanh Vũ là vì cứu một người địa cầu nên mới cưỡng ép phá hủy. Trên người tên nhãi kia ngược lại có mấy phần khí tức của người địa cầu, có lẽ là hẳn tới cứu Thanh Vũ. Nếu hắn muốn đến thì cứ để cho hắn đến, bốn vương muốn nhìn xem sau khi tên nhãi ngông cuồng này đi tới ổ thiên điện có thể tiếp tục điên cuồng nữa không. Đại trưởng lão, ông truyền lệnh xuống, bất kỳ ai cũng không được cản hân. Rõ. Lão giả gật đầu, cũng không có nói ra bất cứ dị nghị nào. Suy cho cùng, một tên nhãi thông thần nhất trọng mặc dù có chút yêu nghiệt. Nhưng, bọn họ cũng không để trong mắt. Mười người ngồi trong thiên điện, nào ai không phải thần thông 60 giai trở lên. Huống chi, còn có Chiếu Vương chấn giữ. Ưng Chiếu cấp bậc gì? Thần vương chân chính, 10 vị cường giả cao cấp từ thần tôn 60 giai chớ lên trong thiên điện vào tay Ưng Chiếu. Tuyệt đối không qua nửa chiêu. Huống chi, Ưng Chiếu chỉ là một trong những thần vương. Ở nhà họ Ưng còn có 2 vị thần vương nổi danh lâu đời chấn giữ. Đây, chính là sức mạnh nhà họ Ưng. Mặc dù Trần Bát Hoang biểu hiện kinh khủng, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ một con kiến. Chỉ là trong 7 kiến có một con kiến mắt sáng hơn chút xíu mà thôi. Bọn họ căn bản không cần để ý. Ngoài thiên điện, 30.000 cường giả đứng sừng sững dày đặc, giống như thùng nước bao vây toàn bộ thiên điện, trong đó cường giả cảnh giới thần tôn gần như có hơn 10.000 người. Bọn họ tập trung một chỗ, yên lặng không tiếng động, giống như biển lớn tĩnh lặng. Một đường kim quang chiếu xuống. Trần Đức rơi xuống từ trên trời, linh khí toàn. Thân sỏi trào bùng nổ. Kim quang lấp lánh, cực kỳ chói mắt. Đối mặt với 30.000 cường dập, trên mặt anh vẫn không có chút dao động gì. Trần Đức đi về phía trước, nơi anh đi qua, những võ giả kia không những không ra tay, ngược lại liền rối rít nhường đường. Những người này giống như không có ý ra tay, lông mày Trần Đức nhướng lên, cực kỳ kinh ngạc. Chính xác, nhưng tên nhãi anh vẫn cẩn thận một chút, linh lung nhắc nhở, khí tức của Ưng Thanh Vũ ở trong điện đường phía trước. Ừ. Tôi biết. Không cần linh lung nói, anh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ưng Thanh Vũ. Trong chốc lát rơi xuống đất, anh đã nghe thấy. Cho dù, cách cửa lớn thiên điện 1-2 ngàn mét. Nhưng, tiếng kêu thảm thiết đau đến tê tâm liệt phế vẫn vang vọng sâu thẳm bên tai anh. Con người Trần Đức giữa tiếng la hét thảm thiết lại càng thêm lạnh lẽo ảm đạm, trong lồng ngực lửa giận không ngừng va chạm sôi trào. Lửa giận tuôn trào. Một luồng sát khí dập dờn không một chút che giấu. Giết người. Lúc này anh chỉ muốn giết người. Giết người đang cố gắng hành hạ Thanh Vũ. Giết người đang cố gắng cản đường. Chỉ là, những võ giả ở trước thiên điện kia từng người giống như cái cọc gỗ, không một ai ra tay, để mặc cho anh đi thẳng về phía thiên điện. Địch không động, tôi cũng không động. Bọn họ không ra tay, đương nhiên Trần Đức cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Vù. Kiếm long ngâm vừa ra. Trần Đức kéo kiếm, anh bước về phía trước từng bước một. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân vang vọng, mũi kiếm và mặt đất chạm nhau, vùng đất anh đi qua, trên mặt đất chia làm hai, để lại một vết rách sâu. Tốc độ của Trần Đức rất nhanh. Cách 1-2 ngàn bước, anh chỉ cần đi khoảng 3 phút. Rất nhanh. Anh kéo kiếm. Sát khí đằng đằng đi đến cửa thiên điện. Trước tiên. Đập vào mi mắt chính là Ưng Thanh Vũ nằm im. Trên tế đài cao gần 3 mét giữa trung tâm đại điện. Trên người Ưng Thanh Vũ nhuộm đầy máu tươi, từ vị trí ngực đến bụng có một vết rách rẻ thấy, trông cực kỳ nhức mắt. Mỗi khi vết thương khép lại, thì sẽ bị đao dài cắt rời. Chuyện này, mỗi 3 giây sẽ xuất hiện một lần.
rõ ràng có thể thấy khóe mắt Ưng Thanh Vũ rưng rưng nước mắt. Là huyết lệ, mà phong ấn kia mới xê dịch chưa tới 1/10. Súc sinh đáng chết. Ngay lập tức, mắt Trần Đức đỏ hoe. Tia máu nối lên, lòng trắng mắt trở nên đỏ au. Vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, vô cùng hung dữ, giống như dã thú. Hơn 20 năm qua, chưa bao giờ anh tức giận như hôm nay. Trong nháy mắt, anh liền hành động. Không nói gì, cũng không muốn nói gì. Thi triển còn bằng phù hư thân pháp, mặc kệ sống chết, bất chấp tất cả, lao về phía trước. Cùng lúc đó, long ngâm trong tay truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc, mang theo ánh sáng chói mắt, một kiếm chém thẳng vào đàn tế. Ngay lập tức, hư không bị chia thành hai nửa, không gian này hoàn toàn không thể chịu nổi sức mạnh của long ngâm, xuất hiện một vết nứt dài màu đen, cả thiên điện tràn ngập kiếm khí, sát khí bùng nổ như bom hạt nhàn, cuộn trào dữ dội. Toàn bộ thiên điện chấn động, lung lay. Đúng là tên thấp kém vừa ngu dốt vừa nực. Cười. Nhưng, đúng vào lúc này, bên dưới Ưng Chiếu, đại trưởng lão nhà họ Ưng trước kia là Ưng Thiếu Long liền giơ tay, phóng ra một tấm màn năng lượng bao phủ lấy đàn tế khi kiếm của Trần Đức rơi xuống. Sau đó, sát khí cùng kiếm khí cuồng bạo cuộn trào dữ dội bỗng nhiên tiêu tan, biến mất, sức mạnh long tượng như đánh vào bông, rồi biến mất không còn tăm hơi. Kiếm linh hoan mà Trần Đức sử dụng cũng vụn nát. Cùng lúc đó, Ưng Thiếu Long lại tiếp tục ra tay, khẽ gập đầu ngón tay, trong nháy mắt, một vầng sáng màu đen lao tới, không gặp chút chớ ngại rơi xuống ngực Trần Đức. Giây tiếp theo, Trần Đức lùi về sau. Cơ thể mất khống chế. Lùi đến trước cửa thiên điện, nơi lúc anh bước vào cửa, mới dừng lại. Cùng lúc, lục phủ ngũ tạng đau dữ dội, một ngụm máu trào lẻn cố họng, nhưng anh không nhổ nó ra, mà cố nuốt trở lại. Tên nhóc, đừng nóng giận như vậy, nơi này là Bất Tử Cung, há có thể để cho cậu làm càn. Ưng Thiếu Long nhìn Trần Đức, chậm rãi lên tiếng, dáng vẻ bình tĩnh, nhìn thấy Chiếu Vương, còn không mau quỳ xuống. Định chờ đến khi nào? Phù! Trần Đức hít một hơi, đè nén lục phủ ngũ tạng đang cuộn trào đau đớn, sau đó ngấm đầu quét mắt nhìn tới mấy bóng người trong đại điện, những người này thật mạnh. Đương nhiên, nhà họ Ưng ở Vân Tiêu giới này ít nhất cũng phải ngang hàng với các thế lực nhị phẩm mạnh nhất, Linh Lung nói, ông già vừa ra tay là cường giả đỉnh phong cảnh giới thần tôn cửu trọng, anh không chịu nổi một đòn của ông ta cũng là điều rất bình thường. Cảnh giới thần tôn cửu trọng. Trần Đức nhìn đến Ưng Thiếu Long, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Người ra tay vậy mà lại là cường giả cảnh giới thần tôn cửu trọng. Nhà họ Ưng không hổ là một trong ba gia tộc lớn của cổ quốc Vô Cương, tùy tiện nhảy ra một người cũng là thần tôn cửu trọng. Khóe miệng Trần Đức hiện lên nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó, ánh mắt anh lại nhìn đến phía trên cùng, người đàn ông trung niên bình thản, lạnh nhạt, vẻ mặt vỏ cùng bình tĩnh, mang theo vài phần khinh thường chế giễu, ông ta chính là Chiếu Vương. Người đàn ông trước mặt, ở phía trên cùng, ngồi tít trên cao tràn đầy khí tức của người bề trên, Trần Đức nhìn thoáng qua đã nhận ra ông ta chính là lĩnh thể xuất hiện lúc giết chết Ưng Thương. Người đứng đầu nhà họ Ưng, Chiếu Vương, Ưng Chiếu. Ông ta ngồi ở trên cùng, vẻ mặt bình tĩnh, không chút dậy sóng, đôi mắt sắc bén cho người ta cảm giác hồn hậu, uy nghiêm, sát ý. Ông ta chỉ ngồi đó, nhưng lại có một uy lực đáng sợ, như một ngọn núi đè trong lòng. Đúng vậy. Ông ta là Ưng Chỉ Yếu, cũng là thần. Vương duy nhất trong đại điện này, giọng nói của Linh Lung cũng có chút ngưng trọng, ngoài ông ta và ông già vừa rồi, tất cả những người ngồi đều là thần tôn 60 giai trở lên, rất mạnh. Ánh mắt Trần Đức quét qua tất cả mọi người trong thiên điện, phát hiện ngoại trừ ông lão ngồi ở vị trí cuối cùng, phía bên trái gần anh nhất, những người còn lại đều có bộ dạng thản nhiên, dửng dưng, ngồi tít trên cao, nhìn anh khinh thường. Rất rõ ràng, những người này đều không coi anh ra gì. Trần Bát Hoang, còn không quỳ xuống, cùng lúc đó, Ưng Thiếu Long lại lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng lọt vào tai Trần Đức, giống như chuông lớn đại lữ, tiếng sấm mùa hè, ầm ầm vang lên không dứt. Tấn công thần hồn. Ông già đó, mỗi một chữ hét ra đều xen lẫn tấn công thần hồn. Nếu là người khác ở cảnh giới thông thần nhất trọng, đối mặt với sự tấn công thần hồn cấp độ này, chắc chắn sẽ suy sụp, khiếp sợ. Nhưng, thần hồn của Trần Đức mạnh đến mức nào? Không chút khoa trương khi nói rằng mặc dù cảnh giới của anh chỉ là thông thần nhất trọng, nhưng hồn lực sớm đã đạt tới cảnh giới thần tôn 50 giai, thậm chí còn trên 60 giai.
Thần hồn khủng bố quét qua thức hải của anh, chạm đến tiên đài của anh liền biến mất hoàn toàn, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho anh. Anh vẫn cầm thanh kiếm đứng đó, giống như cây thông già, không hề động đậy. Ồ, Ưng Thiếu Long khẽ kinh ngạc, vuốt vuốt bộ râu dài 10 cm, hài lòng cười nói có chút thú vị. Sau đó, ông ta giống như đang đùa giỡn Trần Đức, giơ một tay lên. Ầm. Trong nháy mắt, linh khí uy lực đáp xuống, sức mạnh to lớn nặng nề như trăm ngàn ngọn núi rơi xuống. Răng rắc. Chớp mắt, xương vai của Trần Đức biến dạng. Nứt ra. Máu thịt đầm đìa. Dưới lòng bàn chân, mặt nền vỡ vụn, nứt ra như mạng nhện. Tên nhóc, đừng chống cự vô ích nữa, quỳ xuống, vừa nói, Ưng Thiếu Long vừa tiến đến một bước. Ầm ầm. Trong phút chốc, sức mạnh trên người Trần Đức đã tăng lên gấp trăm lần. Dày nặng như bầu trời. A hát hát hát. Quỳ, quỳ cái đầu ông. Trần Đức gầm lên một tiếng giận dữ, cơ thể có chút cong của anh lại trở nên thẳng tắp, tiếng gầm trầm thấp, không khuất phục. Long ngâm trong tay lại vung lên lần nữa. Ơ úa. Dường như có hai con rồng thật lao ra khỏi kiếm long ngâm, rít lên một tiếng dài, lao thẳng về. Phía Ưng Thiếu Long. Tên nhóc ngu dốt. Ưng Thiếu Long cười khinh thường, đối mặt với kiếm của Trần Đức, chỉ giơ một ngón tay lên, không sai, chỉ một ngón tay, ngay lập tức, hai con rồng ánh sáng đó, nổ tung như pháo hoa, tán loạn, kiếm ý vô tận không tạo ra chút lực tấn công nào, cứ như vậy mà biến mất, một kiếm này đến góc áo của ông ta cũng không chạm vào được. Từ đầu đến cuối Ưng Chiếu chưa từng ra tay, nhàn nhã nhìn tất cả, giống như xem một vở kịch. Tên nhóc, cậu thích động thú phải không? Ưng Thiếu Long khẽ cười, đánh một chưởng vào không khí. Ngay lập tức, không gian phía trước Trần Đức sôi sục nổi lên từng gợn sóng, một hình ánh như bàn tay khổng lồ đập lên người Trần Đức. Ầm, Trần Đức bay ra xa, trực tiếp bay ra ngoài thiên điện, khụ, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, quần áo rách toạc, da thịt dập nát, máu tươi chảy xuống theo vết thương, nhuốm cả chiếc áo đen thành màu máu, vô cùng chói mắt. Đây chính là đỉnh phong thần tôn ư, một trường tùy ý đã cường mạnh hơn tôi gấp ngàn lần, vạn lần. Lau vết máu nơi khóe miệng, Trần Đức đứng lên lần nữa, kéo lê theo long ngâm, từng bước đi vào đại đường. Trần Bát Hoang, nơi này là thiên điện, bản tôn bảo cậu quỳ, thì cậu phải quỳ. Ưng Thiếu Long cúi nhìn Trần Đức, vẻ khinh bỉ nơi khóe miệng vô cùng rõ ràng, một trường vừa nãy chỉ là 1% thực lực của bản tôn thôi. Ha ha, tên nhóc này. Đúng là không biết trời cao đất dày. Tên nhóc ngu dốt chính là tên nhóc này hả, thiên phú cũng khá yêu nghiệt, chỉ là không tìm được mục tiêu phương hướng. Dám xông vào nhà họ Ưng, tôi kiến nghị treo xác cậu ta ở Bất Tứ Cung 3 ngày 3 đêm, để người thiên hạ biết nhà họ Ưng chúng ta không phải là quán trà, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ở hai bên thiên điện, các ông lão phát ra tiếng nói nhức tai, tựa như thần, tràn đầy miệt thị, khinh thường. Trần Bát Hoang. Tôi là Ưng Chính Kỳ, ông nội của Thanh Vũ. Đột nhiên, trong đầu Trần Đức vang lên một giọng nói già nua và hòa nhã. Trần Đức kinh ngạc, vẫn chưa hiểu là chuyện gì, linh lung bèn nói, cậu nhóc Trần, đừng vội, đây là truyền âm thần thức mà chỉ có cường giả cấp thần tôn sử dụng được, chắc hẳn ông ta có lời muốn với anh. Trần Bát Hoang, nhà họ Ưng không phải là nơi cậu có thể đến, niệm tình Ưng Thanh Vũ thích cậu, lão phu có thể cứu cho cậu một mạng. Nhưng cậu buộc phải quy phục trước Ưng Thiếu Long, quỳ trước Chiếu Vương. Chỉ cần cậu quỳ xuống, tôi có thể bảo vệ tính mạng cho cậu. Lời của Ưng Chính Kỳ vô cùng chân thành, Trần Đức có thể đến nhà họ Ưng, đủ để chứng minh dũng khí của anh, có thể đối kháng với một chướng của Ưng Thiếu Long mà không chết, cũng đồng thời chứng minh thực lực của mình. Có thực lực, có dũng khí, có tình nghĩa. Ưng Chính Kỳ muốn bảo vệ anh, kể cả sẽ mất nửa cái mạng vì chuyện này. Nếu cậu đồng ý thì chớp mắt, để tôi chuẩn bị sẵn sàng, Ưng Chính Kỳ nhìn Trần Đức, trong đôi mắt lóe lên vẻ tán thưởng, tiếc nuối. Trần Đức không nói gì, chỉ cười, im lặng, càng không chớp mắt. Nếu anh sợ thì có đến đây không? Nếu đã đến rồi, thì anh không định lành lặn. U, ập, u, l, u, ập, 4 a, i. Khỏe mạnh đi khỏi đây. Thế nào, cậu nhóc, vẫn còn chưa quỳ hả, cùng lúc đó. Ưng Thiếu Long cúi nhìn Trần Đức, cười chế giễu. Tôi. Trần Đức cắn răng, kiếm long ngâm chống đỡ cơ thể, nhếch miệng cười, hai hàm răng toàn một màu máu tươi, khóa chặt Ưng Thiếu Long. Tỏi không quỳ, mẹ kiếp, ông quỳ đi,
ông chính là tên đại ngốc, tôi chửi cả 10 đám đời tố tông nhà ông lên. Trong lúc nói ra câu này, lòng bàn tay Trần Đức kết ấn, thi triển còn bằng phù hư thân pháp, đột nhiên biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Một phần vạn giây sau, Trần Đức xoa hiện. Đột ngột xuất hiện phía trước cách Ưng Tiếu Long chưa đến 1 mm. Bát Hoàng ấn. Cùng lúc đó, trong tay anh kết ấn, một chướng bá đạo, điên cuồng, mang theo sức mạnh gào thét, rút sạch tất cả linh khí, đập xuống Ưng Tiếu Long. Tốc độ của anh quá nhanh, đến mức chưa ai trong hội trường định thần lại, kể cả Ưng Chiếu ở gần như vậy cũng không thể ngăn cản. Một chưởng đập lên trên thiên linh cái của Ưng Tiếu Long một cách chắc nịch. Tinh. Ưng Tiếu Long chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, cơ thể loạng choạng, lùi lại mười mấy bước liên tiếp, thiên linh cái biến dạng, nứt ra, bộ tóc đen bị nhuốm đỏ, sắc mặt cũng soạt 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 trắng bệch. Sau thời gian 3 năm hơi thở, cuối cùng Ưng Tiếu Long dừng lại, cảm nhận cơn đau sau gáy, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, ông ta bị thương. Ông ta thế mà lại bị thương. Không chỉ ông ta, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên. Võ giả cảnh giới thông thần lại có thể đánh Ưng Tiếu Long bị thương. Không thế nào. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ ngạc nhiên, phải biết rằng, Ưng Tiếu Long là võ giả thần tôn đỉnh phong. Võ giả đẳng cấp này, đừng nói là thông thần nhất trọng, cho dù võ giả thông thần nhất trọng, cho dù là thông thần cửu trọng, thậm chí là thần tôn tam trọng cũng tuyệt đối không phá được phòng ngự của ông ta, chứ đừng nói đến làm bị thương. Dù sao, Ưng Tiếu Long là võ giả nhà họ Ưng, các loại tài nguyên đổ lên người ông ta, sức phòng ngự, độ mạnh cơ thể của ông ta, người bình thường vốn không tưởng tượng được. Nhưng Trần Bát Hoang lại khiến ông ta chảy máu. Kể cả Ưng Chiếu, cũng cực kỳ ngạc nhiên, hiển nhiên, tình huống này vượt ngoài dự liệu của ông ta. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều chấn hãi, duy chỉ có Trần Đức, lại thấy tiếc. Dù sao khoảng cách cũng quá xa, Bát Hoàng ấn, đây là con át chủ bài đầu tiên của anh. Người cảnh giới thần tôn lục trọng chịu một. Chướng của anh, không chết thì cũng phải mất lớp da, nhưng Ưng Tiếu Long chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Hơn nữa, đây còn là trong lúc đối phương khinh thường anh, không đề phòng, Trần Đức thở dài nhẹ một hơi, cho dù anh có yêu nghiệt đi nữa, nhưng khoảng cách cảnh giới vô cùng khoa trương, vẫn không thể bù đắp. Một chiêu Bát Hoàng ấn, đã rút cạn tất cả linh lực của anh, cơ thể lảo đảo, sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Cậu nhóc Trần. Đừng thất vọng, anh rất giỏi rồi, có thể nói anh là võ giả duy nhất có thể đánh người thần tôn đỉnh phong bị thương chỉ với cảnh giới thông thần nhất trọng mà tôi từng gặp. Linh Lung cảm khái, lần đầu tiên, khen ngợi Trần Đức mà không che đậy. Anh phải biết rằng, khoảng cách giữa thông thần nhất trọng và thông thần đỉnh phong là ngàn lần, khoảng cách giữa thông thần nhất trọng và thần tôn đỉnh phong là hơn 10.000 lần. Anh có thể khiến ông ta bị thương, thực sự rất mạnh rồi. Lời Linh Lung nói là sự thực. Cô ta thực sự không ngờ Trần Đức có thể khiến Ưng Tiếu Long cháy máu. Linh Lung, cô yên tâm, tôi không nhụt chí, chỉ đơn thuần có chút thất vọng thôi, không làm Ưng Tiếu Long bị thương nặng. Trần Đức không những không nhụt chí, ngược lại càng khiến anh muốn chớ nẻn mạnh hơn, khích lệ ý chí của anh, trong mắt hiên lên khát vọng, khát khao đối với cường giả. Nhóc con, cậu không quỳ, tôi cứ muốn cậu quỳ, không chỉ muốn cậu quỳ, mà còn muốn cậu dập đầu. Cùng lúc đó, Ưng Tiếu Long quay lại mạch suy nghĩ, sắc mặt trở nên vô cùng nham hiếm như ma quỷ. Một con kiến lại khiến ông ta bị thương. Nhục nhã. Đúng là nỗi nhục to lớn. Linh khí của ông ta nối lên điên cuồng như sấm sét, sập bùng nổ, sức mạnh cơ thể đang điên cuồng hội tụ. Một luồng khí tức bá đạo vô địch, khủng bố đến mức khiến người ta tuyệt vọng lập tức bao trùm Trần Đức. Sacre. Trần Đức đã tiêu hao cạn kiệt linh lực. Vốn không chống đỡ nổi sức mạnh này, rắc một tiếng, hai chân gãy lìa, nhưng anh vẫn không quỳ. Dùng tay thay chân cố gắng chống đỡ cơ thể, khoang mắt đỏ máu. Linh Lung, ông ta nổi giận rồi, sau đây, phải dùng đến sức mạnh của cô rồi. Được. Linh Lung đáp một tiếng, sau đó một luồng sức mạnh nóng rực từ tiên đài cố Trần Đức lặng lẽ lan ra, dưới sức nóng hừng hực này, những nội thương mà Trần Đức phải chịu đang nhanh chóng hồi phục. Cùng đúng lúc này. Đột nhiên, áp lực khủng bố như hàng trăm hàng vạn ngọn núi, như trời sập trên người Trần Đức lại biến mất. Biến mất không hề có dấu hiệu một cách đột ngột. Ở chỗ không xa, sắc mặt Ưng Tiếu Long thay đổi, khẽ lùi lại một bước. Trần Đức kinh ngạc, nghi hoặc.
Cùng lúc đó, bên cạnh Trần Đức, hư không nứt ra một khe hở, cùng với đó, một bóng hình cao lớn mặc áo choàng đen, trên áo choàng lơ lửng một con mãng long từ trong bước ra. Bên hông anh ta treo một miếng ngọc bội, trên miếng ngọc bội là một chữ rồng màu tím vàng, rực rỡ long lánh, vô cùng chói mắt. Long, long vệ, người này vừa bước ra, trong thần điện, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Long vệ, giống như cái tên, là hộ vệ thân cận của Long Đế, Hoàng Triều Vô Cương. Những hộ vệ này được gọi chung là Long Vệ. Còn người trước mắt, mặc lân bào, khoảng 4-50 tuổi, mang theo nét hung dữ sát khí, e rằng cũng chắc chắn có thân phận cực cao trong Long Vệ. Cùng với sự xuất hiện của Long Vệ, lại có mấy bóng hình từ khe nứt hư không đi ra. Một người trong đó là Chu Tử Hiên mặc long bào màu tím vàng, khuôn mặt như ngọc, trắng ngần. Mang theo vẻ uy nghi lẫm liệt, phía sau anh ta còn có 3 người. Phó Vĩnh Sinh, môn chủ của Đan Môn. Diệp Lễ Cuồng, phó môn chủ. Và Tô Trung Dương. Các trưởng lão nhà họ Ưng đang ngồi lập tức đứng bật dậy, không nói nhiều, trực tiếp hành lễ, kể cả đại trưởng lão Ưng Tiếu Long, lúc này cũng sợ sệt, không dám nối giận, ngoan ngoãn khom lưng. Bái kiến hoàng tử. Chu Tử Hiên khẽ gật đầu, lúc này mọi người mới đứng thẳng lưng, sau đó, anh ta nhìn tình hình trong đại điện một vòng, cau mày, rồi lại hướng ánh nhìn sang Ưng Chiếu. Lúc này, trong thiên điện, duy chỉ có Ưng Chiếu là ngồi yên vững vàng. Theo như nghi lễ của Cố Quốc Vô Cương, là vương, gặp hoàng tử, đúng là không cần hành lễ. Không những không cần hành lễ, ngược lại là hoàng tử phải hành lễ. Chiếu vương, Chu Tử Hiên khẽ cúi người. Tử Hiên, cậu đến có việc gì? Lúc này, Ưng Chiếu vẫn luôn trầm mặc từ đầu đến cuối, cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Giọng nói thần nhiên vang vọng đại điện, giống như vị thần, vị vương thực sự. Một luồng khí thế vô địch, cao ngạo lan khắp xung quanh. Truyền ý chỉ của Long Đế, Chu Tử Hiên đứng nghiêm, sau đó, trong tay xuất hiện một đạo thánh chí. Thánh chỉ màu vàng như mặt trời được anh ta nắm trong tay. Trong phút chốc, tất cả trưởng lão nhà họ Ưng, kể cả toàn bộ cường giả bên ngoài thiên điện đều khom lưng 90 độ, hoặc là quỳ một gối xuống đất. Kể cả Ưng Chiếu cũng đứng dậy, chậm rãi đi xuống từ trên đài cao. Một đạo thánh chỉ, không ai dám coi thường, thấy ý chỉ như thấy Long Đế. Uy nghiêm đế vương hào hùng minh mông, áp chế khí thế của tất cả mọi người. Đây chính là uy nghiêm của Long Đế, Hoàng Triều Vô Cương. Mặc dù chưa từng đích thân đến, nhưng đối diện với con trai của ông ta, đối diện thánh chỉ của ông ta, vẫn không có ai dám không tỏn kính. Kế cả Chiếu Vương cũng phải cúi đầu. Trong đại điện, ý chỉ của Long Đế vừa được lấy ra, toàn bộ 30.000 đệ tử nhà họ Ưng đều cúi đầu. Không một ai dám nhìn thẳng vào thánh chỉ màu vàng. Đây là Long Đế ư, chỉ là một đạo thánh chỉ thôi, là đàn ông, ai mà không muốn như vậy. Kể cả Trần Đức không có mong mỏi xa xỉ bao nhiêu với danh lợi, lúc này cũng như sóng trào dâng trong lòng. Lúc anh chấn hãi, trong cơ thể... Sức mạnh của Linh Lung cũng đang dần dần bao trùm chân tay xương cốt của anh, thương tích của anh lại hồi phục với tốc độ kinh người. Chu Tử Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàng tử uy nghi, không còn nghi ngờ gì, chậm rãi mở thánh chỉ. Trong tay, khẽ hắng giọng, lớn tiếng nói. Long Đế chiếu thư, viết, nay có bát hoang, thiên chi kiêu tử, mạng của hắn, trầm bảo vệ. Trầm bảo vệ. 3 chữ. Kể cả được đọc ra từ miệng của Chu Tử Hiên cũng rất bá đạo như sấm sét, chui vào trong tai, trong đầu của mỗi một người. Khiến tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, kể cả Trần Đức. Xem ra, chắc hắn là tác dụng của Thái Thanh Thần Đan, suy nghĩ một chút, ánh mắt đầu lướt qua 3 người Tô Trung Dương, Diệp Lệ Cuồng, Phó Vĩnh Sinh, Trần Đức lập tức nghĩ đến viên đan dược được giữ trong đan môn. Cũng chỉ có viên đan dược đó mới có thể khiến Long Đế chú ý phải không? Thái Thanh Thần Đan, đó là đan dược thiên giai cấp cao, trong cả đan môn, người luyện đan mạnh nhất như Phó Vĩnh Sinh cũng chỉ có thể luyện ra đan dược thiên giai cấp thấp. Nhưng một khi có người có con mắt nhận ra, thì sẽ lập tức có người chú ý đến anh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ban đầu anh đế lại Thái Thanh Thần Đan. Chiếu Vương, tiếp chỉ, Chu Tử Hiên tuyên đọc xong, cuộn thánh chỉ lại, giơ lên cao đợi Chiếu Vương tiến lên trước. Chiếu Vương ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ do dự. Không chỉ là ông ta, trong cả thiên điện, tất cả trưởng lão nhà họ Ưng, khuôn mặt người nào cũng hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Long Đế, lại muốn bảo vệ Trần Bát Hoang.
chuyện gì thế này? Chiếu vương, Chu Tử Hiên thấy Ưng Chiếu chần chừ, bèn cau mày, nói, còn không tiếp chỉ. Chiếu vương giật mí mắt, không tiếp chỉ, mà ngẩng đầu, nhìn Chu Tử Hiên, Hiên hoàng tử, người này đã giết thương nhi của tôi, Long đế có biết không? Đương nhiên là biết. Chu Tử Hiên gật đầu, nháy mắt với Long vệ lấy ra một túi chữ vật màu vàng, đưa đến trước Ưng Chiếu, Long đế biết chuyện của Ưng Thương, cho nên, ở đây có 100.000 tử linh thạch, đổi lấy mạng của Trần Bát Hoang. Ưng Chiếu không nhìn đến túi chữ vật một cái, chỉ nhìn chằm chằm Chu Tử Hiên, Hiên hoàng tử, Long đế nhất định phải bảo vệ cậu ta sao? Đúng thế. Chu Tử Hiên gật đầu, nhất định phải bảo vệ. Được. Đôi mắt Ưng Chiếu nheo lại, khó mà đoán được niềm vui nổi hận của ông ta tiến lên nói. 100.000 tử linh thạch, thôi khỏi, nếu Long đế đã muốn giữ mạng của cậu ta, các người đưa đi là được. Tuy Ưng Chiếu là thần vương, thực lực tổng thể của nhà họ Ưng cũng tương đương với hàng đầu trong thế lực nhị phẩm, mặc dù thế lực nhất phẩm cũng không dám chọc vào. Nhưng, không dám dễ dàng chọc vào, chứ không phải không dám chọc vào. Nếu thực sự chọc giận Long đế quyết tâm muốn trừng trị nhà họ Ưng, những ngày sau này, tuy nhà họ Ưng không bị diệt, nhưng cũng chắc không dễ sống. Huống hồ, trong cố quốc vô cương, nhà họ Ưng không phải là đại gia tộc duy nhất, còn có hai đại gia tộc Thạch, Triệu, một khi hoàng tộc đàn áp nhà họ Ưng bọn họ, hai gia tộc còn lại chắc chắn cũng sẽ dậu đấu bìm leo, thừa cơ hãm hại. Là gia chủ, ông ta phải lấy lợi ích gia tộc làm trọng, vì con kiến như Trần Bát Hoang mà đắc tội với hoàng tộc, thật không đáng. Còn về Ưng Thương đã chết, tuy ổng ta đau lòng, nhưng cũng không phải đau thương quá mức, dù sao Ưng Thương cũng là con thứ 14 của ông ta, chết, thì chết vậy. Ông ta còn có hơn 20 người con trai. Trong đó, có người có thiên phú không yếu hơn Ưng Thương, thậm chí còn có 5-6 người mạnh hơn Ưng Thương. Đứng trước lợi ích gia tộc, chết một người con. Trai thì có là gì? Sớ gì ổng ta muốn giết Trần Đức, nói cho cùng vân là vì thể diện của nhà họ Ưng ông ta, thể diện của Ưng Chiếu ông ta. Nhưng đối ỷ diện với hoàng tộc, ông ta không có lựa chọn khác. Cho nên, Ưng Chiếu tiến lẻn một bước, cung kính nhận thánh chỉ, bản vương, tiếp chỉ. Cảm ơn Chiếu vương đồng ý. Chu Tử Hiên cười một cái, rất khách sáo. Sau đó, anh ta thu lại nụ cười, quay người, nhìn sang Trần Đức, nói một cách vô tư, Trần Bát Hoang, anh có thể đi cùng chúng tỏi rồi. Nói xong, cũng không ngại Trần Đức có đồng ý không. Long vệ lấy ra một tấm ống cuộn không gian, quay đúng số vòng, một đạo trận văn xuất hiện, bao trùm hoàn toàn bọn họ. Trần Đức cũng ở trong trận văn. Đợi đã. Trần Đức cau mày, bước ra một bước, từ trận văn không gian đi ra. Trần Bát Hoang, anh làm gì vậy, Chu Tử Hiên? Cau mày, ánh mắt vô cùng sốt ruột, anh ta đường đường là một hoàng tử, có thể hạ mình đến cứu một con kiến như này. Dù thế nào, Trần Đức cũng nên cảm ơn Đại Đức. Không nói làm trâu làm ngựa cho anh ta, ít nhất cũng phải nghe theo mệnh lệnh, chỉ thị của anh ta, cúp đuôi cùng đi theo anh ta, không phải sao? Hiên hoàng tử, tôi có thể đưa theo cô ấy không? Trần Đức lướt mắt, chỉ về phía Ưng Thanh Vũ trên tế đàn thiên điện. Không được. Chu Tử Hiên nghĩ cũng không cần nghĩ, nói, phụ hoàng đã nói, chỉ đưa một mình anh về, đâu có nhiều điều kiện thế. Còn không cút vào đây. Cút vào đây. Trần Đức khẽ cau mày. Hình như Chu Tử Hiên này ăn nói rất khó nghe. Khi đối diện với Ưng Chiếu, lại không như vậy, ha ha. Bát Hoang, lúc này, Tô Trung Dương lên tiếng, vội vã thúc giục, mau vào đi, đưa theo Ưng Thanh Vũ chỉ là người ngốc nói mơ thôi, cậu có thể sống sót đã rất tốt rồi. Cậu Trần, Phó Vĩnh Sinh rất khách sáo nói, cậu phải hiểu một đạo lý, chỉ cần còn mạng thì còn có tất cả, nếu cái mạng cũng không còn, thì tất cả đều mất. Cậu Trần. Sau khi đi ra, tôi sẽ bảo Diệp Giao, con trai tôi quỳ xuống xin lỗi cậu, Diệp Lễ Cuồng nói, mau đi cùng chúng tôi đi, đừng cố chấp chỉ khiến cậu mất mạng. Ba người cùng khuyên nhủ Trần Đức, đến mức vô cùng nghiêm trọng. Ưng Thanh Vũ liên quan quá nhiều chuyện, đừng nói Long Đế không nói phải đưa cô ta đi, trong thánh chỉ viết rõ, e rằng, Ưng Chiếu cũng sẽ không giao người. Mau lên, tôi không có nhiều thời gian, ánh mắt Chu Tử Hiên lạnh lùng. Nói, ý chỉ Long Đế chỉ đưa một mình anh đi, nếu anh không ngu, chắc hẳn biết phải lựa chọn thế nào. Được. Trần Đức lắc đầu, sau đó không những không tiến lên, ngược lại còn lùi một bước. Xin lỗi các vị,
phiền quay về nói với Long Đế, Trần Bát Hoang tôi, có lẽ là người ngu xuẩn, ngốc nghếch trong mắt các vị, chuyện mà tôi đã quyết, chắc chắn sẽ không thay đổi, hôm nay tôi đến nhà họ Ưng là để đưa Ưng Thanh Vũ đi. Không ai có thể ngăn được tôi. Lời vừa được nói ra, cả thiên điện đều tĩnh lặng. Mười trưởng lão, kế cả Ưng Chiếu, trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ bất ngờ, vô cùng bất ngờ, ngoại trừ ông nội của Ưng Thanh Vũ, những người khác còn có chút chế giễu, cười nhạo. Lại còn không ai có thể ngăn cản. Ha ha, tên nhóc này, là kẻ ngốc hay đang nằm mơ, hay mắc chứng hoang tướng. Trong tình hình này, cọng cỏ cứu mạng xuất hiện, không tóm chặt lấy, ngược lại còn buông tay, nghĩ đến chuyện không thế nào, không cách nào làm được, người này, nói thế nào nhỉ? Chính là thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào. Khóe miệng của Ưng Chiếu hiện lên nụ cười uy nghiêm, hài hước. Thiên điện rơi vào tĩnh lặng tạm thời, mỗi một người đều nhìn Trần Đức bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu dốt. Không ai có thể ngăn cản anh, Chu Tử Hiên chán nản lắc đầu, nói nhẹ bẫng, Trần Bát Hoang, anh nhìn xung quanh đi, nhìn thiên điện N đi, bất kỳ người nào cũng có thể dễ dàng ngăn cản anh, nghiền nát anh. Bán công tử không có thời gian, muốn sống thì đi. Tỏi đã nói tôi sẽ không đi. Trần Đức không nói nhiều, yên lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chuyện mà anh quyết định, không ai có thể thay đổi. Chu Tử Hiên không thể, Long Đế cũng không thể. Ha ha, nếu anh đã muốn tìm cái chết, thì tôi cũng không miễn cưỡng anh, khóe miệng Chu Tử Hiên nhếch lên một nụ cười hài hước, chỉ thị mà anh. Ta nhận được là đón Trần Bát Hoang đi, Trần Bát Hoang không muốn đi cùng anh ta, thì cho dù là Phụ Hoàng cũng sẽ không trách tội anh ta. Sau đó, anh ta nở nụ cười thân thiện, nói với Ưng Chiếu. Chiếu Vương, người này, tôi không quán nữa, tùy ông xử lý. Lời vừa được nói ra, Phó Vĩnh Sinh giật mình, lập tức nói, Hoàng tử, không ổn, Long Đế đã dặn dò, nhất định phải đưa cậu ta về. Bản Hoàng tử đến đưa anh ta đi, nhưng ông cũng thấy đấy, anh ta không đi, tôi còn có cách nào, Chu Tử Hiên nói nhẹ tênh, Phó Môn Chủ, chẳng lẽ ông có cách? Việc này, Phó Vĩnh Sinh cau mày, ông ta đúng là không có cách nào. Chân là của Trần Bát Hoang. Bản thân anh không muốn đi, thì không ai ép được. Tô Trung Dương thở dài. Trần Bát Hoang sao lại ngốc như thế chứ? Một khi rời khỏi nơi này, với thiên phú luyện đan của anh, tương lai chắc chắn hưởng không ít vinh hoa phú quý, quyền cao lộc hậu, tại sao cứ phải chết ở đây? Cảm ơn Hiên Hoàng tử yêu ái, bản vương không khách sáo nữa. Trên thiên điện, Ưng Chiếu vẫn uy nghiêm, cao cao tại thượng, nói với Ưng Thiếu Long bẽn cạnh. Đại trưởng lão, không cần lãng phí thời gian, giết. Rõ. Trên khuôn mặt của Ưng Tiếu Long lóe lẻn tia nham hiểm, tên nhóc ngu dốt, nếu cậu đã muốn chết thì chết đi. Trong lúc nói ra, thân hình Ưng Tiếu Long di chuyển như hư ảo, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Trần Đức, một cú đấm nhanh chóng phóng to ép gần sau gáy anh. Cường giả thần tôn cửu trọng thực sự rất mạnh, một quyền của ông ta không dấy lên đợt sóng nào, tất cả sức mạnh đều hội tụ trên nắm đấm một cách chuẩn xác, khóa chặt Trần Đức. 2. Ưng Chính Kỳ thở dài, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối, sao cứ phải cố chấp vậy chứ? Mặc dù ông ta là ổng nội của Ưng Thanh Vũ, cũng không cố chấp gàn bướng giống như anh, con kiến sống ngày nào biết ngày đấy, không phải sao? Thần tôn cửu trọng, một quyền dốc toàn lực, làm sao Trần Bát Hoang có thể chịu được? Trần Bát Hoang, chết chắc. Bất luận là ai cũng sẽ không cảm thấy anh còn có cơ hội sống sót. Ưng Tiếu Long là ai? Đại trưởng lão của nhà họ Ưng đó. Cường giả siêu cấp thần tôn đỉnh phong, phóng mắt nhìn khắp địa cảnh Bắc Hoang, kẻ có thể đối đầu với ông ta, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vô cùng ít. Đối diện với một quyền của Ưng Tiếu Long, Trần Đức như bị dọa sợ đến ngốc nghếch, đờ đẫn. Không hề động đậy, cơ thể cứng đờ đứng tại. Chỗ, bị dọa sợ đến ngu người rồi sao? Chỉ có chút bản lĩnh này còn dám xông vào nhà họ Ưng, Ưng Tiếu Long mất hứng, hôm nay. Tôi sẽ thay đổi. Quyết định của cậu, xem cậu có thể làm gì. Vậy sao? Đúng lúc nắm đấm của Ưng Thiếu Long đến sát gần, đột nhiên, khóe miệng Trần Đức nhếch lên một nụ cười vô cùng quý dị. Sau đó, anh cũng giơ nắm đấm. Nhanh. Cực kỳ nhanh. Trên nắm đấm, linh khí màu vàng bùng phát gần như hóa thành một luồng kim quang, trong chớp mắt, nghênh đón thắng vào nắm đấm của Ưng Thiếu Long. Sắp chết rồi còn dãy ruộng. Chu Tử Hiên đứng trong trận văn không gian,
không rời đi ngay mà đứng một bên xem kịch hay. Cũng đúng lúc đó, chỉ trong nháy mắt, nắm đấm của hai người đập vào nhau. Bành! Không có động tĩnh lớn như tưởng tượng, chỉ có một tiếng vang bức bối. Sau đó, đồng tử của tất cả mọi người co lại. Lại thấy nắm đấm của Ưng Tiếu Long giống như miếng đậu phụ mềm yếu không thể mềm yếu hơn, đối diện với một quyền của Trần Đức, lại biến dạng, rạn nứt. Phụt phụt. Trong đại điện, máu thịt bắn tung tóe, xương cốt gãy lìa, cánh tay của Ưng Tiếu Long chỉ còn lại một nửa. Trần Đức thì sao? Nắm đấm của anh không dừng lại. Vẫn đang tiếp tục. Trong thời gian 1% hơi thở. Phụt phụt. Nắm đấm ngập vào trong tim của Ưng Tiếu Long. Cánh tay đỏ máu xuyên ra từ sau lưng ông ta. Sao, làm sao có thể? Trên khuôn mặt méo xệch của Ưng Tiếu Long lóe lên vẻ sợ hãi, kinh ngạc, chấn động, cả mí mắt và khóe miệng đều co giật, kinh hoàng. Đầu óc trống rỗng, cái bóng của cái chết bao trùm toàn bộ đỉnh đầu của ông ta. Lão già, chẳng phải ông muốn thay đổi chủ ý của tôi sao? Khuôn mặt Trần Đức nghiêm lạnh, cười ha ha, ông, dựa vào đâu chứ? Vừa dứt lời. Phập phập, trái tim của Ưng Tiếu Long vỡ vụn. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần hồn đáng sợ như một thanh đao chém vào thức hái của Ưng Tiếu Long. Liền sau đó, đầu của Ưng Tiếu Long nổ tung. Tương huyết như mưa rơi nhỏ tí tách xuống đất, không có gì hồi hộp, Ưng Tiếu Long chết thắng. Cơ thể già nua như đổ xuống đất như tấm gỗ, không còn sức sống. Cả quá trình vỏ cùng nhanh, từ lúc ổng ta ra quyền, đến lúc chết, chỉ chưa đến 10 giây. Lúc này, cả thiên điện rơi vào im lặng. Im lặng như chết chóc. Cánh tượng dừng lại ở đó. Bốn người Chu Tử Hiên, Phó Vĩnh Sinh, Diệp Lê Cuồng, Tô Trung Dương đều thôn mặt, không dám tin vào mắt của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay nhuốm máu của Trần Đức, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Từ trên xuống dưới nhà họ Ưng, ngoại trừ 99 người dịch chuyến phong ấn, và Ưng Thanh Vũ, Ưng Khả Nhi ra, tất cả mọi người đều toàn thần cứng đờ, da đầu như bị xé rách. Cực kỳ tê dại. Ưng Tiếu Long, chết rồi. Ưng Tiếu Long, đại trưởng lão nhà họ Ưng chết một cách đơn giản như vậy. Còn chết trong tay Trần Bát Hoang chỉ có cảnh giới thông thần nhất trọng. Vãi! Không phải nằm mơ chứ. Người nào cũng như gặp quỷ, cơ thể cứng đờ, mắt trợn to, quỷ dị và chấn hãi không tả được. Tôi nói lại lần nữa, hôm nay, tôi buộc phải đưa Thanh Vũ đi, giọng Trần Đức trầm thấp, anh không có nhiều thời gian. Sức mạnh của Linh Lung, anh chỉ có thể chịu đựng nhiều nhất nửa tiếng. Không vì gì khác, sức mạnh của Linh Lung cho anh mượn quá lớn, nếu thời gian quá dài, anh sẽ nổ tung cơ thể mà chết. Cho nên, anh không muốn lãng phí một giây một phút. Giết Ưng Tiếu Long, giết một cách dứt khoát, nhanh gọn. To gan. Trần Đức vừa dứt lời, trong phút chốc, Ưng Chiếu đứng lên từ vương vị, có thể thấy rõ ràng, trên trán ông ta. Gân xanh nối lên như run đất lượn vòng, vô cùng đáng sợ. Lúc ông ta đứng lên, một trận cuồng phong đáng sợ mang theo mùi máu tanh bỗng tỏa ra. Cạch cạch cạch. Dưới trận cuồng phong này, Trần Đức đứng không vững, lùi lại liên tiếp mười mấy bước, mới có thể ổn định thần hình. Đây chính là thần vương. Cường mạnh hơn rất nhiều so với thần tôn. Chỉ một trận khí thế, cũng rất ít người có thể chịu được. Kể cả Trần Đức mượn sức mạnh của Linh Lung cũng không được. Lúc này Chiếu Vương đang nối giận thực sự, nối giận hết sức. Một tiếng quát lớn, không chỉ có Trần Đức lùi lại mấy bước, kể cả đám người Chu Tử Hiên, Phó Vĩnh Sinh, Tô Trung Dương cũng lùi lại liên tiếp, nếu không phải có Long Vệ hộ vệ, e rằng bọn họ cũng bị thương. Uy nghiêm của thần vương, cường mạnh vô địch. Ông ta đứng ở đó như một tòa núi, cho người ta áp lực vô cùng nặng nề. Ưng Chiếu đích thân ra tay, một trưởng từ xa đập về phía Trần Đức. Một trường này giống như thiên thần giáng xuống, giữa lòng bàn tay lại có sức mạnh pháp tắc. Vô cùng bá đạo. Sự bá đạo đó, e rằng 30.000 võ giả bên ngoài thiên điện, cảm thấy hít thở cũng rất khó khăn, một số người thực lực hơi yếu, thậm chí vì nghẹt thở mà chết ngất tại chỗ. Một trường từ trên trời giáng xuống. Liền sau đó, thiên điện chấn rung, bóng hình của Trần Đức trực tiếp biến mất, bị khói bụi che phủ, vị trí mà anh đứng xuất hiện một cái hố khổng lồ sâu đến 100 mét. Đây là thần vương sao, trong mắt Chu Tử Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Tuy phụ hoàng của anh ta cũng là thần vương, nhưng giữa thần vương với nhau rất ít ra tay, phải nói là cực kỳ hiếm. Mà lúc này,
Khi cảm giác được sự khủng bố trong đó, Chu Tử Hiên là hoàng tử cũng thấy khá là sợ hãi. Một chướng này, dù Trần Bát Hoang sử dụng bí pháp gì đó, trực tiếp tăng thực lực lên đủ để sánh bằng Ưng Tiếu Long thì cũng không thế nào sống sót. 9 tên trưởng lão và đám Chu Tử Hiên đều nhìn xuống hố sâu. Bụi bặm tản ra, quả nhiên. Trần Bát Hoang cả người là máu nằm trong hố sâu giống như một con cá chết, chẳng hề nhúc nhích. Ngay cả hô hấp, tim đập cũng biến mất. Chết! Anh ta chết thật rồi. Ba người Tô Trung Dương, Phó Vĩnh Sinh, Diệp Lễ Cuồng nhìn nhau, đều thấy được vẻ sợ hãi trong mắt nhau, mồm miệng khô khốc, Chiếu Vương Gia Oai thì dù họ không phái kẻ địch, nhưng giờ cũng khẽ run, toát mồ hôi lạnh. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hai người các ông hãy nghiền hắn thành cho đế báo thù cho đại trưởng lão, Ưng Chiếu khoanh tay mà đứng, trong mắt tràn ngập sát khí. Còn nữa, lập tức cử người điều tra tên kia, hễ là người có liên quan tới hắn, bất kể là bạn bè, người phụ nữ hay kẻ địch của hắn, ai từng qua lại với hắn đều giết hết khỏi cần bàn. Tuy Trần Bát Hoang đã chết, nhưng cơn giận của Ưng Chiếu lại chẳng hề dám đi hay biến mất. Bởi vì, chỉ là một con kiến thông thần nhưng lại trực tiếp giết chết Ưng Tiếu Long trước mặt ông ta. Chuyện này là một tổn thất chí mạng đối với nhà họ Ưng. Một gã thần tôn đính đó, chẳng đến trăm năm thì Ưng Tiếu Long chắc chắn sẽ trở vị thần vương thứ tư của nhà họ Ưng. Vậy mà, ông ta cứ thế đã chết. Còn là chết dưới mí mắt của Ưng Chiếu ông ta. Không chỉ là nhà họ Ưng bị tổn thất cực kỳ nặng nề, không có cách nào cứu vãn. Mà mặt mũi của ông ta cũng như là bị người ta tát cho một cái thật mạnh. Một con kiến chết, hoàn toàn không đủ để khiến ông ta há giận. Vâng, nhị trưởng lão Ưng Diễn Sinh, tam trưởng lão Ưng Lãng đáp. Sau đó, hai người đi đến trước hố sâu, vận chuyển linh khí, đồng loạt đánh ra một quầng sáng về phía xác của Trần Đức. Nhưng ngay lúc này, Trần Bát Hoang vốn không còn chút sự sống nào bỗng mở mắt. Cứ thế mở to mắt giống như xác chết vùng dậy. Cùng lúc đó, keng, một tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, kiếm long ngâm bỗng đâm thủng không trung, xuất hiện trước mặt hai vị trưởng lão, quét ngang qua. Sau đó, rơi xuống trong tay Trần Đức, phụt, phụt, một giây sau, đầu của hai người lập tức rớt xuống. Giống như một quả bóng cao su lăn xuống vách đá, rớt xuống cạnh chân Trần Đức. Ầm, Trần Đức không chút do dự bổ một trưởng xuống đập nát đầu hai người. Ầm một tiếng nát bét. Yên lặng. Trong ngoài thiên điện lại lần nữa chìm trong tĩnh lặng, còn yên lặng hơn cả trong nhà xác vào đêm cả ngàn lần. Giờ phút này, trái tim của rất nhiều người đều ngừng đập. Trần Bát Hoang, không, không chết. Chẳng những không chết còn tiếp tục giết hai gã trưởng lão. Vô số người đều đầu óc trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ. Vẻ mặt dại ra, nhìn chằm chằm vào hai các xác không đầu. Đùng đoàng. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, bỗng dưng, bầu trời chợt trở nên tối tăm. Trên trời, một tầng mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ Bất Tử Cung. Một cơn giận vô cùng vô tận giống như lốc xoáy càn quét khắp mọi nơi. Phụt, phụt, dù bốn người Chu Tử Hiên, Phó Vĩnh Sinh, Tô Trung Dương, Diệp Lê Cuồng có long vệ bảo vệ thì lúc này cũng bị thương, máu huyết cuồn cuộn, tim gan phèo phối lộn tùng phèo. Đi! Khoảnh khắc ấy! Long vệ lập tức dẫn bốn người chạy ra khỏi thiên điện, mãi đến cả cây số mới dừng lại. Nếu không rời khỏi đó thì với thực lực của bốn người họ chắc chắn sẽ chết trong thiên điện. Đùng! Hư không xung quanh Ưng Chiếu hiện lên từng luồng sấm sét quấn quanh cơ thể ông ta. Vô số luồng sấm sét không ngừng tụ lại trong lòng bàn tay Ưng Chiếu. Chấn lôi ấn! Cùng là chấn lôi ấn, nhưng khi ông ta thi triển bầu trời lại giống như muốn sập xuống. Toàn bộ thiên điện không ngừng lắc lư, run rẩy, tiếng sấm sét đi đùng át cả tiếng hét thám thiết của Ưng Thanh Vũ. Lúc này, giống như là tận thế đến. Ưng Chiếu trắng nói trắng rằng, trực tiếp nhằm vào Trần Đức. Bên trong hố sâu, Trần Đức rõ ràng có thể cảm. Giác được phạm vi 30 mét vuông quanh mình đã bị Ưng Chiếu khóa cứng. Anh nửa bước cũng khó đi. Nhóc Trần, anh cũng biết gây chuyện ghê, tên kia, xem như đã hoàn toàn nổi giận rồi. Bên trong thiên thai, Linh Lung cũng hơi căng thẳng. Đành vậy chứ sao, lỡ tôi chết ở đây thì sao? Không giết vài tên, chẳng phải là lổ. Hơn nữa, dù tôi không giết người thì Ưng Chiếu cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, chẳng phải sao? Một, Trần Đức cảm giác được khí thế khủng bố xung quanh, trong lòng cũng khá là nghiêm trọng.
Quả thật là thế, tuy Linh Lung thầm rủa cách làm của Trần Đức, nhưng trong lòng lại cảm thấy đúng. Trần Đức xông vào nhà họ Ưng, có giết người hay giết vài người đã không còn quan trọng nữa. Khi anh đến đây thì nhà họ Ưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Linh Lung chợt đổi giọng nói, còn chờ gì nữa, chính là lúc này, giờ mọi sự chú ý của Ưng Chiếu đều đặt trên người anh, đừng có giấu nữa, chuẩn bị cứu người đi. Linh Lung vừa nói, chấn lôi ấn của Ưng Chiếu cũng xúc thế xong, sấm sét đầy trời đan xen vào nhau chiếu sáng cả một khoáng không. Giây tiếp theo, cơ thể ông ta chợt xuất hiện bên cạnh Trần Đức, rồi bổ một chưởng xuống người anh. Nhưng trong giây phút sống còn ấy, một cái đỉnh ba chân hai tai màu xanh tím chợt xuất hiện trước mặt Trần Đức. Đỉnh Long Vãn, đang, một chưởng của Ưng Chiếu bổ lên đỉnh, lúc này, sức mạnh thần vương khủng bố như sóng thần lại như là một cái vổ nhẹ của một người bình thường, chẳng thế làm nó dao động mảy may. Toàn bộ linh khí, sức mạnh, sấm sét cứ thế bỗng dưng biến mất không còn sót lại chút nào. Đây là cái gì? Ưng Chiếu hoảng sợ, khi cái đỉnh kia vừa xuất hiện, là một thần vương, nhưng ông ta lại cảm thấy tim chợt đập nhanh. Giống như là đối diện với một ngọn núi khổng lồ, nguy nga không thể địch nổi. Là một thần vương, không dám nói là vô địch trong vân tiêu giới, nhưng cũng là kẻ đứng đầu trong số những người mạnh nhất. Người có thể đánh một trận với Ưng Chiếu có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói là vũ khí. Nhưng cố tình, đối mặt với một cái đỉnh ba chân hai tai tán ra ánh sáng tím, Ưng Chiếu lại cảm thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là bảo vật gì, trong lòng Ưng Chiếu sợ hãi không thôi, hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng nổi, song cũng nổi lên lòng lam. Lên! Khi Ưng Chiếu đang ngây người thì Trần Đức bỗng hét lên, Đính Long Văn chợt tỏa ra một luồng sáng huyền diệu. Đây là con bài chưa lật thứ ba sau bát hoang. Ấn và sức mạnh của Linh Lung. Đỉnh Long Văn. Lúc trước khi có được nó thì Linh Lung từng nói đây là một kiện chí bảo, chỉ là anh tạm thời không thể sử dụng thôi. Mà giờ, mượn sức mạnh của Linh Lung, cuối cùng anh cũng có thể sử dụng một phần sức mạnh của nó. Đỉnh Long Vãn vừa lay động, thoáng chốc, cả đất trời lập tức trở nên âm u, toàn bộ không gian chỉ còn lại mỗi nó là tỏa ra ánh hào quang. Đang, nó giống như một ngọn núi khổng lồ bay lên cao, phóng to y như một ngọn núi đập về phía Ưng Chiếu. Nhân Vương Ấn. Ưng Chiếu bấm ấn, Nhân Vương Ấn vừa xuất hiện, trời sập đất lún. Mây đen cuồn cuộn đánh về phía cái đỉnh khiến ông ta chấn động kia. Bù! Cái đỉnh chấn động, vẫn chưa bị đánh lui, vẫn đập về phía ông ta. Từng luồng ánh sáng màu đen bao phủ Ưng Chiếu, đang một tiếng giống như một cái thớt đè ỏng ta ở dưới đáy. Chiếu Vương! Chiếu Vương! Hai hai! Các trưởng lão nhà họ Ưng hoàng sợ, ngoài Ưng Chính Kỳ ra thì đều đồng loạt ra tay định giúp đỡ Ưng Chiếu. Linh khí đủ mọi màu sắc sôi lên sùng sục đập về phía Đính Long Văn. Chỉ là, khi sức mạnh cuồn cuộn chấn động không gian, chưng khô sự sống xung quanh ấy đập lên Đỉnh Long Văn lại hoàn toàn biến mất. Đỉnh Long Văn cực kỳ huyền diệu, dường như dù là vạn pháp cũng không thể phá. Bất kể là võ kỹ hay chiêu thức nào đánh lên người nó đều hoàn toàn biến mất sạch sành xanh. Đính Long Văn chẳng hề hấn gì, nhưng khi sự dao động khủng bố ấy đánh lên người Trần Đức cũng thổi bay anh đi. Da thịt trên người anh nứt toác, xương cốt vặn vẹo biến hình, quần áo sũng máu càng trở nên chói mắt. Ngay cả tóc tai anh cũng nhuộm đẫm máu. Ly hỏa, da. Trần Đức vẫn không lùi bước, trong mắt chẳng hề có chút sợ sệt. Thoáng chốc, cả người đã bao. Trùm ngọn lửa. Ngọn lửa dùng anh làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, ly hỏa hừng hực đầy trời, nhiệt độ lập tức tăng lên mấy chục ngàn độ C. Một gã trưởng lão đứng gần trực tiếp bị chết cháy, chỉ còn lại một đống cho cốt. Vèo. Trần Đức lập tức thi triển côn bằng phù hư thân pháp, không ngừng xuất hiện bóng chồng, kéo theo biển lửa dập trời xông về phía Ưng Thanh Vũ. Giờ phút này, anh chỉ muốn cứu người. Trần Đức đã không còn nhiều thời gian nữa, một tên Ưng Chiếu đã khiến anh cố hết sức và lấy ra hết những con bài chưa lật. Nhưng nhà họ Ưng vẫn còn hai gã thần vương. Anh có thể cảm giác được có hai luồng khí tức cực mạnh vẫn đang bao phủ vùng trời này, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Và lại, Đính Long Văn và Ly Hỏa tiêu hao quá lớn, khiến anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Dây dưa càng lâu thì càng có hại với anh. Cả người Trần Đức đẫm máu xông về phía Ưng Thanh Vũ đang bị 99 cao thủ thần tôn bao vây. Xong,
Khi anh vừa bay đến khu vực này đã bị đại trận do họ tạo thành ngăn cản, hoàn toàn không thể xông vào. Trần Đức dứt khoát giơ nắm đấm lên, hơn 1 tỷ long tượng lực lập tức ngưng tụ trên nắm tay nho nhỏ, sau đó đấm một quyền lên trận văn. Ầm, ầm, ầm. Vô số quyền đấm xuống, dù là trận văn cứng rắn không thôi kia cũng khẽ lung lay, ánh sáng hơi tối đi. Tên nhóc kia, rất yêu nghiệt, một gã trưởng lão hoáng sợ nói. Phải biết rằng, đại trận kia không chỉ đơn giản là di rời phong ấn, mà còn là một lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ để tránh cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dù là cao thủ thần vương cũng khó mà phá được nó. Nhưng, Trần Đức lại sắp phá được. Ưng Chiếu hét lên một tiếng, định ngăn cản Trần Đức, lại bị đỉnh Long Văn chặn lại. Trong đỉnh có một luồng thần hồn của Trần Đức và Linh Lung điều khiển nên nó giống như một vật sống. Ngăn hắn lại. Ưng Chiếu không có cách nào, đành ra lệnh cho các trưởng lão, thậm chí là 30.000 cao thủ của nhà họ Ưng. Soạt. Phút chốc, 30.000 người và vài tên trưởng lão còn lại đồng loạt xông về phía Trần Đức. Nhóc Trần, e rằng lần này rắc rối to rồi, bên trong thức hải, Linh Lung biến xác. Nếu chỉ là 30.000 người kia thì còn có sức đế đánh, nhưng lại có thêm vài tên trưởng lão thần tôn tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9 thì mình Trần Đức một cây làm chẳng nên non. Đúng vậy. Trần Đức cười khổ, nhưng cũng không có lui về sau dù chỉ nửa bước. Anh thôi thúc ly hỏa, thoáng chốc, ngọn lửa chợt quay cuồng khắp mọi nơi. Trong biến lửa, Trần Đức giống như một chiến thần, vằn vung nắm tay, không ngừng đấm lên trận văn. Phụt! Trần Đức đúng là vần không thể chống lại thế công của 30.000 người cộng thêm và tên trưởng lão. Anh phun ra một ngụm máu tươi, tim gan phèo phối suýt vỡ vụn. Một đợt chưa xong lại tới thêm đợt nữa, trên quảng trường rộng lớn giống như hình thành một tầng sóng thần quay cuồng cuồn cuộn ập về phía Trần Đức. Keng! Đúng lúc này, bỗng dung, một cây trường kích màu đen chợt cắm xuống sau lưng Trần Đức, chặn lại một đợt tấn công cho anh. Tôi xem ai dám đụng tới cậu ta. Cùng lúc đó, một bóng người già cả nắm trường kích trong tay, nhưng dáng người lại thắng như tùng chặn trước mặt Trần Đức. Người đó chính là Ưng Chính Kỳ, ông nội Ưng Thanh Vũ. Ông ta tóc bạc như thác bay múa giữa không trung, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào hơn 30.000 người kia. Ưng Chính Kỳ, ông làm cái gì đó, một trưởng lão tức giận, nhìn chòng chọc vào ông ta quát, ông dám phản bội nhà họ Ưng. Ha ha, tôi phản bội nhà họ Ưng, Ưng Chính Kỳ cười gằn. Khàn cả họng nói, mấy năm nay, không có lúc nào là tôi không đóng góp cho nhà họ Ưng, nhưng gia tộc lại đối xử như thế nào với Thanh Vũ? Thanh trường kích đen thui trong tay Ưng Chính Kỳ rung lên. Rắc! Một sức mạnh khủng bố trực tiếp cất đứt không gian vạch ra một vết rách ngăn cách Trần Đức với bên ngoài. Còn ông ta lại chặn trước mặt vết rách, dáng người thắng tắp, căm giận nhìn 30.000 người kia. Khỏi phải nói nhiều, muốn chiến thì chiến. Vụt! Vụt! Vụt. Đúng lúc này, lại có 3 bóng người bay tới. Đó là một cặp vợ chồng trung niên và một thanh niên 20 mấy tuổi. 3 người đứng sóng vai với Ưng Chính Kỳ. Người đàn ông khôi ngôi tuấn tú, dáng người cao to. Người phụ nữ lại vẫn còn nét hiểu điệu, khoác áo choàng màu đỏ, quắc thước không gì đáng mày râu. Thanh niên lại tư thế oai hùng, tuy chỉ là thần tỏn tầng 2, nhưng vẫn không chút sợ hãi. Trần Đức kinh ngạc. Không ngờ họ sẽ đến giúp đỡ. Trần Bát Hoang, tôi là bố Thanh Vũ, tên là Ưng Cửu Sâm, người đàn ông đưa lưng về phía Trần Đức, tự giới thiệu. Tôi tên là Yến Vân, người phụ nữ nói, mẹ của Thanh Vũ. Thanh niên cũng nói, tôi là anh trai Thanh Vũ, Ưng Khinh Huyền. Trần Bát Hoang, lúc trước, chúng tôi không có can đảm và cơ hội cứu Thanh Vũ, là chúng tôi có lỗi với con bé. Ưng Cửu Sâm cười khổ nói, chỉ mong mất bỏ mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn. Chúng tôi sẽ ngăn cản 30.000 người kia giúp cậu. Vận mệnh và tương lai của Thanh Vũ, tôi lấy danh nghĩa một người bố của con bé giao nó cho cậu, cũng lấy thân phận ấy cầu xin cậu. Cầu xin cậu nhất định phải cứu con bé ra. Giờ đây, bố mẹ, ông nội, anh trai của Ưng Thanh Vũ đều như một vách tường kiên cố chân trước mặt Trần Đức, bảo vệ cho anh. Lúc này, có gần 1/3 30.000 người ỷ bảo vệ nhà họ Ưng dừng tay lại. Họ là đệ tử hoặc là con cháu, là thầy, là tiền bối của Ưng Chính Kỳ. Bọn họ không thể làm được việc anh em một nhà giết hại lẫn nhau. Ầm, bỗng dưng, một tiếng nổ vang truyền ra. Hàng ngàn hàng vạn linh quang chợt hiện, cùng với một trận linh khí rối loạn,
99 cường giả thần tôn cùng ngã xuống rồi ho ra máu, bọn họ từng người hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Đức. Trận pháp bị phá rồi. Bị quả đấm cứng rắn đập phá. Phương pháp đơn giản, thô bạo, hữu hiệu. Lúc này, chủ tử Hiên, Tô Trung Dương, Phó Vĩnh Sinh, Diệp Lễ Cuồng, thậm chí tất cả người nhà họ Ưng, da đầu bọn họ đều tê dại, vô cùng chấn động. Trần Bát Hoang thật sự là một người đến từ vị trí dưới, người đến từ địa cầu sao? Đây chính là trận pháp 99 cường giả thần tôn cùng nhau duy trì, cứ như vậy mà phá. Sức mạnh chim bất tử bị phong ấn lúc này mất đi năng lực dẫn dắt, tự động quay về linh hải của Ưng Thanh Vũ. Không, Ưng Khả Nhi kêu lên một tiếng chói tai, cực kỳ không cam lòng. Bụp, chỉ là, giọng nói của cô ta còn chưa dứt, cũng không kêu thành tiếng nữa, niết ấn trong tay Trần Đức giáng xuống, đánh thành thịt nát. Sau đó, anh tiến lên một bước, trực tiếp nâng Ưng Thanh Vũ đặt bên người, giẫm con dao đẫm máu tươi thành phấn vụn. Toàn bộ quá trình, anh không nói câu gì, cũng không để ý đến ông nội, bố mẹ và anh trai Ưng Thanh Vũ. Thời gian chính là tất cả, không cho phép anh trì hoãn một chút nào. Thanh Vũ. Trần Đức ôm Ưng Thanh Vũ vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng gọi tên cô ta, cũng may năng lực khôi phục của cô ta mạnh đến mức khiến người ta nghe mà kinh hãi, vết thương vùng đan điền đã gần như khỏi hẳn. Nhưng tình hình của cô ta vẫn không ổn, khí tức yếu ớt, mất hẳn, lạnh như băng, u tối. Thanh Vũ, không cần lo lắng, chúng ta đi, rời đi ngay. Trần Đức ôm cô ta, không nói câu gì, hóa thành một đường lưu quang phóng về phía ngoài thành bất tử. Ngán hắn lại. Ưng Chiếu hét lớn, u ám đến cùng cực, ông ta đường đường là thần vương, vậy mà lại bị một cái đỉnh trấn áp như vậy, ông ta vô cùng bực bội. Rõ. Mấy vị trưởng lão lên tiếng đáp lại, đuổi theo Trần Đức, nhưng Ưng Chính Kỳ đang đứng trước mặt bọn họ, ông ta uống một viên đan dược, cưỡng ép để thăng thực lực, lấy một chọi ba. Đại kích màu đen trong tay khuấy động không gian, ngăn cản trước người bọn họ. Ưng Chính Kỳ, ông phán bội nhà họ Ưng. Quá to gan, một vị trưởng lão gào lên, nói xong, cùng hai người còn lại muốn vượt qua ông ta. Mang tất cả thực lực của mình ra sống chết đấu với ba người. Bố mẹ và anh trai Ưng Thanh Vũ cùng đánh nhau với hai tên trưởng lão khác, huyền quang giữa trời đất nở rộ, trên đất xuất hiện từng vết nứt, giống như thế giới không ngày hạ xuống giữa chiến trường. Một nhà bốn người chặn năm tên trưởng lão. Bọn họ uống đan dược duy trì sinh mạng, đốt cháy máu tươi, ngăn cản cho Trần Đức. Tất cả đuổi theo cho tôi, nếu ai ngăn được Trần Bát Hoang, thưởng 100.000 tử linh thạch. Ưng Chiếu giống to đến lạc giọng, gân xanh không ngừng nhảy nhót. Hôm nay nếu đế cho Trần Đức chạy trốn, nhà họ Ưng sẽ vô cùng nhục nhã, Ưng Chiếu cũng vô cùng nhục nhã. Trần Đức phải chết, không tiếc bất cứ giá nào. 30.000 võ giá nhà họ Ưng được điều động vào ngay lúc này, tất cả bọn họ đều tập trung ở đây, giống như con mãnh thú và dòng nước lũ. Mấy ngàn kiếm bay và võ kỹ như hạt mưa dày đặc đánh về phía Trần Đức. Vù vù. Trần Đức thúc dục ly hóa, trong nháy mắt đốt chết trên 100 người, ngăn cản gần nửa số công kích, giữa lúc thân hình lóe lên, anh đã chạy trốn thật nhanh. Nhưng, vẫn còn có dư âm rơi trên người anh. Suýt chút nữa anh ngã từ trên cao xuống, trên mặt đã sớm không còn một tia huyết sắc. 30.000 võ giả, dù Trần Đức có mạnh thế nào cũng khó mà ngăn cản được. Những người này đều là cường giả tinh nhuệ nhà họ Ưng. Mà ở trong núi bất tử còn có con cháu ngoại vi nhà họ Ưng đang tập trung, bọn họ nhận được thông báo, vậy nên đã phong tỏa núi bất tử. Toàn bộ núi bất tử dâng lên từng trận lớn, bao phủ toàn bộ dãy núi ngàn dặm. Mẹ kiếp, nhà họ Ưng thật sự nghiêm túc sao? Một Trần Bát Hoang thôi mà, có đến mức như vậy không? Toàn bộ núi bất tử đều là địa bàn nhà họ Ưng lòng vòng trắc trở như vậy. Hoàn toàn là dùng bom nguyên tử đánh chết con ruồi. Các võ giả ra đầu tê dại, chỉ là một thông thần nhất trọng, nhà họ Ưng dùng loại thủ đoạn này, quả thực đã khiến bọn họ hoảng sợ. Đáng chết! Hai tròng mắt Trần Đức ứ máu, tốc độ đề thẳng tắng lên mức độ cao nhất, xông về phía bên ngoài cung bất tử. Rõ ràng có thể thấy, trên 9 tầng mây, từng mảng trận văn, màn sáng đang dần dần kéo dài, giống như sập phong cấm toàn bộ núi bất tử. 9 tòa thành trì núi bất tử đang có hàng triệu võ giả đang tập trung ở hai bên. Như châu chấu quá cánh, như bầy kiến đi qua. Bát Hoang, thời điểm này anh không thể có lòng thương hại thêm nữa,
hạ một lá bài tẩy là hành động nên làm, Linh Lung nói, nếu không, có thế sẽ chôn xác ở nơi này đấy. Đúng vậy, nhà họ Ưng đáng chết, muốn ép tỏi vào con đường chết sao? Hai tròng mắt Trần Đức trở nên tàn bạo, nói xong, con người đỏ ngầu dần dần bị một chút sắc đẹp bao phủ. Trở nên yêu dị, quỷ quyệt. Tiếp đó, cách chu vi vạn dặm trong dãy núi bất tử, hết dã thú lại đến linh thú bắt đầu hiện lên trong cảm nhận của Trần Đức. Tất cả đi ra đi. Trần Đức quát khẽ. Một đường thần thức vô hình phát đi bốn phương tám hướng. Lập tức, trong rừng núi truyền ra từng trận gào thét, mấy trăm ngàn con dã thú vào thời khắc này giống như phát điên đồng loạt đi ra. Chỉ còn lại số linh thú mạnh không thể khống chế thì không bị ảnh hưởng. Hú, gầm gừ, chim muông thú vật từ trong rừng sau núi thẳm hiện lên che kín bầu trời, chúng chạy điên cuồng về bốn phía, nhìn thấy loài người liền lập tức chém giết. Trong đó, 200-300 ngàn dã thú đều gào thét xông về phía Trần Đức và 30 ngàn võ giả. Phụt, phụt, những dã thú và linh thú này phần lớn đều là cấp thấp, trong 10 cái hít thở đã chết đi một mảng. Chỉ có khoảng 40-50 con dã thú mới có thể giết chết một võ giả. Nhưng, dã thú thật sự rất rất nhiều, nhiều vô số kế, đến không dứt, đông đúc chẳng chịt. Trời ơi! Xảy ra chuyện gì vậy? Mau nhìn đi, những dã thú kia chỉ không công kích Trần Bát Hoang, tên nhãi kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Trên dưới nhà họ Ưng đều câm thấy kính nế, lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc Trần Đức có bao nhiêu thủ đoạn? Thực lực từ thông thần đề thăng lên thần tỏn đỉnh phong, có một tôn đỉnh thần bí và ly long đáng sợ, bây giờ. Lại khởi động hàng triệu dã thú. Ánh mắt Chu Tử Hiên sợ run, đột nhiên cảm thấy trước kia buông tha Trần Đức có phải là một lựa chọn sai lầm hay không. Lòng bàn tay anh ta tràn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tên nhãi này, trên người hình như có rất bí mật, vào lúc này, tại nơi sầu thầm trong núi bất tử, một lão giả đột nhiên mở mắt. Bên cạnh ông ta, có một lão giả cũng từ từ mở mắt, đúng vậy, cái đính kia vẫn còn ở trên thánh binh. Còn cả đôi mắt kia của hắn, nhiều năm trước tôi đã từng nhìn thấy trong một cuốn sách cổ, hình như là đôi mắt ngự thú. Hai lão giả tuổi tác lớn, tóc bạc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn giống như vỏ cây già, dáng vẻ cơ thể hoàn toàn giống nhau. Khí tức hai người cực kỳ kinh khủng, chính là hai vị thần vương. Khí tức lan khắp người, còn kinh khủng hơn Ưng Chiếu gấp trăm lần. Ngoại giới máu chảy thành sông, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ bình tĩnh ngồi ở động phủ trong núi sâu. Đôi mắt ngự thú, một lão già kinh ngạc, nếu đã như vậy, không thể bỏ qua cho tên nhóc kia, móc. Hai con mắt của hắn ra, cấy vào người trong tộc. Ừ, ngoài ra, trên người hắn có lẽ còn có bí mật khác, như tôn đỉnh và ngọn lửa kia chính là chí bảo, tên nhãi này thật sự là cơ duyên vô số. Một vị lão già khác khẽ vuốt cằm, chúng ta cùng đi ra trước. Thế nào? Ừ, ông ta gật đầu. Cùng giây đó, hai người dắt tay nhau đi ra khỏi động phủ, một bước dài ngàn mét, hóa thành hai vệt đỏ dài, khoảng chừng 10 cái hít thở đã xuất hiện bên cạnh Trần Đức. Hai người đột ngột xuất hiện, Trần Đức vốn đang chạy thục mạng thì chợt dừng bước, anh nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tổ tông, lão tổ, trên dưới mấy chục ngàn người nhà họ Ưng. Nhìn thấy hai lão giá, bọn họ liền kêu lên kinh ngạc. Nếu không phải đại chiến đang say sưa, e rằng bọn họ sẽ trực tiếp quỳ xuống đất. Huyết lão tổ, thôn lão tổ, trong mắt Ưng Chiếu cũng lóe lên hưng phấn. Không ổn, Ưng Chính Kỳ run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ba người Yến Vân, Ưng Cửu Sâm và Ưng Khinh Huyền lại hiện ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Bốn người bọn họ không thế nào nhúc nhích. Bị một luồng sức mạnh phong cấm. Giống như một sợi dây vô hình trói lấy bọn họ. Ngay cả ngón tay ngón chân cũng không thể cử động. Đây chính là sức mạnh của hai vị lão tổ. Ưng Huyết và Ưng Thôn đã 600 tuổi. Võ giả cảnh giới thần vương có thể sống 700 tuổi, sinh mạng của bọn họ đắp sập đi tới cuối. Để tìm kiếm đột phá, hai người đã bế quan 30 năm. 30 năm qua, nhà họ Ưng trải qua bao sóng gió đủ mọi chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng bọn họ chưa từng xuất hiện qua. Đối với thế hệ trẻ nhà họ Ưng mà nói, bọn họ chính là nhân vật trong truyền thuyết, trong sách giáo khoa. Hai vị lão thần vương thật sự rất rất mạnh, đồng thời khi đến đây, bọn họ đến nhìn cũng không thèm nhìn bốn người Ưng Chính Kỳ, hoàn toàn chế ngự mấy người đó. Khí thế ngút trời giống như hồng hoang mãnh thú, dâng trào mãnh liệt,
lan tràn ra bốn phương tám hướng. Gầm, gào. Trong nháy mắt, mấy chục ngàn dã thú linh thú bò lổm ngổm trên đất bị uy áp khủng khiếp kia ép đến mức không cách nào đứng dậy nổi. Rất nhiều dã thú chết trận tại chỗ. Hai vị thần vương sao? Trần Đức ôm Ưng Thanh Vũ vào ngực, da đầu tê dại. Hai lão già này thật sự quá kinh khủng, chỉ đứng bên cạnh ông ta, không ra tay cũng cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp. Thằng nhãi, nhà họ Ưng tao không phải quán trà, há mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hai mắt Ưng Huyết đầy tang thương, ông ta phóng tầm mắt nhìn Trần Đức phía xa giống như nhìn hạt bụi. Thằng nhãi, lột ngọn lửa trên người mày ra, khoét cả đôi mắt ngự thú kia nữa, tao có thể tha cho mày một mạng. Ưng Thôn chắp hai tay sau lưng, giống như chưa từng coi Trần Đức ra gì. Tha cho tôi một mạng. Trần Đức lộ vẻ sầu thảm, anh bật cười, Trần Bát Hoang tôi tới đây ngại gì sống chết. Một ngọn lửa mạnh như sóng chiều, ly hỏa lại ra, dâng trào mãnh liệt, đồng thời gầm thét về phía Ưng Thôn và Ưng Huyết. Nhiệt độ trong toàn bộ không gian lại một lần nữa dâng cao, cây cối, hoa cỏ, đất đai trong chu vi 100 mét bắt đầu hòa tan, tỏa ra từng trận khói xanh. Nhưng, ly hỏa kinh khủng vô song lại không làm hai người bị thương. Hai người liên thủ tạo thành một cái lồng phòng ngự, làm thế nào cũng không sát vào người bọn họ được, tất cả ngọn lửa đều không thể tồn tại, tan biến không còn dấu tích. Đây là một trận thiêu hủy, nhưng lại không hề làm bọn họ bị thương, ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng bị hủy diệt. Mẹ kiếp! Trần Đức tức giận mắng, hai người thật sự quá mạnh mẽ, đối mặt với bọn họ, cuối cùng anh đã dâng lên một cảm giác bất lực rất sâu sắc. Tôi nói nè, hai lão này là sinh đôi cùng trứng, hai người hợp lực, cho dù là võ giả mới thành thánh nhân, bọn họ cũng có thế chiến lại, trong tiên đài, Linh Lung lo lắng nhắc nhở. Thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù có ly hỏa cũng không thể nào thật sự chấn động bọn họ, vẫn không động đến lá bài tẩy cuối cùng sao. Linh Lung vừa dứt lời, Ưng Huyết ra tay, giáng. Một chưởng về phía Trần Đức. Thoáng chốc giữa trời đất xuất hiện từng đường quy luật trật tự, huyền quang nối dậy, đất bùn tuôn trào, cùng với bàn tay ông ta giáng xuống, đất đai bắn tung tóe, hóa thân thành chưởng phóng lên trời. Đồng thời phía chân trời, mây đen cuồn cuộn, linh khí cuồng bạo tụ lại. Một bàn tay to cũng hội tụ. Hai bàn tay che khuất bầu trời, Trần Đức đứng ở trung tâm, hoàn toàn bị phong tỏa, không còn chỗ nào có thể trốn. Cùng giây đó, hai chướng tụ lại giống như kẹp nhân bánh quy, giữa trời đất xuất hiện một tiếng nổ ầm, một đám mây bay lên, sóng lớn giữa không gian nổi cuộn. Phụt! Sau mấy cái hít thở, Trần Đức xuất hiện từ trong hỗn loạn, có thể nhìn thấy trên người anh giảng đầy vết thương. Toàn thân giống như người máu, cơ thể lảo đảo. Nhưng, dù vậy, Ưng Thanh Vũ trong ngực anh không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Hít, Trần Đức hít sâu, đôi mắt đầy uy nghiêm, hai lão già này không hề muốn đẩy anh vào chỗ chết, mà muốn bắt sống anh. Trần Bát Hoang, trong mắt lão phu, mày chỉ là con kiến hôi, còn không mau phế võ công, khoét hai mắt. Ưng Huyết hờ hững nói, dáng vẻ cao cao tại thượng, ông ta giơ ngón trỏ lên. Linh khí hội tụ trên đầu ngón tay, phóng về phía Trần Đức. Đùng đoàng. Cùng giây đó, Trần Đức như bị vẫn thạch từ trên trời cao đánh rớt xuống lòng đất ngàn mét, đất chia làm hai, đá lớn lăn lộn ầm ầm không dứt. Sáu trong lòng đất, Trần Đức đứng lên rất khó khăn, Ưng Thanh Vũ ở trong ngực vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Dù anh có chịu bao nhiêu công kích điên cuồng mãnh liệt, việc đầu tiên vẫn là bảo vệ Ưng Thanh Vũ. Bốp. Ưng Huyết cao cao tại thượng. Một tiếng quát trầm thấp vang lên, trong nháy mắt, trên người Trần Đức giống như xuất hiện một trảm ngàn núi Thái Sơn, ép xương cốt anh biến hình uốn khúc. Ưng Thôn giơ tay lên, một cái tát đánh lên người Trần Đức. Đoàng đoàng đoàng. Trần Đức bị đánh bay, đụng đến mức gây động đất, đỉnh núi sụp đổ. Bát Hoang, anh thế nào rồi? Linh Lung gấp gáp hỏi. Không sao. Trần Đức lắc đầu, trầm giọng nói, hai lão già này chưa từng muốn giết tôi. Bọn họ lè cố ý làm nhục tôi, muốn ép tôi móc ra đôi mắt ngự thú. Lá bài tẩy kia vẫn không dùng đến sao, Linh Lung hỏi, phần quà lớn này nhất định sẽ khiến bọn họ trọng thương. Ba vị thần vương nhà họ Ưng cũng không phải bí mật gì, Trần Đức và Linh Lung đã sớm có chuẩn bị. Không, hai tròng mặt Trần Đức tàn bạo, tôi không muốn để bọn họ bị thương nặng, tôi muốn bọn họ chết. Trần Đức đang chờ một cơ hội. Chờ cơ hội hai người buông lỏng thì giết chết bọn họ.
Trần Đức, Ưng Huyết cười gằn, vẫn còn giữ vững thái độ không biết sợ sao. Mày chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi, chỉ cần lão phu muốn, một cước cũng có thể dẫm chết mày. Nói xong, ông ta thật sự nhấc một chân lên, nghiền ép phân không, từ trên trời hạ xuống, áp sát đạp vào mặt Trần Đức. Hai người Ưng Thôn, Ưng Huyết đến gần Trần Đức, một cước của người sau mang theo mấy tỷ sức mạnh long tượng đến. Chân chưa đạp đến, mặt đất đã lõm xuống, hiện ra một dấu chân lớn, Trần Đức đứng ở dấu chân lớn nhất, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể rung chuyển dữ dội. Xương cốt, thế xác, độ bền bí lúc này đều nứt toác ra, từng vết thương sâu nhìn thấy rõ cả xương. Sát người sao? Trong tròng mắt Trần Đức thoáng qua tia lạnh, anh tạo ra một màn sáng bao phủ Ưng Thanh Vũ, bảo vệ cô ta. Cơ hội anh khổ sở chờ đợi từ lâu đã tới rồi. Sở đi anh luôn chờ đợi chính là cứu sát người này, chỉ cần ở sát người, sử dụng lá bài tẩy kia thì mới có thể chân chính giết chết hai cao thủ thần vương. Mà loại cơ hội này quả thật khó có mà đợi được. Suy cho cùng, với thực lực của anh, hoàn toàn không có cách nào có thể đến gần hai người. Chỉ có thế chờ bọn họ khinh bỉ, không coi anh ra gì, chủ động tới gần. Đúng là như vậy, lúc hai người ra tay, anh mới không cưỡng ép bản thân phản kháng. Không thì cũng sẽ chẳng bị thương nặng như vậy. Giờ phút này, hai người Ưng Thôn và Ưng Huyết nhanh chóng tới gần, trong chớp mắt, bọn họ đã tới đính đầu Trần Đức, giống như dẫm một con kiến hôi, đạp vào mặt Trần Đức. Trong nháy mắt cái chân kia của Ưng Huyết hạ xuống. Khóe miệng Trần Đức nhếch lên một tia cười. Một tia cười nhạt. Đồng thời, trong lòng Ưng Huyết đột nhiên vô hình có một loại cảm giác không ổn chợt lóe rồi biến mất, nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ở núi bất tử này, ông ta và Ưng Thôn liên thủ thì chính là vô địch. Ai có thế gây nên nguy hiểm cho bọn họ? Trần Bát Hoang. Hần là cái thá gì? Có thế gãy nên uy hiếp với anh em bọn họ sao? Dù thực lực Trần Đức trong nháy mắt tăng gấp 1.000-10.000 lần cũng không thế. Sự chênh lệch giữa Trần Bát Hoang và bọn họ đâu chỉ gấp chục ngàn lần. Hai lão già đáng chết kia, các ông một mực không giết tôi, muốn hành hạ làm nhục tôi. Tàn phá ý chí của tôi, đúng không? Lúc này, đột nhiên trong cổ họng Trần Đức khạc ra từng chữ trầm thấp. Hôm nay ông đây sẽ tiến các người lên. Đường. Đột nhiên, ý niệm khẽ động, trong tay anh xuất hiện một quyển trục màu đen. Trên quyển trục có cố văn quấn quanh. Nó vừa xuất hiện, không gian bốn phía giống như cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị quỷ quyệt, trong không khí có thêm vẻ sơ sát tiêu điều. Trong 1% giây, quyển trục mở ra. Ầm. Cùng lúc đó, trời đất thay đổi lớn, một tiếng nổ ầm truyền ra chảm dặm ngàn dặm, 9 tầng mây chấn động, trong chu vi 10 mét của Trần Đức hiện ra một đại trận. Đại trận mênh mông cuồn cuộn, huyền ảo vô biên. Bù. Vào lúc này, đỉnh Long Văn chấn động, từ phía Ưng Chiếu bay ngược lại, tọa lạc ngay ở trung tâm. Đại trận, điên cuồng dâng trào, từng trận khí tức cổ xưa truyền ra chập chờn, giữa trời đất lúc này lại hiện ra từng mảng đại đạo. Đó là sức mạnh đại đạo. Trời và đất cuối cùng không tha cho luồng sức mạnh sắp xuất hiện này, đại đạo thần phục, muốn hạ xuống hình phạt của trời, trừng phạt đính Long Văn. Ầm, tí tách, từng đường tia chớp như thân cây to lớn từ trên trời hạ xuống về phía đại trận, biến điện nhằm vào đại trận mà giáng xuống. Nhưng, những hình phạt của trời này ở trước trận văn rõ ràng không đáng nhắc tới, trong lúc rơi vào trận văn liền bị đại trận nuốt lấy, không nối lên một gợn sóng. Trong toàn bộ đại trận, không gian không tồn tại, trời không tồn tại, đất không tồn tại. Trong hư không tối đen chỉ còn lại đường vân vỏ tận, giống như đang bày ra một con đường lớn đáng sợ nào đó, bao phủ Trần Đức, Ưng Thôn, Ưng Huyết, sát ý vô hình tỏa ra ngoài đại trận, trời lắc lư, đất rung chuyển, khiến vô số người kinh hãi. Bụp, Ưng Chiếu nhận ra điều không ổn, đầu tiên nhờ đến sự hỗ trợ ổng ta đã thoát ra khỏi đỉnh Long Văn. Mang theo thần uy vô thượng hạ xuống, dùng một chiêu võ kỹ địa giai cao cấp đánh về phía đại trận. Nhưng, cũng không có ích lợi gì, ông ta bị ngăn cách bên ngoài đại trận, không thế nào tiến vào, ngay cả đến gần cũng sẽ bị chấn động cực lớn. Sắc mặt ông ta u ám, dâng lên dự cảm xấu. Trên dưới nhà họ Ưng, thậm chí cả mấy trăm ngàn võ giả bên ngoài cung bất tử nhìn về phía đại đạo khủng khiếp giữa trời đất. Còn có từng đường sắc tím sắc vàng lóe sáng, chấn động đến tột đỉnh. Bọn họ chưa từng thấy qua tình cảnh này. Phải có thần uy thế nào mới có thể kinh thiên động địa? Nếu tôi đến gần trận pháp, chắc Trần sẽ chết.
Một lão võ giả thầm nói, ông ta dám kết luận, nếu đến gần trận pháp kia, e rằng chỉ là thiên địa đại đạo cũng có thể nghiền chết ông ta. Đúng vậy, quá kinh khủng, rốt cuộc bên đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thủ đoạn của nhà họ Ưng? Tất cả mọi người kinh hãi, trong đám người, đôi mắt trong veo của Tỏ Lăng Tuyết cũng vô cùng kinh dị, vô hình cảm thấy có một chút lo lắng cho Trần Đức. Năm người Chu Tử Hiên, Tô Trung Dương, Diệp Lê Cuồng, Phó Vĩnh Sinh và Long Vệ thông qua không gian rời khỏi trận pháp, nếu tiếp tục ở đây có thế sẽ lại bị cuốn vào sóng gió, bọn họ sẽ không thế nào chịu đựng được. Bên trong đại trận, hai người Ưng Thôn Ưng Huyết đang ở trong trung tâm đại trận, khi cái chân của Ưng Huyết sắp chạm đến Trần Đức, ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm, bỗng lùi lại, cảm thấy sát khí xung quanh vô biên vô tận, như biến lớn, như vũ trụ không thể nắm bắt được, trong lòng sợ hãi. Đây là trận pháp gì? Bù! Trả lời bọn họ là một thanh kiếm, kiếm long ngâm. Lúc này, trong đại trận, kiếm long ngâm biến hóa to lớn như dãy núi, đảo quét xung quanh, trên thân kiếm, từng con kim long lượn vòng, gầm thét, tăng sức mạnh cho trận pháp, nó thể hiện ra phong diện kinh người, một đường kiếm quét ngang, chém về phía Ưng Huyết, cái chân mà ông ta vừa thu về bị chém nứt như miếng đậu phụ. Phụt! Máu tươi phun tung tóe, còn đau dữ dội truyền đến, thần hồn Ưng Huyết giãy giụa kịch liệt, tên nhãi đáng chết. Huynh trưởng, trực tiếp lấy mạng hắn đi, Ưng Thôn đã cầm thấy không ổn, gằn quát một tiếng, hai người cùng ra tay, xông về phía Trần Đức ở một bên. Đại trận! Trần Đức nhẹ nhàng đặt Ưng Thanh Vũ xuống, đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào họ, hai con chó già, chẳng phải muốn hành hạ tôi sao? Bây giờ lại muốn giết tôi? Muộn rồi! Vì đại trận này, Trần Đức và Linh Lung đã tốn mất khoảng một tháng, tiêu hao hết 2/3 thiên tài địa bảo trên Cấn Sơn mới có thể hình thành. Đại trận này tên là Thái Nhất Sát Trận, là sát trận đỉnh cao mà Linh Lung nắm giữ, cần một binh khí cực mạnh làm trận nhãn, hỗ trợ bổ sung cho đại trận, một khi thi triển đại trận sẽ phong cấm một vùng trời đất, trong vùng trời này, Trần Đức chính là thần. Là kẻ vô địch chỉ dưới thánh nhân. Một khi bị đại trận bao trùm, hai người Ưng Huyết, Ưng Thôn sẽ thế nào? Cũng phải chết thôi. Ưng Thôn Ưng Huyết sắp tấn công đến, Trần Đức chỉ dùng một trường kích hoạt pháp tắc trong đại trận, hoàn toàn hóa giải thế tấn công vô địch của họ thành vô hình. Hai người Ưng Thôn, Ưng Huyết vô cùng kinh hãi, bọn họ đã sống 600 năm, đời này, kiếp này cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Bọn họ dường như cảm thấy như rơi vào địa ngục, ý nghĩ giết chóc vô hình cuộn trào mãnh liệt, xé rách thần hồn của bọn họ, họ gần như sẽ tan rã, sụp đổ bất cứ lúc nào, xương cốt toàn thân rắc rắc vang lên, không ngừng gãy lìa. Tinh! Lại một ánh hào quang tỏa ra trong hư vô, sát ý vô địch xông về phía hai người. Phụt phụt! Hai người muốn ngăn chặn, nhưng vẫn bị đánh bay, trận văn lại thêm sức mạnh đáng sợ của đính long văn, họ vốn không thể đối kháng. Máu thịt toàn thân rách bung, máu tươi nhuốm đỏ áo. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cường giả thần vương, lại có huyết mạch chim bất tử, năng lực hồi phục mạnh mẽ khiến thương tích của họ hồi phục nhanh chóng, liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hai con chó già, chẳng phải muốn lấy mạng của tôi sao? Đến đây, tôi ở ngay trước mắt đây. Trần Đức cầm kiếm long ngâm, toàn thân tỏa kim quang như một vị chiến thần, điều khiển đại trận, một đường kiếm chém xuống. Phụt phụt, cái chân vừa hồi phục của Ưng Huyết và cập nửa thân người đều bị gãy lìa. Một cánh tay của Ưng Thôn rơi xuống, Trần Đức giẫm chân lên, cánh tay biến thành vũng máu, trong đôi mắt thầm sâu hiện lên vẻ băng lạnh, Linh Lung, vận hành sát trận, giết chết họ đi. Tuy sát trận mạnh, nhưng cũng tiêu hao vô cùng lớn, không thể duy trì được bao lâu. Trần Đức vừa dứt lời. Một quang ảnh từ trong linh hải của Trần Đức nối lên, bóng dáng xinh đẹp động lòng người như tinh linh. Quỷ mị xuất hiện trước hai người Ưng Thôn, Ưng Huyết. Hồn thể. Ưng Thôn, Ưng Huyết chấn hãi, quay sang nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt đối phương. Có thể tồn tại với hình thức thần hồn, đây là... nhân vật đẳng cấp thế nào chứ? Theo như họ biết, kể cả cường giả cấp thánh nhân cũng không thể làm được. Hai người vô cùng sợ hãi, cuối cùng hiểu ra tại sao Trần Đức mạnh đến thế, cho nhân vật đẳng cấp này ký sinh trong cơ thể. Làm sao có thể không mạnh? Tiền bối tha mạng, Ưng Thôn mồm miệng khô khốc, nỗi sợ bao trùm ông ta, sống đến tuổi này, ông ta thực sự không muốn chết. Tiền bối, hai chúng tôi không biết tiền bối ở đây, vô ý quấy rầy tiền bối, xin tiền bối tha mạng cho chúng tôi,
Ưng Huyết cũng sợ hãi, đối diện với đại trận, đối diện với Linh Lung, ông ta có cảm giác bất lực nặng nề. Lúc này, hai người chỉ cảm thấy họ nhỏ bé như con kiến, ngay cả tính mạng của mình cũng không thể nắm giữ. Ha ha! Linh Lung cười nhẹ một tiếng như âm thanh tự nhiên, nhưng cùng với tiếng cười đó, đại trận vận hành điên cuồng, hào quang rực rỡ chiếu trong hư không, sát sáng tỏa ra nở như hoa sen. Hai người Ưng Thôn, Ưng Huyết bị xé xác trong nỗi sợ hãi, thần hồn tỏa ra như khói hoa. Chết! Lúc này, hai cường giả siêu cấp cấp thần vương nhà họ Ưng đã không còn mảnh xác. Cùng lúc hai người chết, đại trận bắt đầu mờ dần, đỉnh Long Văn lấp lánh huyền quang cũng không thể chống đỡ nữa, nhanh chóng thu nhỏ, về đến trong lòng bàn tay Trần Đức và biến mất. Cũng đúng lúc này, Linh Lung trở lại trong thiên đài thần hải. Nhân lúc đại trận tiêu tan, Trần Đức bế Ưng Thanh Vũ lên, thi triển côn bằng phù hư thân pháp, bóng hình nhanh chóng vút lên trời cao. Huyết lão tổ, thôn lão tố. Trời đất trở lại bình thường, tất cả hiện lên trong mắt mọi người, Ưng Chiếu lập tức xông về phía trước, tìm bóng dáng của hai vị lão tổ. Đáng tiếc, không còn gì hết, máu tươi, thi thể, khí tức tất cả đều không còn. Họ đã chết rồi. Trên không trung, sắc mặt Trần Đức lạnh nhạt, lúc này, anh rất yếu. Nhưng anh không sợ Ưng Chiếu. Chết rồi, Ưng Chiếu không dám tin, lại tìm kiếm khí tức của hai người, nhưng vẫn không thấy. Trong tích tắc, lòng ông ta rớt xuống đáy vực. Thần vương đấy. Hai vị cường giả cấp thần vương đẩy. Cứ thế mà chết như vậy rồi. Chết trong tay Trần Bát Hoang. Ưng Chiếu đã đến bên bờ suy sụp, ngọn lửa tức giận vô tận cuồn cuộn trong lồng ngực ông ta. Hôm nay ông ta tổn thất quá lớn, hai thần vận thần vương, từ nay về sau, e rằng địa vị nhà họ Ưng sẽ rớt xuống thành gia tộc yếu nhất trong ba gia tộc lớn. Trần Bát Hoang, tao muốn mày chết, Ưng Chiếu như dã thú, phát ra tiếng gầm lớn, sau đó, một luồng pháp tắc thần vương cường mạnh hội tụ. Nhân vương ấn điên cuồng hội tụ, chuẩn bị ra đòn. Lúc này, sức mạnh đáng sợ, u ám, băng lạnh lan rộng bốn phía. Ưng Chiếu, tặng ông một món quà nữa, Trần Đức lật lòng bàn tay, một hồ lô màu đen xuất hiện trong tay, sau đó to dần lên. Mở nút chai, nước biển chết từ trên trời ào ào trút xuống như hàng ngàn hàng vạn quân mã gầm thét phi chạy. Ngay lập tức, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, một vài võ giả trực tiếp bị lạnh đến đông cứng, hóa thành tượng băng, không thể nhúc nhích. Trong thời gian ba hơi thở, cả Bất Tử Cung hoàn toàn bị nước biển chết nhấn chìm, cho Ninh nước tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, những chỗ nước ào qua, sông núi đóng băng, bị nuốt chửng, nhấn chìm, rất nhiều người hóa thành vũng máu. Đáng chết, Ưng Chiếu thấy vậy, vô cùng tức giận, ông ta nhận ra thứ nước này, đã từng thấy trên sách cổ, nó đến từ biển chết, võ giả bình thường vốn không chống lại được sự tấn công của nó. Tất cả mọi người nhà họ Ưng, mở trận văn. Không được đế nước biến chết nhấn chìm Bất Tử Cung, Ưng Chiếu hạ lệnh một tiếng, sau đó đích thân xông về phía Trần Đức. Ông ta phải giết chết Trần Đức, nếu không, khó mà dập tắt cơn lửa giận trong lòng. Nhà họ Ưng, tạm biệt, đôi mặt Trần Đức nheo lại, đổ toàn bộ nước biến chết về phía Ưng Chiếu, sau đó, anh quay người, nhanh chóng bỏ chạy khỏi Bất Tử Cung, chạy khỏi nhà họ Ưng. A, à, Ưng Chiếu hét lớn, không thế không đối kháng, chống lại nước biển chết. Trần Đức càng lúc càng đi xa dần trong ánh mắt ông ta, rất nhanh, anh biến mất trong đôi mắt của Ưng Chiếu. Trần Bát Hoang, cho dù bản vương có lật cả ba tấc đất lên, cũng sẽ đào mày ra, Ưng Chiếu gầm lèn tức giận, vang động khắp trời, một làn sóng ảm, sức mạnh thần hồn xông về hướng Trần Đức bỏ chạy. Mặc dù cách rất xa, Trần Đức cũng cảm nhận được sóng dao động, cơ thể loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống từ không trung. Anh không quay đầu. Bây giờ, anh chẳng khác gì nỏ mạnh hết đà, ôm theo Ưng Thanh Vũ chạy thẳng một mạch, đan dược được ngậm trong miệng không ngừng tan dần, hồi phục thương tích và cung cấp linh lực để anh nhanh chóng chạy thật xa. Chạy qua núi sâu, anh mở đôi mắt ngự thú, triệu hồi một con vật cưỡi biết bay, bay thẳng về phía trước, tránh xa nhà họ Ưng, tránh xa dãy núi Bất Tử. Anh không chỉ tránh xa núi Bất Tử, trải qua một ngày một đêm bôn ba, trực tiếp rời khỏi Hoàng Cung Bắc Hoang. Tìm được một ngọn núi, nghỉ ngơi điều dưỡng. Trong khoảng thời gian anh nghỉ ngơi, ba chữ Trần Bát Hoang đã danh chấn Bắc Hoang. Trong ba ngày, sự tích của anh đã truyền đến mỗi một ngóc ngách của Bắc Hoang. Một mình anh đã cứu Ưng Thanh Vũ từ nhà họ. Ưng, một mình chiến đấu với Chiếu Vương.
với thực lực của cảnh giới thông thần, giết chết hai vị thần vương và mấy cường giả cấp thần tôn nhà họ Ưng. Cuối cùng, sống sót rời khỏi nhà họ Ưng. Rốt cuộc Trần Bát Hoang có lai lịch thế nào? Mạnh quá rồi, anh ta có thể lao vào chỗ nguy hiểm vì một cô gái, làm người phụ nữ của anh ta, chắc. Chắn sẽ rất hạnh phúc. Hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy tư thái vô địch của anh ta, tương lai, vị trí thần vương vân tiêu giới chắc chắn có chỗ cho anh ta. Trăm ngàn năm nay, đâu có ai làm được điều này. Nghe nói Chu Tử Hiên của hoàng tộc vốn đi mời, lỏi kéo Trần Bát Hoang, kết quả do dự tự ý đưa ra chủ ý, đại đế nối giận, bắt anh ta vào đại lao. Hết câu huyện này đến câu chuyện khác như cá giết vượt sông, bơi đến mỗi một ngóc ngách của Bắc Hoang, rất nhiều võ giả xôn xao, chấn hãi, các võ giả thế hệ thanh niên không dám tin tất cả những điều này. Đặc biệt là những người ban đầu sát hạch ra từ thành Thông Thiên cùng Trần Đức, nghe đến ba chữ Trần Bát Hoang đều như nằm mơ. Ngày xưa, bọn họ còn từng đứng cùng một trường thi. Mà nay, Trần Bát Hoang đã vượt qua bọn họ, ném xa bọn họ ở phía sau. Bên ngoài, lời đồn như lửa như trà. Bên ngoài vùng biển vô tận ở Tây Hải, trên một hòn đảo rộng lớn, chim muông cất tiếng ríu rít, hoa thơm đua nở, rực rỡ cả một vùng. Trong một cung viện thâm sâu, lão nô bộc của gia tộc thứ năm mấy ngày trước đến thành Phụng Thiên đang quỳ dưới đất, khuôn mặt gần như sắp chạm sát mặt đất. Một người đàn ông đứng trước mặt ông ta. Người đàn ông này trông khoảng 40, 50 tuổi. Cơ thể ông ta rất vạm vỡ, mặc dù nét mặt hơi đứng tuổi, nhưng cũng không thể che đi vẻ điển trai. Hồi trẻ chắc chắn cũng là một thanh niên phong độ khí khái, mặt mày sáng sủa, tóc dài đến vai, vô cùng phóng khoáng. Nếu Trần Đức gặp lại, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Ông ta chính là Đệ Ngũ Hiên, người cùng mẹ của Trần Đức đến nhà Chu Hồng Diễu năm đó. Ông chắc chắn là cậu ta chứ, Đệ Ngũ Hiên cúi nhìn lão nô bộc, thản nhiên hỏi. Đúng thế. Lão nô bộc run run nói, lão nô chắc chắn 100%, 1000%, chính là cậu ta, không sai đâu, cậu ta không những tên lẻ Trần Bát Hoang, trong tay còn có kiếm Long Ngâm nguyên vẹn. Lão nô bộc vừa nói ra, Đệ Ngũ Hiên rơi vào trầm mặc. Trầm mặc đến 100 hơi thở mới lên tiếng, ông cứ giữ bí mật chuyện này đã, không được truyền đến tai người thứ ba, hiểu không? Lão nô biết rồi. Trần Đức không hề hay biết mọi việc bên ngoài, nghỉ ngơi điều dưỡng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thương tích của anh đã hồi phục hoàn toàn, lại trở về trạng thái đỉnh phong. Không những vậy, anh còn đột phá. Trận chiến nhà họ Ưng lần này, tuy đa phần đều dựa vào sức mạnh của Linh Lung và các bảo vật, con át chủ bài. Nhưng giao chiến với cường giả cấp thần vương, thần tôn, anh càng hiểu rõ thông suốt hơn về tu võ, mấy lần thương nặng, suýt chết, sau khi hồi phục, các phương diện đều được tăng mạnh về chất. Cảnh giới thì từ thông thần nhất trọng nhảy vọt đến thông thần ngũ trọng. Rất nhiều người cả đời cũng không thể vượt qua được một trọng, còn anh trong 3 ngày, vượt liên tiếp 4 trọng. Trần Đức cũng không cảm thấy bất ngờ với việc này, đối với anh, hoàn toàn đều là điều đương nhiên, hợp lẽ thường. Anh đột phá, linh khí trong hàng trăm mét gần như bị anh rút đến mức rơi vào trạng thái chân không. Mấy tiếng sau, linh khí mới phục hồi. Bù! Mở đôi mắt, Trần Đức lập tức quan sát tình hình của Ưng Thanh Vũ. Cô ta vẫn ngủ say, hôn mê bất tỉnh, đôi lông mày thanh tú cau lại, sắc mặt tái nhợt, không có chút khí sắc. Một tia thần thức tiến vào trong cơ thể cô ta. Trần Đức chỉ cảm thấy hỗn loạn, tối tăm, mất mát, băng lạnh, tức giận, chết chóc. Các loại cảm xúc tiêu cực đan xen hội tụ, mạnh như Trần Đức cũng suýt bị ảnh hưởng. Cảm nhận được trạng thái của Ưng Thanh Vũ, Trần Đức vô cùng đau xót, cô ta chỉ là một cô gái 18-19 tuổi, lẽ ra phải vui vẻ, an phận, không phải chịu nổi đau như này. Tất cả cũng do anh. Trước kia vốn tưởng rằng Minh Tâm Đan hữu dụng, bây giờ xem ra không ổn. Trần Đức cau mày. Trì hoãn cho tới bây giờ, tình hình của Ưng Thanh Vũ đã vô cùng phức tạp, chỉ dựa vào Minh Tâm Đan, tuyệt đối không có cách nào loại bỏ được những cảm xúc tiêu cực kia. Trần Đức nhắm mắt suy tư, anh nhớ lại tất cả truyền thừa trong đầu, dự định tìm kiếm một phương thuốc hoặc một loại đan dược. Nhưng, từ đầu đến cuối anh vẫn không tìm thấy bất kỳ biện pháp nào. Để tôi xem. Linh Lung xuất hiện, đích thân ra tay kiểm tra tình hình của Ưng Thanh Vũ. Ngược lại cũng không phải không có cách, mấy phút sau, Linh Lung nói, chỉ có điều hơi mạo hiểm. Cách gì? Trần Đức không hỏi mạo hiểm như thế nào, đối với anh mà nói,
bất kỳ mạo hiểm nào anh cũng có thể chấp nhận, so với một thân một mình xông vào nhà họ Ưng thì lớn hơn sao? Chiếm đoạt. Linh Lung nói, tình trạng của bé gái nguyên nhân cuối cùng vẫn là luồng sức mạnh phong ấn kia, sức mạnh không đủ thuần túy, phần lớn đều là thú tính. Trừ phi có người có thể chiếm đoạt toàn bộ năng lượng tiêu cực kia. Trần Đức hỏi, tôi cần phải làm thế nào? Trần Bát Hoang, nhất định anh phải nghĩ kỹ, hung hiếm trong này không cần phải đi sẩu vào như nhà họ Ưng, Linh Lung cực kỳ chăm chú, lơ là một chút, chẳng những anh sẽ thất bại, mà còn bị bóng tối kia nuốt trọn, suy bại thành hình người dã thú. Tôi nghĩ kỹ rồi. Vẻ mặt Trần Đức kiên định. Ban đầu, lúc Ưng Thanh Vũ vận dụng loại sức mạnh phong ấn kia, rủi ro chẳng phải cũng không nhỏ sao. Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Ơn cứu mạng của Ưng Thanh Vũ dù có lấy mạng ra để báo đáp thì có sao chứ? Linh Lung, tôi cần phải làm sao? Việc này không nên chậm trễ, cô dạy tôi đi. Được, chỉ cần thần thức của anh rời cơ thể, tiến vào thức hải của cô bé, sau đó vận chuyển bộ võ kỹ này. Linh Lung nhìn thấy Trần Đức tâm ý đã quyết, cô ta cũng không nói nhiều, truyền bộ võ kỹ cho Trần Đức, võ kỹ này được đặt tên là chiếm đoạt quyết, người sáng tạo nó rất nhàm chán, chính là để chiếm đoạt cảm xúc của người khác. Ách, còn có loại võ kỹ này, Trần Đức kinh ngạc. Đại thiên thế giới không thiếu thứ lạ, Linh Lung nói, nếu anh có thể sống tiếp, sau này đi đại thiên thế giới thì sẽ hiểu, chỉ có anh không nghĩ đến thỏi, không có gì là không tồn tại. Được rồi. Trần Đức không nói thêm gì nữa, bắt đầu tu luyện võ kỹ quen thuộc. Đó là một loại võ kỹ thần hồn, đặc biệt nhằm vào thần thức. Nắm giữ được tinh túy, Trần Đức mới phát hiện, bộ chiếm đoạt quyết này nào đơn giản như lời Linh Lung nói. Thứ nó cắn nuốt không chỉ là cảm xúc, còn có thần thức của người khác, để phát triển thần hồn của chính mình. Chỉ có điều loại võ kỹ này người bị chiếm đoạt chỉ có thể là những người không sức đánh trả như Ưng Thanh Vũ hoặc trong tình huống thực lực chênh lệch to lớn. Nếu không thì vô dụng. Quả thật cũng được coi là loại võ kỹ vô nghĩa. Lại một ngày trôi qua, anh nhanh chóng nắm giữ được chiếm đoạt quyết, tiếp đó khống chế thần hồn, đi ra khỏi thiên đài, kim quang chợt lóe, anh đi vào trong thức hải của Ưng Thanh VQ. Thức hải trước mắt không giống nhau, nơi này không có linh khí, càng không có thiên đài, chỉ có một màu đen mênh mông. Thức hải của người bình thường chắc là màu trắng, cảm xúc tiêu cực quá nhiều. Dù là thức hải này cũng có biến chất, Trần Đức đứng trong thức hải, anh là sắc thái duy nhất ở đây. Ở giữa thức hải có mấy loại xiềng xích màu đen theo trật tự đang khóa một bóng dáng xinh đẹp giống Ưng Thanh Vũ, chí là trên người nó tràn đầy hung ác, sát khí, vẻ vắng lặng, hai tròng mắt đỏ tươi tràn ngập dã tính, giống như dã thú, ma vương. Cách khá xa, Trần Đức tự cảm thấy tâm thần mình cũng sắp nhiễu loạn rồi. Nhất định phải ổn định, không thể bị ảnh hưởng. Thần thức Trần Đức ngồi xếp bằng, kim quang càng tăng lên, sau đó niết ấn trong tay bắt đầu vận chuyển chiếm đoạt quyết. Trong nháy mắt, thức hải Ưng Thanh Vũ sôi trào, dấy lên từng tầng sóng biển. Sát ý, sự hung ác, tàn bạo, cô quạnh, u ám vô tận, đủ các loại cảm xúc tiêu cực giống như thủy. Chiều đánh về phía Trần Đức, tràn ngập và nhuộm đen thần thức vàng rực rỡ của anh. Đúng lúc đó, Trần Đức mê man, trong suy nghĩ hiện ra từng chuyện quá khứ. Chuyện không vui và tiêu cực. Tà khí và sát khí của anh từng bước bay lên. Thần thức màu vàng trong nháy mắt trở nên tối om, không tìm thấy được nơi nào có ánh sáng. Không được, không gánh nối. Tạm trạng Trần Đức hoảng hốt, anh còn đánh giá thấp những cảm xúc tiêu cực kia, cảm xúc vừa trào ra, anh không thể chiếm đoạt và luyện hóa. Cái gọi là chiếm đoạt quyết giống như một chai nước suối ném xuống Trường Giang và biến lớn, thứ nhỏ bé như vậy không đáng nhắc tới. Vẻ u ám. Vắng lặng, tàn sát. Các cảm xúc tiêu cực hoàn toàn tràn ngập Trần Đức, hai tròng mắt anh đỏ bừng, thần thức vàng rực rỡ giống như bị mực đen xâm nhiễm, hiện đen một máng. Anh gần như bị mảng thức hải này đồng hóa, chỉ còn lại từng tia thần trí cưỡng ép vận chuyển chiếm đoạt quyết và âm dương kinh. Trần Đức, anh sao rồi, bên ngoài thể xác hai người, Linh Lung cảm giác rõ rệt trong cơ thể Trần Đức bắt đầu lan tràn ra một loại sát ý khiến người ta sợ hãi. Hỏng rồi. Nguồn sức mạnh mà cảm xúc tiêu cực mang theo còn mạnh hơn rất nhiều lần so với trong cảm giác, Linh Lung gấp gáp truyền âm cho Trần Đức. Ê nhóc, mau ra đi, nếu không anh sẽ bị cô ta đồng hóa, biến thành hình người dã thú. Trần Đức không trả lời, giờ phút này đã không phải là vấn đề anh ra hay không ra, muốn hay không muốn, mà anh đã bị thức hải bao trùm, giam cầm, nửa bước cũng khó rời đi.
Bây giờ, anh chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chiếm đoạt và luyện hóa cảm xúc tiêu cực, hoặc là bị đồng hóa hoàn toàn. Trần Đức cắn răng, âm dương kinh và chiếm đoạt quyết đồng thời di chuyển, nhiết ấn lại thi triển cửu trọng cực ánh. Trong phút chốc, kim quang lớn mạnh, sức mạnh thần hồn của anh chợt tăng gấp 500 lần, một trận kim quang chói mắt nóng bỏng bộc lộ ra từ trong bóng tối, như sao sáng trong vũ trụ, vô cùng chói mắt. Nhung, sáng chói chí vẻn vẹn trong nháy mắt, rất nhanh lại một lần nữa bị bóng tối chìm ngập, Trần Đức chỉ cảm thấy mình giống như ở địa ngục, thứ trước mắt hiện lên đều là những chuyện xảy ra vào thời khắc đen tối nhất. Dù là một chút xíu chuyện nhỏ, cũng vì cuộn trào mãnh liệt của cảm xúc tiêu cực mà phóng đại vô hạn, đây là một loại hiện tượng đáng sợ, lâu ngày anh sẽ có khả năng trở thành cỗ máy giết người. Ầm ầm, thức hái cú ưng thanh vũ cuồn cuộn, sóng gió gian nguy, bao bọc lấy Trần Đức, anh đã sắp không thế nào đứng vững nổi. Vào lúc Trần Đức sắp rơi vào bóng tối, rơi xuống vùng tĩnh lặng. Đột nhiên, trên thần thức của anh xuất hiện một vòng xoáy không báo trước. Nó giống như một cái động đen có thế nuốt chửng một con trâu. Nó hút lấy bóng tối và sự lạnh lẽo vắng vẻ xung quanh. Giống như những cảm xúc tiêu cực kia là cơm gạo, là chất dinh dưỡng. Cùng với sự chiếm đoạt và hút lấy của nó, các loại cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến Trần Đức lùi bước giống như thủy triều. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng một lần nữa hiện lên, thần trí và suy nghĩ của Trần Đức bắt đầu khôi phục. Là cái chấm đen kia. Trần Đức nghiêm nghị. Vòng xoáy như động đen chính là một điếm đen nhỏ luôn tồn tại trên thần thức anh, hơn nữa dễ dàng khiến người ta không để ý coi nhẹ. Điếm đen giống như một cái động không đáy, dấy lên gió xoáy mãnh liệt, tất cả cảm xúc tiêu cực giống như bị một loại sức mạnh nào đó dẫn dắt, xông vào trong đó. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Sự u ám, lạnh băng, tàn sát trong thức hải của ưng thanh vũ đang giảm nhanh chóng. Vốn là thức hải đen tối, lúc này dần dần đổi sắc sang màu trắng. Quá tốt, tiếp tục, tiếp tục. Trần Đức hưng phấn, mặc kệ chấm đen kia là cái gì, cũng mặc kệ anh có xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết nếu tiếp tục như vậy có thể cứu được ưng thanh vũ. Một cái hít thở, 10 cái hít thở, 100 cái hít thở, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Lại 3 ngày trôi qua. Cuối cùng khắp thức hải của ưng thanh vũ hoàn toàn hóa thành một vùng minh mông màu nhũ trắng, thần thức của cô ta cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả cảm xúc tiêu cực đã hoàn toàn biến mất. Chấm đen kia ở trên thần thức của Trần Đức giống như lại trở nên lớn hơn mấy vòng, trở nên bắt mắt hơn một chút, trước đây nếu không nhìn kỹ thì không thể quan sát được kích thước của nó. Mà bây giờ, rất dễ tìm thấy chấm đen kia trong ánh sáng màu vàng. Không biết tốt hay xấu, Trần Đức hơi trầm ngâm, nhưng anh không có nghĩ nhiều, dù thế nào thì lần này điểm đen đã giúp anh. Nếu không, anh thật sự sẽ bỏ xác ở đây. Trần Đức hít sâu một cái, anh thoát khỏi thức hải, trở về bản thể. Tên nhãi Trần, số mệnh của anh thật là tốt kinh khủng, Trần Đức vừa quay về, giọng nói đầy hâm mộ Cố Linh Lung truyền tới, tên nhãi nhà anh, lời to rồi. Hả, Trần Đức hỏi, là ý gì? Anh dùng kiếm long ngâm rạch cổ tay thử xem, Linh Lung nói. Linh Lung, cô nói, dường như ý thức được gì đó, trong mắt Trần Đức trở nên có chút hưng phấn, tay trái giơ long ngâm, anh nhịn đau. Hung hãn rạch một đường tạo thành vết thương. Vết thương rất sâu, sâu tới xương. Nhưng, cùng lúc anh thu hồi kiếm long ngâm, vết thương lại bắt đầu khép miệng. Đúng vậy, anh không NSLN nhầm, kiếm long ngâm vừa rời khỏi vết thương, miệng vết thương kia đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút dấu vết gì. Thần lực của chim bất tử, Trần Bát Hoang, cái chấm đen kia nuốt cảm xúc tiêu cực, cho anh ích lợi cực lớn. Sau khi luyện hóa lại cho anh thần lực của chim bất tử. Chuyện ở trong thức hải của ưng thanh vũ, đương nhiên Linh Lung cảm nhận được, cô ta biết tất cả đều là do cái chấm đen ấy. Tên nhãi nhà anh, rốt cuộc tu hành công pháp gì, cái chấm đen kia chính là công pháp mà anh mang tới, quá quỷ dị huyền ảo. Anh có thần lực của chim bất tử, bây giờ gần như tương đương với bất tử bất diệt. Linh Lung quá hiểu thần lực của chim bất tử, nhà họ ưng gọi là huyết mạch chim bất tử. Từ lâu lưu truyền vào một đời nhà họ đã hết sức ít ỏi, bị loài người đồng hóa, gần như là không có. Toàn bộ trên dưới nhà họ ưng, người có thần. Lực chim bất tử chân chính nguyên vẹn chỉ có một người. Đó chính là ưng thanh vũ. Huyết mạch của cô ta là phản tổ huyết mạch. Chỉ là cô ta đang bị phong ấn. Tại sao bị phong ấn?
Bởi vì chính bản thân cô ta không thế nào khống chế được, vì vậy khi vừa sinh ra phải phong ấn, mãi đến hôm cô ta 20 tuổi đã thay đổi một cách vô tri vô giác, sức mạnh hấp thu hôm đó đương nhiên sẽ có toàn bộ thần lực của chim bất tử. Đến ngày hôm đó, cảnh giới và thực lực của cô ta sẽ điên cuồng tăng lên. Cũng chính vì phong ấn kia, lần đầu tiên Trần Đức gặp Ưng Thanh Vũ, cảnh giới của cô ta mới thấp như vậy. Ưng Chiếu dùng trăm phương ngàn kế hao phí nhân lực vật lực, không phải là vì có thể cho con gái mình nhận được thần lực của chim bất tử sao? Ai có thể ngờ? Trời xui đất khiến Trần Đức lại có được. Ha ha, Trần Đức cười đầy phấn chấn, lần này thu hoạch của anh quả thực quá lớn, cơ thể có năng lực khôi phục kinh khủng như vậy, giống như là tiểu cường đánh không chết. Dù tính cách anh trầm ổn, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà kích động. Nhưng, rất nhanh chóng anh thu lại tâm tư, một lần nữa đi kiểm tra tình hình của Ưng Thanh Vũ, cảm xúc tiêu cực trong cơ thể cô ta đã không còn nữa, Trần Đức đút cho cô ta một viên thuốc. Khoáng chừng 10 giây sau, cuối cùng, lông mi cô ta khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở đôi mắt to như đá quý, trên khuôn mặt thanh thuần lóe lên vẻ hồng hào, tên khốn kiếp. Ngay sau đó, không chờ Trần Đức nói, đột nhiên cô ta ôm chặt Trần Đức. Tên khốn kiếp, tôi nhớ anh. Mặc dù cô ta hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không có nghĩa là cô ta không biết mấy ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại, cái gì cô ta cũng biết cũng hiểu. Cô có rất nhiều điều muốn nói với Trần Đức, chỉ là lúc thật sự tỉnh lại, có quá nhiều lời nói không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể hóa thành một cái ôm, đôi môi đỏ mọng dừng bên tai Trần Đức, thổi ra từng hơi nóng, dịu dàng như nước. Tên khốn kiếp, Thanh Vũ muốn làm người phụ nữ của anh, được không? Giọng nói êm ái giống như nước mùa xuân, dạo dực trong lòng Trần Đức, khiến anh kinh ngạc. Đột nhiên anh khẽ mỉm cười. Cô nàng ngốc, anh có lý do gì từ chối em không? Đối với phụ nữ, Trần Đức không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là có vài người phụ nữ khiến anh không có cách nào từ chối, không thể từ chối. Như Đạm Đài Nguyệt, như Ưng Thanh Vũ trước mắt, các cô không để ý trong sạch, không để ý tính mạng giúp anh cứu anh, làm sao anh có thể phụ lòng. Trần Đức nhìn thẳng vào đôi mặt long lanh xanh như ngọc, Trần Đức ẻm ái nói, từ thời khắc em liều mình cứu anh, Ưng Thanh Vũ chính là người phụ nữ, là vợ của Trần Bát Hoang anh rồi. Tên khốn kiếp. Ánh mắt Ưng Thanh Vũ giống như biết cười, cô ta ôm cổ Trần Đức, nhìn anh hồi lâu, sau đó chậm rãi chủ động đến gần anh. 4-5 giây sau, hai người quấn quýt lấy nhau. Tên nhãi này, không chút kiêng kỵ gì sao, trong tiên đài, Linh Lung hết nói nổi, mặc dù cô ta ở trong thức hải, nhưng tất cả ở ngoại giới cô ta vẫn có thể nhìn thấy hết đấy. Liếc mắt nhìn, cơ bắp cường tráng màu lúa mạch của Trần Đức lóe lên ánh sáng. Ưng Thanh Vũ xanh non mơn mởn. Vóc dáng cực đẹp, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Hai người có thể nói trai tài gái sắc, ông trời tác. Hợp, tên nhãi anh đúng là số đào hoa, thiên hạ không biết có bao nhiêu người mơ ước, Linh Lung thân lẻ phụ nữ, không thừa nhận cũng không được, mỗi người phụ nữ của Trần Đức dù là thân hình hay dung mạo cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Hai người tiến vào chủ đề chính, hình ảnh và âm thanh kia dù Linh Lung tâm hồn có chút dạo dực, cô ta chỉ đành khép kín thần thức. Không để ý hai người nữa. Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng hai người đã kết thúc, tựa sát vào nhau, bắt đầu nói chuyện. Đồ khốn kiếp, từ nay về sau em chính là người phụ nữ của anh, gò má Ưng Thanh Vũ ửng đỏ, trải qua mây mưa, Ưng Thanh Vũ đã có nét quyến rũ riêng của phụ nữ, cô ta thẹn thùng nói, sau này anh không thể bắt nạt em nữa đâu. Anh bắt nạt em bao giờ, Trần Đức cười nói, oan uống cho anh quá, cẩn thận anh đánh mông em đấy. Đồ khốn kiếp, anh nói xem, ông nội bố mẹ và anh trai em còn sống không, yên lặng hồi lâu, trên khuôn mặt đẹp của Ưng Thanh Vũ hiện vẻ lo lắng sợ hãi sâu sắc. Còn họ còn sống, tin anh đi, Trần Đức gật đều chắc chắn, lúc anh rời đi đã dặn dò Linh. Lung đế lại một tia thần thức chú ý đến bọn họ. Một khi bọn họ gặp nguy hiểm, Linh Lung sẽ nhắc nhở anh. Đến bây giờ, Linh Lung vẫn chưa nhắc đến chuyện của bọn họ. Hiển nhiên là bốn người không sao. Ít nhất giờ phút này vẫn còn sống. Trần Đức bổ sung. Ông nội và cả bố mẹ em đứng ra bảo vệ anh cũng rất bình thường. Dù sao anh đã cứu em, nhà họ Ưng tổn thất nghiêm trọng như vậy. Nếu như trách phạt bọn họ, tổn thất sẽ không thể nào bù đắp lại. Dù sao trong tay ông nội em có rất nhiều học sinh và đệ tử, ông ấy đức cao vọng trọng. 6 ngày trước, lúc bốn người Ưng chính kỳ đứng ra,
trong 30.000 đệ tử nhà họ Ưng có hơn 1/3 số người muốn đứng cùng chiến tuyến với ông ta. Có thể thấy, uy vọng và quyền thế của Ưng Chính Kỳ vẫn xem như tương đối khá ở trong nhà họ Ưng. Ừ, Ưng Thanh Vũ gật đầu, cô ta hiểu cách làm của ông nội và bố mẹ, suy nghĩ cẩn thận một chút, bọn họ cũng không hề làm ra chuyện gì đặc biệt làm trái lẽ thường. Còn về chuyện giúp đỡ Trần Đức, không phải là bảo vệ cô ta sao? Bảo vệ cháu gái, con gái, em gái có gì sai đâu. Em yên tâm, Thanh Vũ, anh nhất định sẽ dẫn em quay về nhà họ Ưng, đến lúc đó nhà họ Ưng nhất định sẽ đứng hai bên chào đón em, không có bất kỳ ai dám ra tay với em đâu, đây là lời hứa của anh đối với em. Ừ, tên khốn kiếp, em tin anh. Ưng Thanh Vũ vùi đầu vào người Trần Đức, cảm nhận hơi thở đàn ông và tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, trong lòng tràn đầy lòng tin và hy vọng. Em, Trần Đức đang muốn nói gì đó, đột nhiên anh cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên hạ xuống. Vẻ mặt anh đông cứng, anh giơ tay lên trùm quần áo lẻn Ưng Thanh Vũ, sau đó đi ra từ trong động phủ. Quá nhiên, vừa đi ra liền nhìn thấy một lão giả. Ông ta chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên ngoài giống như một thân cây, yên tĩnh bất động, giống như đã đứng đây từ rất rất lâu rồi. Là ông, trán Trần Đức khẽ động, nhìn thấy người này, lập tức anh đề cao 200% cảnh giác. Người tới, anh gặp qua rồi, ở hôn lễ của Ưng Thương và Âu Dã Tư Linh. Lúc ấy, anh xông vào hôn lễ, Linh Lung trước tiên liền bảo anh phòng bị hai người. Một người trong đó chính là người trước mắt. Này, anh nhớ rất rõ ràng, khi anh dùng kiếm long ngâm giết chết Ưng Thương, lão già này khi đó liền. Vội vàng rời đi. Lần này gặp ông ta, theo bản năng Trần Đức cho rằng ông ta do nhà họ Ưng phái tới. Trong tay, kiếm long ngâm lặng lẽ hiện lên. Linh khí vận chuyển, anh chuẩn bị đánh một trận bất cứ lúc nào. Ông ta không phải tới giết anh, không cần lo lắng, giọng Linh Lung truyền tới, muốn giết anh cũng sẽ không chờ đến bây giờ, nửa tiếng trước ông ta đã phải ra tay rồi. Ý cô là ông ta đã đến đây từ nửa tiếng trước. Không sai. Linh Lung nói, chỉ là chờ anh và cô bé kia làm xong chuyện, ông ta mới bại lộ khí tức mà thôi. Khụ, được rồi, sắc mặt Trần Đức ửng đỏ. Nhưng, không rõ ý đồ của đối phương, phòng bị của anh vẫn rất rõ ràng. Ông là người của tộc đệ ngũ, Trần Đức đang muốn hỏi thì phía sau lưng anh Ưng Thanh Vũ đã tiến lên, vừa nhìn liền nhận ra ai, đệ ngũ thường. Vân, chính là lão phu, đệ ngũ thường Vân nhìn thấy Ưng Thanh Vũ. Ông ta rất bất ngờ. Ông ta vốn cho rằng người mây mưa với Trần Đức là một người phụ nữ khác, không ngờ lại là Ưng Thanh Vũ. Ông ta đã biết được một chút về tình hình của Ưng Thanh Vũ, cô bé này bị cảm xúc tiêu cực chiếm cứ, theo lý thuyết, không tới vài năm rất khó hồi phục. Mà giờ mới qua bao lâu? Mới 6 ngày trôi qua kể từ ngày Trần Bát Hoang xông vào nhà họ Ưng. 6 ngày ngắn ngủi, Ưng Thanh Vũ đã hồi phục thế nào? Ông ta không khỏi nhìn về phía Trần Đức. Chẳng lẽ, là anh cứu? Nghĩ tới đây, đệ ngũ Thường Vân càng cảm thấy hứng thú tò mò về Trần Đức. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng đang quan sát ông ta. Khi ba chữ tộc đệ ngũ xuất hiện, tim anh tăng tốc đột ngột, đập thình thịch, tâm tình khó mà cân bằng. Gia tộc đệ ngũ liên quan đến thân thế của anh. Mặc dù, nhiều năm như vậy không có bố có mẹ, anh đã quen từ lâu. Nhưng đối với bố mẹ chưa từng gặp, anh vẫn luôn nhớ mong và có ràng buộc, đó là nút thắt trong lòng anh suốt nhiều năm. Đồng thời, về cái tên đầu sỏ họ Trần đứng sau màn hại chết anh em của anh, một khắc anh cũng chưa từng quên. Chỉ có điều tra rõ thân thế của anh thì mới có thể tra được người đó là ai. Đương nhiên, sau trong đáy lòng anh còn cất giấu một người. An Nhã Hy, đó là cô gái lần đầu tiên khiến anh rung động. Ban đầu, căn cứ theo lời Nhan lão, An Nhã Hy vẫn chưa chết, hơn nữa cô ấy còn đi từ Côn Luân Hư tới Hoa Hạ. Mà Côn Luân Hư cũng không có tung tích của cô ấy. Một tuần trước khi anh em của anh chết thảm, đột nhiên An Nhã Hy biến mất, có phải cô ấy biết một tuần sau sẽ xảy ra chuyện? Cô ấy có thân phận gì, và có liên quan gì đến thân thế của anh hay không? Trong lòng Trần Đức che giấu rất nhiều nghi ngờ và mong đợi. Anh tỉ mỉ đánh giá người trước mắt. Nội tâm vỏ cùng mất bình tĩnh. Nhưng, anh không mở miệng trước, mà là chờ đợi. Chờ đệ ngũ Thường Vân mở miệng. Vân là câu nói đó, anh không biết ý đồ của đối phương.
Đệ Ngũ Thường Vân đối mặt với Trần Đức và Ưng Thanh Vũ, dáng vẻ tự nhiên bình tĩnh, không hề có vẻ thận trọng cung kính như lúc ở trước mặt Đệ Ngũ Hiên. Ông ta là người làm. Nhưng, ông ta là người làm của tộc Đệ Ngũ, ở trong tộc là người làm, ở ngoài tộc dù là nhãn vật cấp bậc tông chủ thế lực cao cấp nhất phẩm nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính, nhún nhường ba phần. Đây chính là cường thế của gia tộc Đệ Ngũ. Nói không khoa trương chút nào, nếu như tộc Đệ Ngũ xuất chinh, ngoài từ ba gia tộc lớn Tây Hải ra, toàn bộ Vân Tiêu giới không ai có thể ngăn cản. Ông ta nhìn chăm chú Trần Đức hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, Trần Bát Hoang, tôi nghĩ chắc cậu biết và cũng tìm hiểu qua tộc Đệ Ngũ đúng không? Phải, đã tìm hiểu qua, Trần Đức nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, chủ lão phu là Đệ Vũ Hiên bảo lão phu giao cho cậu một món đồ, Đệ Ngũ Thường Vản lấy ra một chiếc nhẫn ném về phía Trần Đức, đây là một chiếc nhẫn không gian, tẻn là nhẫn tu di nạp, giống với túi đựng đồ, dùng để chứa đồ đạc, bên trong có đồ mà chủ tôi muốn đưa cho cậu. Nhận lấy chiếc nhẫn, Trần Đức cảm nhận rõ ràng phía trên có quy luật giống với không gian, vật liệu dùng rất đặc biệt, nhìn giống như đá, sờ vào lại như chất gỗ, trên thực tế lại là kim loại, một thứ kim loại trước giờ chưa từng thấy. Chỉ là, anh không có tâm tư đi dò xét tình hình chiếc nhẫn, mà toàn bộ tinh thần đều tập trung trên người Đệ Ngũ Thường Vân. Vì cái tên đó, Đệ Ngũ Hiên, ban đầu, lúc Chu Hồng Diễu nói đến chuyện về bố mẹ anh, Đệ Ngũ Hiên chính là người đi cùng họ. Tiền bối, Đệ Ngũ Hiên ỏng ta ở đâu, hô hấp của Trần Đức trở nên nặng nề, tim cũng đập nhanh kịch liệt, tôi muốn gặp ông ta. Chủ của tôi nói, chờ đến ngày cậu trở thành thần vương, ông ấy sẽ tự đến gặp cậu, bây giờ cậu không có tư cách gặp ông ấy, Đệ Ngũ Thường Vân nói đầy lạnh lùng. Muốn tìm hiểu và biết về thân thế của cậu, hoặc nói. Muốn gặp mẹ cậu, chỉ đến ngày cậu trở thành thần vương thì mới có tư cách. Tâm thần Trần Đức chấn động lớn. Rốt cuộc Đệ Vũ Hiên có ý gì? Thần vương mới có tư cách gặp ông ta, vậy ông ta thuộc cảnh giới nào? Ông ấy còn nhắc nhở cậu, mặc dù tộc Đệ Ngũ à Tây Hải, nhưng với thực lực trước mắt của cậu thì không tìm được đâu, không chí không tìm được mà còn có khả năng bỏ mình ở Tây Hải. Trước khi đạt đến thần vương, khuyên cậu đừng đi thử, nếu không sẽ tự tìm đường chết. Đệ Ngũ Thường Vân chắp hai tay sau lưng, nói không nhanh cũng không chậm. Ngoài ra trong nhãn tu di nạp có một tấm lệnh bài, cậu cầm lệnh bài đến học viện Thánh Phong ở Đông Nguyên, có thể miễn thỉ vào viện, chỉ có đến nơi đó cậu mới có thể trở thành thần vương nhanh nhất. Cậu tự thu xếp ổn thỏa đi. Lời vừa dứt, một đường không gian xé toạc thành kẽ hở, Đệ Ngũ Thường Vân xoay người đi vào. Kẽ hở khép lại, bóng dáng ông ta biến mất. Đồ khốn kiếp, thân thế của anh có liên quan đến tộc Đệ Ngũ, trong con người Ưng Thanh Vũ lóe lên vẻ kinh ngạc bất ngờ. Trần Đức gật đầu, thực tế anh cũng không biết sốt cuộc có phải không, tóm lại. Nhắc đến rất phức tạp. Nắm nhẫn tu di nạp trong tay, nhất thời Trần Đức có hơi hốt hoảng. Thân thế của anh cuối cùng sắp được tiết lộ rồi phải không? Mặc kệ phức tạp hay không, anh Bát Hoang, em cảm thấy anh mau đến học viện Thánh Phong sớm một chút, Ưng Thanh Vũ nói, Đệ Ngũ Thường. Vân nói không sai, chỉ có ở học viện Thánh Phong anh mới đạt đến thần vương với tốc độ nhanh nhất. Tại sao nói như vậy, Trần Đức Hiếu biết rất ít về Vân Tiêu giới. Đặc biệt là Đông Nguyên. Trình Lâm Phong từng nói, Đông Nguyên là nơi hỗn loạn nhất Vân Tiêu giới, cũng là vùng đất các thế lực nhất phẩm cắm rễ, nơi đó không có cổ quốc, thế lực hỗn loạn và phân tán nhất. Cho nên, Trần Đức không thể nào hiểu được về Đông Nguyên. Anh Bát Hoang, có thể anh không biết, địa vị của Học viện Thánh Phong vô cùng cao ở Vân Tiêu giới, Đông Nguyên không có đất nước. Nhưng Học viện Thánh Phong giống như đất nước của Đông Nguyên, dù là thế lực nhất phẩm hay nhị phẩm đều phải cho Học viện Thánh Phong 7 phần mặt mũi. Bên trong học viện gần như bao gồm đệ tử đứng đầu trong các thế lực hạng nhất, thậm chí một vài thánh tử, tông chủ, giáo chủ cũng là đệ tử của Học viện Thánh Phong. Hả, Trần Đức kinh ngạc và có chút kỳ quái, tại sao bọn họ phải gia nhập Học viện Thánh Phong? Tông chủ của thế lực nhất phẩm hẳn không thiếu tài nguyên tu hành gì, đúng không? Đúng. Bình thường mà nói không thiếu, tùy tiện là một thế lực nhất phẩm cũng có thể so sánh với nhà họ Ưng chúng em, Ưng Thanh Vũ chấp chấp đôi mắt to, nhưng bọn họ đều muốn trở thành thần vương, nếu muốn thành thần vương thì gia nhập Học viện Thánh Phong chính là đi đường tắt. Trong học viện có một nơi bí mật, tên là Đại Thiên Bí Cảnh, đó là nơi của Vân Tiêu giới cách gần nhất với Đại Thiên Thế Giới, có nguyên khí cực kỳ phong phú,
nguyên khí là một bước không thể thiếu để trở thành thần vương, cứ 3 năm một lần đại thiên bí cảnh sẽ mở ra. Nói cách khác, 3 năm một lần sẽ có một thần vương xuất hiện, Trần Đức hỏi. Đương nhiên không phải, thần vương cũng không phải chỉ ăn cơm uống nước, nào có dễ dàng như vậy, Ưng Thanh Vũ nói, tên khốn kiếp, nguyên khí là tồn tại không thể thiếu để trở thành thần vương, nhưng không có nghĩa có nó thì sẽ trở thành thần vương. Cũng đúng, Trần Đức sờ chóp mũi, tu võ. Trung quy chính là tàn nhẫn, có vài người dù đặt tất cả điều kiện cần thiết cho tu võ cũng chưa chắc hữu dụng. Nhưng, có nguyên khí chưa chắc có thể trở thành thần vương. Không có nguyên khí, nhất định không thể trở thành thần vương. Nguyên khí đánh vào cảnh giới thần vương, là thứ đồ không thể thiếu, tương đương với mở cửa lớn của dương báu, không có chìa khóa, dù có vô số vàng bạc bảo vật bày ra trước mắt cũng không thể lấy được. Học viện Thánh Phong có hàng ngàn bí cảnh, nói thế nào nhí? Giống như điện của giới phàm tục địa cầu, người nào muốn sử dụng điện thì chắc chắn phải thông qua trung tâm vận hành điện. Nếu không, tự phát điện thì rất khó rất khó. Nắm giữ tài nguyên này, cũng chẳng trách Học viện Thánh Phong có địa vị như vậy. Muốn vào Học viện Thánh Phong cần có hai điều kiện, thứ nhất là thực lực thấp nhất phải đạt đến cảnh giới thần tôn, thứ hai, phải thông qua sát hạch nghiêm ngặt, nhưng có lệnh bài của gia tộc đệ ngũ, có lẽ không cần sát hạch. Ưng Thanh Vũ cảm thấy mừng cho Trần Đức, khoác cánh tay của anh. Nói ra thì trước đây một giáo viên của Học viện Thánh Phong cũng muốn nhận em làm đệ tử, vừa hay em cũng có thể đi xem sao. Có người muốn nhận em làm đệ tử. Đúng thế, Ưng Thanh Vũ vui vẻ gật đầu, cười ngốc nói, đồ xấu xa, sau này em có thể ở bên cạnh anh rồi, he he. Được, vậy chúng ta đến Đông Nguyên một chuyến. Nếu mình tìm kiếm nguyên khí còn khó hơn trăm ngàn lần so với tự phát điện ở giới phàm tục, muốn tự tìm được, chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm, kẻ ngốc nói mơ. Cho nên, phải đến Học viện Thánh Phong. Đừng nghĩ đến Đông Nguyên Tây Hải gì nữa, phản nên xem đồ trong nhân tu di nạp trước thì hơn, lúc này, Linh Lung nói, bên trong có không ít đồ tốt đấy. Được Linh Lung nhắc nhở, Trần Đức mới lấy lại tinh thần, bắt đầu ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay. Đồ xấu xa. Nhẫn tu di nạp rất quý giá đó, Ưng Thanh Vũ cười ngọt ngào, kể cả là nhà họ Ưng cũng chỉ có người cấp trưởng lão mới ý có được, không gian chứa đồ của nó lớn gấp 10 đến 100 lần túi trữ vật. Quý giá vậy sao, Trần Đức kinh ngạc, nhung, khụ. Một người đàn ông như anh, đeo nhản chẳng ra sao cả. Hi hi, đồ xấu xa, anh cũng từng gặp trưởng lão nhà họ Ưng chúng em rồi, anh có thấy trên tay họ có nhẫn không? Trần Đức nhớ lại, hình như, đúng là không. Có. Đúng thế, anh đeo nó lên thì sẽ hiểu ngay, Ưng Thanh Vũ nói, chỉ khi đeo lên mới có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Được, thử xem. Trần Đức cầm chiếc nhẫn lên, cảm thấy vừa vặn với ngón trỏ, trực tiếp đeo vào, cũng đúng lúc này, chiếc nhẫn đột nhiên biến mất từ tay anh. Trên ngón tay để lại một dấu hằn chiếc nhẫn mờ mờ. Thì ra là vậy, Trần Đức hiểu ra, nhẫn tu di nạp này giống với đỉnh long vản, có thể tàng hình. Chỉ cần anh động tâm niệm, chiếc nhẫn sẽ xuất hiện. Đồng thời, một vùng không gian rộng lớn hiện lên trong nhận thức của Trần Đức. Không gian này nhỏ hơn rất nhiều so với đính long văn. Nhưng đúng là nó lớn hơn gấp 100 lần so với túi trữ vật. Trong không gian, không có chút hào quang. Nào, tối đen một vùng. Chỉ có điều, Trần Đức lại có thể cảm nhận được mỗi một đồ vật bẽn trong. Trong chiếc nhẫn. Thứ đầu tiên lọt vào mắt là một tấm lệnh bài được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, bên trên có một chữ thiên. Ngoài ra còn lại đều là linh thạch. Từ linh thạch chất thành núi. Phóng mắt nhìn ra xa, e rằng, có đến 200-300 ngàn cân. Kể cả trước đây Trần Đức có nhiều từ linh thạch và linh thạch như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng chất thành núi trước mắt, phần khó mà kiềm chế phái nuốt nước miếng. Bất luận đặt đến đâu. 200-300 ngàn cân tử linh thạch cũng là một núi tài nguyên khiến người ta đỏ mắt, điên cuồng. Trắng trách Linh Lung nói bên trong có không ít đồ tốt. Đúng là không hề ít. Trong mặt Trần Đức tràn đầy vẻ chấn hãi. Đồng thời, anh không hiểu đệ ngũ hiên có ý gì. Cho anh nhiều tử linh thạch như này, lại cho anh một tấm lệnh bài có thể vào được Học viện Thánh Phong. Ông ta muốn bồi dưỡng anh ư. Đã như vậy. Tại sao không trực tiếp đón anh đến gia tộc đệ ngũ? Để anh đi gặp bố mẹ. Trần Đức nghi hoặc trong lòng. Nhưng bây giờ nghĩ những việc này cũng vô dụng, đến hiện tại, đã biết cách duy nhất gặp được bố mẹ anh là trở nên cường mạnh hơn.
mau chóng đạt đến thần tôn, thần vương. Chỉ có như vậy mới có thể gặp được đệ ngũ hiên, mới có thể đến gia tộc đệ ngũ. 200-300 ngàn cân tử linh thạch, đủ để anh đột phá lần nữa. Xua tan dòng suy nghĩ, Trần Đức nói với Ưng Thanh Vũ. Thanh Vũ, sau đây, anh muốn bế quan một thời gian, em cũng theo anh đi, vừa hay, anh có thể giúp em hoàn toàn nắm chắc sức mạnh trong cơ thể. Được. Ưng Thanh Vũ gật đầu, trong đôi mắt như bảo thạch lóe lên vẻ mong đợi rõ rệt. Từ lúc đầu cho đến bây giờ, cô ta xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, đều là vì dòng sức mạnh đó. Nếu hoàn toàn nắm chắc sức mạnh, từ nay về sau, sẽ bớt được rất nhiều chuyện. Điều quan trọng nhất là đến lúc đó, cô ta có thể thường xuyên ở bên cạnh anh Bát Hoang. Đôi mặt Ưng Thanh Vũ như biết cười, cong lên như vầng trăng khuyết, vô cùng sáng đẹp. Trước khi bế quan, về thăm Lưỡng Nghi Tông trước đã. Đắc tội với nhà họ Ưng không phải là chuyện nhỏ, tuy anh sớm đã cho Trình Lâm Phong di chuyển Lưỡng Nghi Tông, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Hai người che giấu thân phận, ăn mặc như nông dân, về đến Lưỡng Nghi Tông, trong tông sớm đã trống không. Từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng khắp nơi đều hỗn loạn. Tình trạng như vậy, hoặc là nhà họ Ưng đã đến báo thù, hoặc là một số kẻ thừa nước đục thả câu đến. Nhưng cũng may không nhìn thấy xác chết nào. Hiển nhiên, trước khi xảy ra chuyện, Trình Lâm Phong đã làm theo lời dặn của anh, đã dặn tất cả người Lưỡng Nghi Tông rời đi. Tông chủ, đúng lúc này đột nhiên một bóng hình xuất hiện. Trần Đức nhớ hắn ta, là Vương Chính Thanh đệ tử của cung Trường Lâm. Sao anh còn ở đây, Trần Đức kinh ngạc. Tông chủ, các trưởng lão biết anh sẽ quay lại, phái tôi đợi anh ở đây, nói cho anh biết hướng đi hiện nay của Lưỡng Nghi Tông. Vương Chính Thanh cung kính, khoang mắt đỏ bùng, không còn vẻ cuồng ngạo lúc ban đầu gặp Trần Đức. Lưỡng Nghi Tông gia nghiệp lớn, tạm thời khó mà di rời quá xa, hiện tại còn đang ở một vùng hoang vu trong Bắc Hoang. Nói đến đây, Vương Chính Thanh nhìn Ưng Thanh Vũ một cái, hắn ta không biết có nên nói tiếp không. Không sao, nói thẳng là ở đâu đi, Ưng Thanh Vũ là người mình, Trần Đức cười nói. Đây là bản đồ ẩn nấp của tông môn. Vương Chính Thanh lấy ra một tấm bản đồ làm bằng da thú, đích thân giao đến tay Trần Đức, vị trí được đánh dấu bên chẽn chính là chỗ của Lưỡng Nghi Tông. Được. Trần Đức nói, chúng ta cùng đi về. Sau đó, ba người Trần Đức, Ưng Thanh Vũ, Vương Chính Thanh đi về hướng Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông ẩn giấu rất kỹ. Núi hoang trong núi hoang, hoàn toàn là nơi không một bóng người, cách vô cùng xa nhà họ Ưng và Hoàng Triều Vô Cương, kể cả là nhà họ Ưng tìm được Lưỡng Nghi Tông. E là cũng phải mất 3 năm ngày mới có thể đến được nơi này. Ba người Trần Đức ngồi trên linh thú biết bay, cũng phải gần 4 ngày mới đến được nơi ấn náu. Của Lưỡng Nghi Tông, tông chủ, Bát Hoang. Trần Đức vào trong tông, từng bóng hình từ xa chạy tới, Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt, Từ Thái Khôn, Âu Giã Tư Linh, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, Đoạn Nguyên. Hàng loạt chấp pháp, đệ tử Lưỡng Nghi Tông. 5.000 đệ tử ban đầu, nay thêm chấp pháp, đà chủ, cũng chỉ còn lại 2-3.000 người, có thể thấy Lưỡng Nghi Tông hiện nay đã sa sút hơn trước đây. Sau khi được biết chuyện của Tông Chú và nhà họ Ưng, rất nhiều người lựa chọn rời khỏi Lưỡng Nghi Tông, đến tông môn khác, Trình Lâm Phong thở dài. Ông Trình không cần lo lắng, Trần Đức cười. Sau đó anh đi đến phía trước, đối diện với 2-3.000 đệ tử Lưỡng Nghi Tông, lướt nhìn tùng khuôn mặt bọn họ, lấy ra một bình rượu. Phóng khoáng uống ngụm lớn trước mặt tất cả mọi người. Các vị huynh đệ, cảm ơn mọi người còn ở lại Lưỡng Nghi Tông trong lúc nguy hiểm khó khăn. Trần Bát Hoang tôi vốn chỉ là một người bình thường ở địa cầu, được ông Trình coi trọng, nhận làm đệ tử, đưa đến Lưỡng Nghi Tông, có được truyền thừa thánh nhân. Có thể đi đến bước này, có thể cửu được hai. Người phụ nữ yêu thương của tôi từ nhà họ Ưng, có quan hệ không thể thiếu với Lưỡng Nghi Tông. Tôi, Trần Bát Hoang thề với trời. Chỉ cần tôi còn sống, còn cái mạng này, thì tôi nhất định dốc hết sức lực dẫn dắt Lưỡng Nghi Tông trở lại thời kỳ hưng thịnh huy hoàng ngày xưa. Các vị nhất định sẽ trở thành người đứng trên tất cả, vua trong các vị vua ở cả Bắc Hoang, thậm chí cả Vân Tiêu Giới. Lời của Trần Đức rất hùng hồn khí phách. Anh rất ít nói, rất ít khi nói nhiều như vậy, lần này, anh hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, cảm xúc nghiêm trang truyền đến mỗi một đệ tử. Người trên người, vua trong vua. Trên mặt mỗi một người đều hiện lên hy vọng, kích động. Họ tin Trần Đức, và vô cùng mong đợi đến ngày đó. Trần Đức nói xong,
cả quảng trường rơi vào yên lặng tạm thời. Một giây, hai giây, ba giây, sau ba giây, tông chủ, chúng tôi nhất định sẽ đi theo cậu, cùng trưởng thành với Lưỡng Nghi Tông. Với Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, Vương Chính Thanh, Tiêu Chính Thái dẫn đầu, tất cả đệ tứ khom lung, đồng loạt hành lễ. Thậm chí một số đệ tử còn quỳ một gối xuống đất. Rất nhiều người đã khóc, khóc thực sự. Trăm ngàn năm nay, Lưỡng Nghi Tông vẫn luôn sa sút, bị chèn ép, suy thoái, nhưng vào lúc quan trọng, Cung Trường Lâm còn chọn phản bội, tổn hại Lưỡng Nghi Tông. Sau đó Trần Đức lại đắc tội nhà họ Ưng. Trải qua mấy lần giày vò, trong lòng đệ tử Lưỡng Nghi Tông đã nguội lạnh. Rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng, lựa chọn rút khỏi Lưỡng Nghi Tông, chỉ có bọn họ còn kiên trì, còn chờ đợi. Họ đang đợi điều gì? Chẳng phải là đợi một câu nói, một lời hứa của tông chủ sao? Đến nay họ đã đợi được rồi. Hơn nữa từ trên người Trần Đức, bọn họ có thể nhìn thấy hy vọng mạnh mẽ. Vì vậy, lúc này, Lưỡng Nghi Tông lại đồng lòng, đoàn kết. Tốt! Vẻ mặt Trình Lâm Phong kích động, nước mắt chảy dài, lão phu cũng thay các đời Lưỡng Nghi Tông, thay mặt hơn ngàn chấp sự, chấp pháp, đệ tử, cảm tạ tông chủ. Đứng lên hết đi! Trần Đức cười ôn hòa nói, sau này, tôi nhất định sẽ chứng minh, lựa chọn của mọi người không sai. Sau khi sắp xếp xong các việc trong tông, cả Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn bắt đầu đóng cửa tông tu luyện, không còn quan tâm đến việc bên ngoài. Có số đan dược mà Trần Đức chế luyện, thực lực của họ chắc chắn sẽ được tăng lên về chất trong thời gian ngắn. Trần Đức lại kéo theo Ưng Thanh Vũ, Âu Dã Tư Linh đi một vòng dãy núi không lớn không nhỏ, tuyên bố bế quan. 10 ngày trước, Trần Đức luyện chế ra một số đan dược, chia cho Ưng Thanh Vũ, Âu Dã Tư Linh, đồng thời nói với Ưng Thanh Vũ cách luyện hóa, nắm chặt sức mạnh phong ấn đó. Đợi Ưng Thanh Vũ bắt đầu tu luyện, anh lại bắt đầu hướng dần Âu Dã Tư Linh luyện kiếm. Âu Dã Tư Linh thanh khiết như tiên, tư chất thông minh, từ nhỏ đã lớn lên ở Côn Luân Hư, cả địa cầu, vô cùng ít người yêu nghiệt như cô ta. Sau khi đến Vân Tiêu Giới, đương nhiên thực lực của cô ta cũng luôn tăng lên. Chỉ có điều, vẫn còn kém xa mới yêu nghiệt được như Trần Đức. Trần Đức đích thân truyền thụ một số tu hành tâm đắc và kiếm đạo cho Âu Dã Tư Linh, đồng thời đích thân tạo ra một thanh kiếm cấp linh khí thượng phẩm cho cô ta. Thanh kiếm màu xanh bích, hai người đặt tên cho nó là Kiếm Bát Hoang, đặt tên theo tên tự của Trần Đức. Trong 10 ngày, hai người bên nhau cả ngày lẫn đêm. Trong lòng Âu Dã Tư Linh sớm đã bị Trần Đức chiếm trọn, mỗi ngày ở bên anh, cô ta đều đỏ mặt tía tai. Lạnh lùng như cỏ ta lại có lúc e thẹn như này, đúng là có phong vị khác biệt. Ở bên nhau ngày đêm, khó tránh những việc nên xảy ra và những việc không nên xảy ra đều xảy ra hết. Hương vị trong đó, không thể nói cho người bên ngoài biết. Tóm lại, rất sướng. Ban đầu khi Âu Dã Tư Linh làm chuyện đó thì rất lạnh lùng, sau đó, sau khi hoàn toàn giải tỏa, còn chủ động, phóng khoáng hơn tất cả cô gái mà Trần Đức chảy qua. Ngày thứ 10 năm bế quan. Như Ưng Thanh Vũ, Âu Dã Tư Linh không cần Trần Đức hướng dẫn nữa, con đường tu luyện, lý giải, cảm ngộ của cá nhân vô cùng quan trọng. Hướng dẫn quá nhiều, sẽ không đi được trên con đường của mình, tiền đồ mãi mãi có hạn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao các tông môn thế lực lớn rất ít có thầy hướng dẫn. Con đường tu võ, đã định sẵn sẽ cô độc. Chỉ có chém giết trong chiến tranh mới có thể trưởng thành. Sau 10 năm ngày, cuối cùng Trần Đức bắt đầu nâng cao thực lực bản thân. Bế quan không ngày tháng. Âu Dã Tư Linh thức tỉnh đầu tiên, khi xuất quan, cảnh giới của cô ta đã có nhảy vọt về chất, trực tiếp đạt đến đỉnh phong thiên tôn cửu trọng. Chỉ cách thần thông một bước. Tuy cảnh giới như này không được coi là mạnh trong Vân Tiêu Giới. Nhưng cô ta chỉ dùng một tháng. Một tháng ngắn ngủi, từ địa tiên đạt đến thiên tôn cửu trọng. Đây là khái niệm thế nào? Phải biết rằng, giữa địa tiên và thiên tôn, còn cách một địa tôn, có nghĩa là Âu Dã Tư Linh dùng một tháng tăng vượt gần hai cảnh giới lớn. Phải biết rằng, nhất trọng thiên cảnh giới nhất trọng, một cảnh giới lớn, thông thường là khoáng cách rãnh trời khó mà vượt qua, cả đời người bình thường có thế cũng không thể đột phá một cảnh giới, người có tư chất một chút cũng phải mất 1 năm rưỡi. Âu Dã Tư Linh chỉ dùng 1 tháng. Trong đó, ngoại trừ tác dụng của đan dược Trần Đức cho, phần nhiều là thiên phú đáng sợ kinh người của cô ta. Một tháng nay, thực lực của cô ta tăng lên gấp mấy lần. Cho dù Âu Dã Tư Linh có yêu cầu cực cao với bản thân,
đột phá đến cảnh giới này cũng khiến cô ta bất ngờ, vô cùng hài lòng. Bốn người Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt đích thân hộ pháp cho đám người Trần Đức, sự trưởng thành của Âu Dã Tư Linh hoàn toàn khiến họ cảm thấy kinh hãi, đáng sợ, khô cá họng. Đúng là, yêu nghiệt, Trình Lâm Phong cảm khái, tốc độ tăng cấp của Âu Dã Tư Linh đã có thể so sánh với một số yêu nghiệt siêu cấp của Vân Tiêu giới. Ha ha, Lưỡng Nghi Tông ta có hy vọng phục hưng rồi, Từ Thái Khôn vô cùng vui mừng. Sau đó, bốn người tiến lên trước cùng đồng thanh chúc mừng nói. Chúc mừng tông chủ phu nhân. Tại sao lại gọi là tông chủ phu nhân? Mấy ngày trước hai người gây ra tiếng động không nhỏ, tuy bọn họ không tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn bắt được một vài tiếng động, âm thanh nho nhỏ khiến người ta dạo dực. Âu Dã Tư Linh hơi ửng đỏ, vô cùng hài lòng với cách gọi này, khẽ cười nói cảm ơn ba vị trưởng. Lão, tông chủ phu nhân, tông chủ đã tỉnh lại chưa? Trình Lâm Phong lập tức hỏi. Vẫn chưa. Âu Dã Tư Linh lắc đầu, chúng ta cùng hộ pháp cho anh ấy đi. Được. Lại nửa tháng trôi qua. Hôm nay, bỗng nhiên, một luồng khí tức đáng sợ từ lầu các của Trần Đức trực tiếp phút lên trời xanh. Trong tích tắc, gió mây biến sắc, bầu trời trong xanh đột nhiên rơi vào trong bóng tối. Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt, Âu Dã Tư Linh cùng mở mắt, trong ánh mắt đều lóe lên tia kinh hãi. Không vì gì khác, chỉ vì khí tức đó quá đáng sợ. Chấn rung trời cao, cả Lưỡng Nghi Tông đều run lên vì nó, như động đất, đá núi cuộn lăn. Trong Lưỡng Nghi Tông, rất nhiều đệ tử sợ hãi, cho rằng bên ngoài có kẻ địch xâm nhập, kéo còi cảnh báo. Trong tích tắc, từ trên xuống dưới Lưỡng Nghi Tông, cùng lúc tập trung ở chỗ khí tức truyền ra, sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Nhưng không có ai, người nào cũng sợ hãi nhìn chằm chằm cả lầu các. Hoàn toàn bị chấn hãi, kinh hoàng. Khí tức đó, quá mạnh, đã đạt đến cảnh giới thông thần. Hơn nữa, còn không ngừng vút tăng cao. Thần tôn nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Khí tức đó giống như mở van nước, nước lũ ào ào cuồn cuồn, không ngừng tăng lên, tăng lên, tăng lên nữa. Cho đến thần tôn bát trọng, mới dừng lại. Rất nhanh, bóng tối biến mất, bầu trời sáng trong trở lại. Thần tôn bát trọng, người đột phá nhảy một phát đạt đến thần tôn bát trọng, trở thành người mạnh nhất Lưỡng Nghi Tông. Việc này, từ trên xuống dưới Lưỡng Nghi Tông, người nào cũng nuốt nước miếng. Thực sự khó mà tin nổi. Là ai? Là Ưng Thanh Vũ, hay Trần Bát Hoang? Ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào cánh cửa lầu các đóng chặt, đợi người đột phá xuất hiện. Sau khoảng 7-8 hơi thở, cánh cửa lầu các mở ra. Đồng thời một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong đôi mắt tất cả mọi người, Ưng Thanh Vũ. Cô ta mặc váy dài màu tím, hoạt bát xinh đẹp. Đôi mắt như bảo thạch sáng long lanh, trong veo như pha lê, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên niềm vui. Có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể cô ta, khí tức đáng sợ của thần tôn bát trọng đang cuồn cuộn, bao phủ. Em gái, vừa nãy là em, đột phá ư, Âu Dã Tư Linh khẽ mở đôi môi hồng, trong đôi mắt đẹp vừa ngưỡng mộ. Vừa vui mừng. Đúng thế, chị Tư Linh, là em, Ưng Thanh Vũ gật đầu, em đã nắm chắc sức mạnh trong cơ thể roi. Với tư chất của Ưng Thanh Vũ, nên đến cảnh giới này từ lâu, chỉ là nhiều năm nay, cơ thể cô ta phong ấn trùng trùng, muốn đột phá rất khó. Nhưng nay cô ta hoàn toàn nắm chắc sức mạnh đó. Thiên phú khủng bố của cô ta lập tức được thể hiện ra bằng cánh giới, thần tôn bát trọng, tuyệt đối là người mạnh nhất trong cả Vô Song Tông hiện nay. Trình Lâm Phong, Từ Thái Khôn, Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt, Diệp Vô Song, Đoạn Nguyên. Người nào người nấy vô cùng ngưỡng mộ. Yêu nghiệt là thế nào? Đây chính là yêu nghiệt. Nửa tháng nay, bọn họ cũng tăng cấp, so với Ưng Thanh Vũ, sự tiến bộ của họ không đáng nhắc đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.